Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình SE. Hôm nay, Mai Hà xin gửi tới các bạn câu chuyện Hôn nhân giao dịch của Phó Tổng của tác giả Lương Hải Yến. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình SE để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nha. Ba, con muốn đổi tên. Bé gái 5 tuổi vừa mang cặp sách nhỏ chạy vào nhà vừa khóc lóc nói với ba mình. Con gái yêu làm sao vậy? ba thủy đang ngồi tính toán tiền bạc khẽ từ đống tiền gần đầu lên liếc nhìn con gái một cái Đàng yên đang lành tại sao lại muốn đổi tên ba con không muốn tên thủy y mễ nữa tất cả các bạn trên lớp đều gọi con là ngọc mễ con không muốn bị gọi là hạt ngô đâu hu cái môi nhỏ nhắn của bé cong lên tỏ vẻ rất không vui con gái ngoan của ta thủy y mễ chứ không phải là hạt ngô bà thủy vội vàng xoa dịu con gái nhưng nghe giống như là hạt ngô tất cả các bạn khác trong nhà trẻ đều gọi em như vậy giống như bản thân mình đang mang một biệt hiệu riêng nên em rất ghét con gái à các bạn không biết thủy y mễ là tên hay cho nên chúng ta đừng để ý đến bọn họ có được không mà kệ mà kệ bà à con muốn đổi tên hình ảnh việc bị bạn trong lớp cười nhạo lại lần nữa hiện lên trong đầu việc này đã trở thành một chuyện rất lớn đối với em được rồi được rồi đừng khóc nữa bà thủy ôm con gái thế còn muốn đổi thành tên gì nào tiểu mễ hay đại mễ hay ngọc mễ nghe bà nói ra mấy cái tên còn khó nghe hơn cả tên này thủy y mễ càng khóc lớn hơn bà thủy sợ đến mức chân tay luống cuống không thể làm gì khác hơn đành phải gọi vợ ra ứng cứu bà xã mau ra đây mẹ thủy đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng chồng mình gọi ầm ĩ liền từ từ trong phòng đi ra anh gọi cái gì vậy mẹ thủy vừa đi vừa đỡ cái bụng bầu vừa ra đến nơi đã thấy con gái khóc đến mức đỏ hoe cả hai mắt rất đáng thương liếc về phía chồng một cái bà thủy hiểu ý lập tức thì thầm vào tai vợ mấy câu sau đó bày ra vẻ mặt bối rối đến đây với mẹ nào Mẹ Thủy giang hai tay ra, đón Thủy y mễ. Hù, hù, mẹ, con muốn đổi tên. Thủy y mễ vừa khóc, vừa chạy vào lòng mẹ. Ở nhà trẻ các bạn cứ chế nhạo tên của con. Tiểu mễ, tên của con rất đẹp mà. Mẹ Thủy nhẹ nhàng giải thích với con gái. Nhà chúng ta kinh doanh gạo, lúc con sinh ra là lúc ba con mới trồng ra được loại hạt y mễ chất lượng rất tốt, bán được rất nhiều, cho nên mới lấy tên con từ loại lúa này để làm kỷ niệm, không phải như vậy rất hay hay sao? Mẹ thủy vừa ba hoa chiếc trẻ xong, không biết con gái nghe có hiểu hay không. Còn không muốn, thủy y mễ vẫn cường quyết không muốn như trước. này, bà thủy nhìn vợ y nói, bà dùng biện pháp khác. tiểu mễ, mẹ cho con biết hạt y Mỹ có thể làm sao người ta trắng hơn, biến thành xinh đẹp hơn. Bà đặt cho con cái tên này có ý nghĩa rất tốt mà. Mẹ Thủy thấy con gái ngừng khóc thì tiếp tục dỗ. Chẳng lẽ con muốn làm đứa bé xấu xí sao? Con không muốn làm đứa bé xấu xí. Quả nhiên, bé con tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng thích được xinh đẹp. Ý mễ có nghĩa là vừa trắng, vừa xinh đẹp sao? Mặc dù biết con gái chỉ nghe được một vài lời của mình rồi hiểu theo suy nghĩ của nó nhưng ba mẹ Thủy vẫn không hề đính chính lại, mà lại vui vẻ gật đầu xác nhận. Và cứ như vậy, từ lúc 5 tuổi, Thủy Y Mỹ đã bị cha mẹ mình lừa gạt. Mãi cho đến lúc cô lớn lên, vẫn luôn luôn oán trách. Cũng may, em trai sau khi sinh ra, lấy tên do cô chọn, coi như cô cũng được một chút, gọi là an ủi. Trong nhà hàng cao cấp, nam phục vụ tuấn tú bảnh bao, đang cố gắng giữ trên môi nụ cười chuyên nghiệp nhất, nhẹ giọng nói xin lỗi tiểu thư cô thật sự gọi hết số đồ ăn này sao hắn khom lưng đem thực đơn ra trước mặt thủy y mễ nhằm xác nhận lại đúng chẳng lẽ nhà hàng của anh không có những thức ăn này thủy y mễ nhíu đôi mải thanh tú vậy sao những món này vẫn được ghi trên thực đơn không nhà hàng chúng tôi có tất cả các đồ ăn đã ghi trên chỉ là không nghĩ tới một người như cô lại có thể ăn nhiều đến vậy người phục vụ nghĩ thầm trong bụng vậy xin cô đợi cho một chút những thức ăn đó sẽ được đưa lên ngay người phục vụ nhìn sổ ghi chép có một dãy số dài các món ăn không khỏi thầm lấy làm lạ trên đời thật sự có người ăn được nhiều như vậy sao sếp anh tới đây để dùng cơm sao bạch thiên nhớ rõ sếp của mình không thích đồ ăn ở đây nghĩ đến đó hắn lại nhỏ giọng hỏi lại sếp một lần nữa dĩ nhiên Đồng Nhật Sương cười cười, chọn một vị trí, sau đó liền ngồi xuống. Cậu cứ về trước đi, nhớ buổi chiều có hội nghị lúc 3 giờ. Vâng. Dù thế nào, hắn cũng đã làm việc cho Đông Nhật Sương suốt mấy năm. Ít nhiều, cũng có thể hiểu được ý định của hắn lúc này. Trông thấy Đông Nhật Sương cười cười, trong ánh mắt lóe lên một tia xảo hoạt. Hắn cũng đoán được là sẽ có chuyện thú vị xảy ra. Đồng Nhật Dương nhìn chăm chú vào cô gái, đang ngồi ở góc bên kia một cách đầy hứng thú. Tầm nhìn chuyển đến một bàn đầy thức ăn bên cạnh, ý cười trong mắt ngày càng sâu. Thời đại bây giờ, vẫn có cô gái dám ăn nhiều đến vậy sao? Hai, thật là thất vọng. Thủy y mễ mới đem thức ăn vào miệng, liền nhổ ra, vẻ mặt ủ rũ nói. Cứ tưởng đồ ăn ở đây ngon lắm, thì ra chỉ được cái vẻ hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Nếu không phải là thấy trên Internet người ta khen ngợi về nhà hàng này rất nhiều thì cô sẽ không tò mò mà đến nếm thử đúng là làm người ta thấy quá thất vọng mà có lẽ những thông tin trên mạng thì không thể tin hoàn toàn nghĩ thế cô lập tức gọi phục vụ đến tính tiền tiểu thư số đồ ăn cô gọi còn chưa vơi đi ít nào chẳng lẽ cô không hài lòng với đồ ăn của chúng tôi sao phục vụ thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên nên vội vàng hỏi để món ăn hạng nhất còn khó ăn như vậy tôi nghĩ những món còn lại cũng không thể ngon hơn đâu nói xong liền để mấy tờ tiền giá trị lớn xuống bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài ha ha đồng nhật sương nhỏ giọng cười khẽ thật thú vị không người nào đến ăn ở nhà hàng này lại dám nói thẳng ra những lời chê bai như thế mà cô là người đầu tiên bởi nhà hàng này là của đại tiểu thư tập đoàn đông thị cho dù đồ ăn có không ngon thật thì bọn họ cũng sẽ hết lời khen người, chứ không ai đủ gan lên tiếng phê bình. Đông Nhật Sương thấy kịch hay đã kết thúc nên cũng không ngồi thêm mà lập tức rời khỏi nhà hàng. Chỉ là đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ có thể để lại ấn tượng cho Đông Nhật Sương hắn. Buổi tối, tại phòng khách biệt thự Đông gia, bầu không khí mang vẻ lạ thường. Hắn mặc một bộ quần áo ở nhà trông rất thoải mái nổi bật lên vẻ anh tuấn hơn người ngồi trên ghế xa lông với vẻ mặt mỉm cười hai cánh tay đan trước ngực bày ra một bộ dáng nhẹ nhõm trông rất vô hại nhưng ba người ngồi đối diện hắn thì lại hoàn toàn đối lập ai cũng mang nét mặt khẩn trương nhìn rất chăm chú đợi câu trả lời từ hắn ba người đàn ông trung niên trước mặt hắn lập tức ngồi thẳng lưng dậy ba vừa nói muốn con kết hôn sao Đồng Nhật Dương hỏi cha, trên môi nở nụ cười vô cùng rực rỡ. Vậy mà ba đông lại cảm thấy như có một trận gió lạnh vừa quét qua người ông, trên trán toát đầy mồ hôi hột. Hơ, đúng là như vậy. Tiếng trả lời càng ngày càng nhỏ, người ngoài không biết, còn tưởng rằng ông mới chính là con trai của hắn đấy. Mẹ! Đồng Nhật Dương quét mắt qua bên cạnh. Mẹ vừa nói, còn phải kết hôn với con gái thủy ra sao? Ha! mẹ đông cười gượng hai tiếng sau đó cúi đầu xuống cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía con trai mình nhỏ giọng nói đúng vậy đồng nhật dưng mỉm cười mắt nhìn chằm chằm cha mẹ một lúc lâu sau đó đem ánh mắt bắn về phía người ngồi bên cạnh họ cô gái trẻ tuổi lập tức giơ tay lên nói lớn anh à em không có ý kiến gì đâu anh có nói em có nói gì không khuôn mặt hắn vẫn cứ mỉm cười như cũ nhưng trong mắt đen lại hiện lên một tia sáng bé nhọn làm cho người ta dù có muốn cũng không dám coi thường vậy ý của con thế nào bà đồng cẩn thận hỏi lại con trai bà không phải mọi chuyện cha đã thay con quyết định rồi ư sao giờ lại ngồi đây hỏi ý kiến của con thế này đồng nhật dương vẫn duy trì nụ cười tuấn tú giọng nói êm ái đến lạ thường ha bà đồng bị hỏi ngược lại liền trột dạ, nhanh chóng cười cười. Dù gì thì con cũng là người trong cuộc mà, không phải sao? Cảm ơn bà đã nhớ rõ, con là người trong cuộc. Giọng nói nghe như rất ôn hòa, nhưng thật ra thì toàn lời diễu cợt khiến ba đầu xấu hổ không thôi. Nhật Dương, thật ra thì cũng không thể trách ba con. Mẹ đông thấy chồng mình khó xử, thì không nhịn được nên lên tiếng giải thích. Con cũng biết đấy, mấy năm nay ngự chủ phường kinh doanh ngày càng kém ông nội con tin tưởng giao ngự chủ phường cho ba con quản lý mà nay lại như vậy thật sự là không ổn rồi bà đông ngồi bên cạnh sắc mặt cực kỳ khó coi đang gật đầu liên tục thỉnh thoảng còn thở dài mẹ đông thấy nụ cười trên môi của con trai thoáng bột tắt liền vội vàng hỏi tiếp mấy ngày nay chú và các cô của con liên tục đem chuyện ngự chủ phòng nói về ông nội con, làm cho ông càng thêm tức giận. Hạ lệnh bắt ba con, phải ngay lập tức nghĩ ra cách cải thiện tình hình hiện nay. Nếu không, ông sẽ thu hồi lại ngựa trù phường. Con à, ông nội con đã nói như vậy rồi. Nếu bà còn không làm được gì cho ngựa trù phường, thì nhất định bà sẽ mất hết tất cả. Ông con là người nói được làm được đấy. Bà đồng mang vẻ mặt đáng thương nhìn con trai mình. Gạo của Thủy Gia rất nhiều nhà hàng muốn có, nhưng mỗi quý họ chỉ cung cấp một số lượng nhỏ cho một vài nhà hàng. Nếu như chúng ta có thể lũng đoạn nó, nói không chừng, tình trạng của ngự chủ phường sẽ được chuyển biến. Nói không chừng, không phải biểu thị cho ý nói không chắc chắn sao. Đồng Nhật Sương không khỏi thở dài vì người ba quá ngây thơ của mình. Bà có thể lấy hôn nhân cả đời con để đi đánh cược cho một chuyện không hề chắc chắn như vậy có phải là quá mạo hiểm hay không con yên tâm bà đã nghĩ cả rồi nếu mọi chuyện không thành công thì con có thể ly hôn bất cứ lúc nào bà đồng tự cho biện pháp của mình là đúng đắn khiến đồng nhật dương không biết nói gì hơn bà cho là người nhà thủy gia đều ngu ngốc nên chúng ta có thể tùy tiện lợi dụng phải không hắn vặn lại ba mình vậy phải làm thế nào bà đồng bày ra khuôn mặt khổ sở nhỏ giọng hỏi lại. Cuối cùng thì Đông Nhật Dương cũng thu lại nụ cười, khẽ thở dài. Ba, ngày mai, bà bảo người đem tất cả báo cáo tài chính của ngựa chủ phường đến cho con. Nhật Dương, con đồng ý kết hôn sao? Mặt mày ủ rột của ba Đông, khi nghe con trai nói như vậy, lập tức sáng lên. Chính điện hắn nói sẽ nhận hết mọi chuyện rắc rối này. Phải chăng hắn đã dao động? chờ con xem xong báo cáo sẽ trả lời sau hắn nói xong liền đứng dậy đi lên lầu để lại ba người đang ngồi đó hết sức tập trung suy đoán ý tứ trong câu nói của hắn ba có phải ý của anh là đồng ý nhưng cũng chưa phải là đồng ý không đồng nguyệt nha nghi ngờ hỏi ba mình đôi lông mày nhíu chặt ba còn kiên quyết không đồng ý cho anh cưới cô gái con nhà giàu mới nổi như vậy về làm chị dâu của con đâu Nguyệt Nha, Thủy Gia không phải nhà giàu mới nổi. Bà Đồng lần nữa giải thích cho con gái hiểu. Thủy Gia chỉ là có tổ tông xuất thân từ nông dân thôi. Bọn họ bây giờ cũng có công ty gia đình. Hơn nữa, còn với con gái Thủy Gia không phải đã từng là bạn học thời đại học sao? Ba, còn đúng là xui xẻo mới cùng. Thủy Ngọc Mỹ học chung một lớp. Hừ. Đồng Nguyệt Nha nghĩ tới Thủy Y Mỹ với thân hình tròn vo trắng trèo mập mạp liền không nhịn được cao mày cô ta rất béo đó trời ạ à, cho một người cực kỳ ham ăn béo ú làm chị dâu cô không bằng cho cô một đao đi cho xong là thủy y lễ còn không được vô lễ với chị dâu tương lai như vậy bà đồng nhỏ ròng trách con gái nguyệt nha còn phải nghe ba từ sau không được phép nói như vậy nữa mẹ đồng sợ con gái nói như vậy mà đến tay của con trai thì nguy to. Hơn nữa, mẹ đã gặp qua cô gái đó rồi. Nó chỉ đầy đạn một chút, chứ không mập. Trông rất có phúc phận. Mẹ, có cần phải nói tốt cho cô ta như vậy không? Tóm lại, là con thả để cho chị Nhan Như làm chị dâu con, chứ không bao giờ chấp nhận cô ta. Đồng Nguyệt Nha khó chịu nói. Nguyệt Nha, mẹ Đông vừa nghe vậy, thì lập tức mở mắt. Những lời như vậy, không cho phép, con nói trước mặt anh con, nếu như con còn dám nói thêm một câu như vậy nữa, mẹ sẽ nói ba con khóa hết thẻ tín dụng của con lại, biết chưa? Nhìn thấy mẹ tức giận như vậy, Đồng Nguyệt Nha vội vàng im miệng, trong lòng tự mắng mình, trước mặt mẹ không nên mở miệng bình phẩm về nhân cách người khác. Vâng, Đồng Nguyệt Nha ngoan ngoãn gật đầu lại. Được rồi, con mau về phòng đi. Bà Đồng lại vội vàng lên tiếng giải vây cho con gái. Đồng Nguyệt Nha vừa nhìn thấy ba lên tiếng giúp mình, lập tức nhảy dựng lên, chạy thẳng về phòng. Chỉ sợ mẹ đã tiếp tục mắng mình. Trở về đến phòng, cô không quên mắng Thủy Y Mễ. Hừ, muốn làm chị dâu của cô ư, không có cửa đâu. Ông tổ của Đông Gia là đầu bếp trong ngựa trù, là một người có tay nghề tuyệt hảo, được Hoàng Cung yêu thích. Tay nghề của người trong Đông Gia được ông tổ truyền lại, cho đến đời của cụ nội đông gia thì lấy ngựa chủ phường làm bảng hiệu cho quán ăn đông gia vì vậy mới trở nên phát đạt đến đời ông nội của đông nhật sương thì sự nghiệp càng phát triển lên các lĩnh vực khác tập đoàn đông thị ngày càng nổi tiếng không ai không biết đến đồng lão thái gia có hai con trai ba con gái vì coi trọng người con trai lớn là đông phong nên ông đem gia nghiệp của tổ tiên là ngựa chủ phường giao cho hắn quản lý nào ngờ, đồng phòng không những không có tư chất để làm thương nhân, lại còn không có tài nấu nướng. Nên, người chủ phường sau khi vào tay hắn, thì kinh doanh ngày càng xa suốt. Vì vậy, hắn bị mấy người em trai em gái chê cười vô số lần. Cũng may, trời cho hắn một người con trai thông minh, anh Tuấn như Đông Nhật Sương. Ngay cả Đông Lão Thái xa có rất nhiều con cháu, cũng chỉ yêu thích một mình Đông Nhật Sương. Nên từ nhỏ, đã tự mình dạy dỗ đứa cháu này thậm chí còn không cho nó ở cùng hai vợ chồng đông phong hắn mãi cho đến khi nó trưởng thành mới để nó về sống cùng ba mẹ mà cũng bởi như thế đồng nhật dương rất nhanh trở thành phó tổng giám đốc của tập đoàn đông thị làm cho mọi người trên giới của đông gia vừa ao ước lại vừa đố kỵ hận không được thay thế chỗ của hắn lại nói về thủy gia đời đời đều vất vả với đồng ruộng quanh năm cài cấy trồng trọt ai ngờ được đến đời của thủy đạo lại quyết tâm không như tổ tông cả đời gắn liền với đồng ruộng sống kiếp ngựa trâu cho nên hắn mạnh dạn áp dụng những kinh nghiệm được tích lũy từ tổ tông để lại cùng với kinh nghiệm của bản thân mời chuyên gia đến ruộng nhà mình cùng làm thí nghiệm không ngờ thí nghiệm đó lại thành công có thể trồng ra loại gạo có chất lượng rất tốt từ đó thủy gia chính thức bước vào ngành sản xuất buôn bán gạo tuy nói là đã thoát khỏi thân phận nông dân nhưng thật ra thì gia đình buôn bán gạo thì không thể xa rời người nông dân hơn nữa thủy đạo lại chưa vượt qua được suy nghĩ của một người nông dân điều này thì chỉ cần nghe đến cái tên của con gái hắn thì có thể biết vì vậy thủy gia ở trên thương trường bị những người trong giới thượng lưu giễu cợt là gia đình lúa nước cái danh hiệu buồn cười này khiến người nhà thủy gia tức giận không thôi hắn thề cho dù thế nào cũng phải cho con gái mình gia nhập vào giới thượng lưu cũng bởi vì như vậy mà hai chị em thủy ra bắt đầu phải chịu một tuổi thơ đầy sóng gió cho đến lúc thành người bà xã bà nói xem đề nghị vừa rồi của tôi như thế nào bà thủy đang đi qua đi lại trong phòng khách vội vàng hỏi ý kiến vợ mình ông xã à cách đó tốt thì tốt thật mẹ thủy dừng lại do dự nhìn về phía chồng mình nhưng tiểu mễ có thể đồng ý sao nó có thể không đồng ý sao đây là chuyện quyết định chỗ đứng của thủy ra trong giới thượng lưu nó không có quyền từ chối bà thủy cắn chặt sang quyết tâm nói chuyện này được rồi ông đã nói như vậy thì ông đi nói chuyện với nó đi mẹ thủy chỉ có thể làm theo ý của chồng mình mà thôi sao có thể để tôi đi nói với nó được bà thủy có chút chột xạ cảm thấy những lời này rất khó nói bà xã à, là phụ nữ với nhau, nói chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi đi nói ư, mẹ Thủy cao giọng hỏi lại, nhưng... Không nhìn nhị gì hết, tối nay nó trở về, bà hãy nói chuyện với nó đi. Tôi và Đông Tổng đã bàn bạc xong rồi, một thời gian nữa sẽ chọn ngày để hai đứa nó gặp mặt, ăn một bữa cơm với nhau. Bà Thủy rất khoát nói ra, khiến mẹ Thủy không cách nào cự tuyệt được. Mẹ Thủy thấy việc đã đến nước này, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đồng ý. Ai, lần này biết nói thế nào với nó đây? Đàn thành, tôi ở đây. Cánh tay trắng nõn giơ lên cao, đang vẫy vẫy không ngừng. Tiếng gọi lớn đã thu hút sự chú ý của mọi người. Cô gái vận một bộ váy tuyết tha, giống như tiên nữ, bước ra từ trong tranh, nhẹ nhàng ngồi đối diện với người có cánh tay trắng nõn đó. Thủy tiểu mễ, cậu đừng có lớn tiếng như vậy được không? Sở đan thanh nhíu chặt đôi lông mày kẻ đen, cánh môi đỏ khi đóng khi mở, nhẹ giọng nói. Môi hồng trúng chím, cánh tay thon mềm, Đàn thanh, cậu thật đẹp đó. Ai? Thủy Mễ là một người cực kỳ yêu thích những thứ xinh đẹp, nên mỗi lần thấy bạn mình, cô đều khó tránh khỏi xúc động mà cảm thán. Đàn thanh à, đúng là cậu sinh nhầm thời đại rồi. Nếu như cậu sống ở thời cổ đại, thì nhất định cậu sẽ là mỹ nữ độc nhất vô nhị mà hại nước hại dân đó cậu ít nguyền rủa tớ đi cậu chưa từng nghe qua câu hồng nhàn bạc mệnh hay sao sở đan thành vừa nói vừa vẫy tay gọi phục vụ ừ nhỉ thủy im mễ như bình tĩnh gật gật đầu cậu hẹn tớ ra đây có phải là lại tìm ra món gì ngon để ăn không sở đan thành vừa thong thả uống cà phê phục vụ vừa mang lên vừa nói đan thành người hiểu ta quá thủy im mễ cười hì hì nói Tôi thấy trên internet, người ta bảo rằng đồ ăn Pháp ở đây rất tuyệt, cho nên mới mời cậu đến đây cùng ăn thử xem sao. Cậu cậu là chuyên gia phê bình ẩm thực ở đây rồi, thì tớ làm sao có cơ hội lên tiếng đây. Cô và Thủy Y Mễ đều làm ở một tòa soạn chuyên về ẩm thực. Cô là trợ lý cho xã trưởng, còn Thủy Y Mễ chuyên về phê bình thức ăn. Công việc chính là tìm nơi nào có thức ăn ngon và thưởng thức sau đó, sẽ cho họ vài ba câu phê bình, mà thật sự, những loại thức ăn đó, nếu nàng nói là nó ngon thì cũng sẽ được mọi người đồng tình, ngược lại, nếu nàng bảo không ngon thì tuyệt đối sẽ không người nào ăn những món đấy nữa. Trời ạ, à, cậu hiểu rõ, đồ ăn Pháp như vậy, tớ không tìm cậu thì tìm ai? Sở Đan Thành sinh ra ở Pháp, đến năm 15 tuổi mới cùng ba mẹ về nước định cư, vào học cùng lớp với cô nói đến đây cũng thật kỳ lạ đối với người từ trước đến nay đều là lạnh lùng như sở đan thanh cô mỗi lần thấy thủy y mễ đơn thuần cố chấp một cách ngu ngốc hoặc bị người khác chê cười thì lại thấy bực mình thay cô ấy xem ra mọi thứ đã được định đoạt sẵn cô cả đời này là bạn tốt của thủy y mễ ngốc nghếch này rồi buổi tối sau khi thủy y mễ bị sở đan thanh kiên quyết ép về nhà thì cũng ngoan ngoãn dừng ngay hành động ăn uống điên cuồng của mình lại mà đứng lên. Khi cô vừa tới cửa nhà thì đã thấy có một người đang ngồi ở ghế sofa. Có thể nào lại là người em trai rất khó gặp mặt của cô, giờ này không bao giờ ăn cơm tối ở nhà, hôm nay lại phá lệ. Thủy Cao Lương, em đã biết về nhà rồi sao? Cô nghi ngờ hỏi, hôm nay làm sao vậy? Thủy Cao Lương ghét nhất là khi nghe chị gái hắn gọi tên hắn cặp lông mày dính chặt lại với nhau nhưng ở trước mặt ba lại không dám lên tiếng bác bỏ cái tên này đành phải chịu khó nhẫn nhịn hừ thủy cao lương khoanh hai tay trước ngực lắc lắc đầu không thèm để ý đến cô ba hôm nay có chuyện gì sao thủy y mễ không thèm để ý việc em trai xem thường mình đi đến ngồi bên cạnh mẹ mình à bà thủy do dự không biết phải mở miệng như thế nào tiểu mễ à Năm nay con cũng đã 25 tuổi rồi, cũng đã trưởng thành rồi, thế con đã có bạn trai chưa? Bà Thủy lòng vòng, thử thăm dò con gái một lượt, muốn xem cô phản ứng thế nào rồi mới tính bước tiếp theo. Thủy y mễ không hiểu gì cả, không biết sao tự nhiên bà lại quan tâm đến chuyện tình cảm của bản thân. Ba, tự nhiên ba hỏi con chuyện này làm gì? Còn không phải, con đã đến tuổi kết hôn rồi, mà đến một người bạn trai cũng không có đưa về cho chúng ta xem mặt sao bà thủy làm bộ như con gái đang mắc phải lỗi gì nghiêm trọng lắm còn có đưa bạn trai về rồi nha thủy im mỹ vội vàng biện minh cho mình chị à mấy người đó thật sự là bạn trai của chị sao thủy cao lương xỉ mũi phản bác có cô gái nào lại coi thức ăn quan trọng hơn cả bạn trai như chị không đừng trách em nhắc lại chuyện xấu của chị bạn trai trước của chị không phải đã bị chị bán cho liễu tình chỉ bằng một khối bánh ngọt sao? trời ạ, à, hắn không nghĩ trên đời này lại có một người không tin không phổi như cô. nếu đó không phải là chị gái hắn, thì hắn sẽ bằng mọi giá ngăn cản cô, không cho cô hạ thấp giá trị của đàn ông bọn hắn như thế. nghĩ đến người sắp trở thành anh rể mình, hắn không khỏi thở dài. thật là đáng thương. thủy cao lương, chuyện này xảy ra từ rất lâu rồi. thẹn quá hóa giận. Thủy Y Mễ trợn mắt lên với em trai của mình. Đủ rồi, không nói những chuyện này nữa. Bà Thủy trừng mắt với con trai, không cho hắn nhắc lại chuyện xưa. Thủy Cao Lương không thể chống lại, nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im lặng. Tiểu Mễ, bà nói là hiện tại kìa. Bà Thủy quay đầu lại, tươi cười rạng rỡ với con gái. Còn bây giờ không phải là không có bạn trai sao? Chả biết một người là con trai của một người bạn của ba vừa anh tuấn giỏi giang lại là người trong giới thượng lưu, còn gả cho nó thì sẽ trở thành thiếu phu nhân rồi. Chờ một chút, Thủy Y Mễ đột nhiên hô to, sau đó lại hạ thấp giọng mình hỏi ba. "Ba, ba mới vừa nói gả con đi, như thế không phải là quá nhanh sao?" Bà Thủy lần này mới ý thức được mình lỡ miệng, không thể làm gì khác hơn là đành nói rõ ràng với con gái mình. "Tiểu Mễ, bà đã đồng ý với đề nghị của đông gia cho con và con trai họ kết hôn rồi thủy im mễ ngây ngốc tại chỗ đầu óc ngưng trệ sững sờ nói con ư kết hôn ư đúng vậy là con kết hôn bà thủy dùng sức gật đầu ba kết hôn không đơn giản chỉ là chuyện mở tiệc rượu làm sao cha lại có thể tự ý quyết định không thèm hỏi ý kiến con như vậy thủy im mễ trợn tròn mắt hai gò má trắng mịn vì tức giận mà đỏ hồng lên vô cùng dễ thương tiểu Mỹ, đồng nhật dương là một thanh niên tài tuấn hiếm có nếu bỏ lỡ hắn còn sẽ không tìm được ai như vậy đâu bà thủy vội vàng nói thêm bà là do người ta nhìn chúng loại gạo đặc biệt của thủy gia nên mới có thể đề nghị cưới chị không thì làm sao có thể đến lượt chị con đây thủy cao lương ngồi một bên chăm chọc chỉ cần suy nghĩ một lúc là có thể nhìn ra bộ dạng tròn vo của Thủy Y Mễ sẽ không có người đàn ông nào thích. Mặc dù ngũ quan không tệ, nhưng ở cái thời đại mọi người đều chú trọng vào hình thể này. Thử hỏi có ai thích nổi một cô gái thân hình tròn vo núp ních như cái bánh gạo thịt như thế kia không? Huống chi, chị hắn lại còn rất ham ăn nữa. Tiểu tử thối cầm miệng cho ba. Bà Thủy lớn tiếng trách móc con trai. Thủy Y Mễ trầm mặc không nói gì, vẻ mặt trước sau như một, không hề bị lời nói ác độc của em trai làm ảnh hưởng. Tiểu Mễ, còn đừng nghe nó nói hưu nói vườn. Bà Thủy chỉ sợ con gái vì tức giận mà từ chối. Đồng gia là một gia tộc lớn, làm sao có thể đem hôn nhân ra làm trò đùa đây? Bọn họ là thích con, mới có thể đề nghị kết thân. Hơn nữa, ba, thì y mễ cắt đứt lời ba mình, đông gia có phải có nhà hàng ngự chủ phường hay không hả bà thủy nhất thời không phản ứng kịp không sai nhà ăn ngựa chủ phường chính là nghiệp tổ của đông gia để lại nghe con gái hỏi vậy mẹ thủy liền đoán được suy nghĩ của cô nên vội vàng trả lời đôi mắt đen nhánh của thủy y mễ lóe lên giống như ngay sau đó sẽ lập tức biến thành một kẻ siêu cuồng ăn vậy. thủy cao lương thấy bộ dáng của chị mình như vậy cũng biết mong muốn gia nhập xã hội thượng lưu của ba mình, có hy vọng rồi. Chị hắn là một người có thể vì ăn mà hy sinh tất cả. Huống chi, ngự chủ phường là nhà hàng lâu năm, bên trong có thức ăn ngon nhiều không đếm xuể. Đây không phải là tử huyệt của Thủy Y Mễ hay sao? Lúc này, bà Thủy cũng nhìn ra đầu mối, con gái hắn đối với ngự chủ phường có hứng thú không ít, luôn muốn tìm cơ hội để tìm hiểu đến cùng. Bây giờ, cơ hội dâng tới trước mặt sao có thể không giao động được đây tiểu mễ đồng nhật dương không chỉ là phó tổng tài tập đoàn đông thị bà của hắn còn là người quản lý ngựa chu phường đấy bà thủy tiếp tục tăng thêm dụ rỗ phải làm cho cô đồng ý ngay mới được có thật không có là người ngu đần cũng biết đây là chuyện tốt hiếm có khó tìm nha bà thủy quyết định lấy lui làm tiến nếu không thì trước tiên còn có thể gặp qua đông nhật sương rồi hãy quyết định có được hay không vậy được rồi từ chối một hồi thủy mễ vẫn là gật đầu đồng ý bà thủy từ trước đến nay là người mạnh vì gạo bạo vì tiền nay còn bày sẵn âm mưu chờ con gái ngoan ngoãn nghe theo để trải sẵn đường đi cho mình thật là hết nói nổi một cuộc thuyết phục như vậy lặng lẽ hạ màn mà nam nữ chính trong vở kịch này lại không hề ý thức được tương lai còn rất nhiều chuyện vui đang chờ đợi bọn họ mỗi người vẫn đang đắm chìm trong tưởng tượng của chính mình đồng nhật dương ngồi trong phòng mình đang không ngừng lật qua lật lại báo cáo tài vụ cẩn thận xem xét bình thường hắn ở trước mặt người khác luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng mà bây giờ một mình ở trong phòng cũng như vậy chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả xám xịt Xem ra, những năm gần đây, bà hắn có thể giữ cho ngựa chủ phường không ngã đã là tài giỏi lắm rồi. Nếu không phải nhờ có mấy vị tiền bối mà ông nội an bài, trẻo trống, thì ngựa chủ phường đã sớm không trụ nổi rồi. Không ngờ, nhà hàng đã kinh doanh hàng trăm năm, lại xuống dốc. Cho nên, bà hắn mới phải xuất ra chiêu bài cuối cùng này để ép hắn. Thật làm hắn khó nghĩ mà. Đông Nhật Dương ở trong lòng thở dài, hắn biết rõ, mà mình không phải là người có thể liệu trước được mọi việc trên thương trường, nhưng vẫn nhịn không được mà hối hận một chút. Lại nhìn cô chú hắn, ai ai cũng là con người khôn ngoan, giảo hoạt, trong khi ba hắn lại hiền lành chất phác, đến một chút sự hôn khéo của con cháu đông gia cũng không được thừa hưởng. Hai, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, đồng nhật xương khép bản báo cáo lại, hai hàng lông mày nhíu chặt. Một hồi lâu sau, hắn mới cầm điện thoại lên ấn một dãy số thịnh thiên cậu giúp tôi điều tra một người người đàn ông ở đầu dây bên kia tức giận nói đồng lại thiếu gia à cậu muốn điều tra người nào thì đề nghị nên thuê thám tử tư tôi là luật sư của cậu chứ không phải chân sai vặt cho cậu con gái thủy ra ngày mai hãy đưa tài liệu cho tôi đồng nhật dương làm như không nghe thấy lời oán trách của bạn tốt mà nói ra yêu cầu của mình sau đó rất không biết điều mà cúp điện thoại luôn người đàn ông kia nhìn cái điện thoại đang kêu bíp bíp giận đến mức muốn đánh người nhưng cuối cùng hắn vẫn từ trên giường lồm cồm bò dậy vì người khác mà bán mạng mà đông nhật dương sau khi cúp điện thoại cũng ra khỏi phòng gọi mấy người nhà đang chìm trong giấc mộng dậy nhật dương đã chế thế này rồi có chuyện gì thì để ngày mai nói không được sao bà đồng hai mắt chưa tỉnh ngủ đỡ vợ mình đến ghế sofa ngồi xuống. Anh trai có chuyện kinh thiên động địa gì à? Đồng Nguyệt Nha, gãi đầu tóc đang lung tung lộn xộn của mình, vẻ mặt khó hiểu, nhìn về phía anh trai. Bà, xem ra, bà không có chút lo lắng nào cho ngựa chủ phường, vậy thì chúng ta lại đi ngủ tiếp thôi. Đồng Nhật xương bày ra khuôn mặt tươi cười, giọng điệu ôn hòa nói. Bà Đồng lập tức tỉnh táo, vội vàng lắc đầu. Không không, tất nhiên ba phải lo lắng rồi nhìn ba vẫn ăn ngon ngủ yên không giống gì là đang lo lắng nha đồng nhật dương vẫn cười ôn hòa đến vô hại như trước nhưng lại khiến ba đông lo sợ nhìn con trai đang muốn tức giận trong lòng ba đông lo lắng bồn chồn nhật dương không phải là con có chuyện muốn nói với chúng ta sao ông vội vàng hỏi sang chuyện khác nếu không thì mọi chuyện sẽ thảm hại hơn đồng nhật dương thấy ba mình đã biết khẩn trương lo lắng thì không hồ dọa ông nữa. Ba còn đã xem qua báo cáo tài vụ của ngự chủ phường. Nói đến đây, hắn còn cố ý liếc mắt nhìn ba mình. Chuyện kết hôn với tiểu thư thủy gia thì sau khi con gặp mặt cô ấy sẽ trả lời ba. Có thật không? Vừa nghĩ tới tình trạng khó khăn của ngự chủ phường sắp được giải quyết, bà đồng đã vui mừng không thôi. Vậy bà sẽ sắp xếp để hai đứa gặp mặt nhau ngay. Khoan đã, Đồng Nhật Dương giơ tay lên, cắt đứt hưng phấn của ba mình. Muốn gặp mặt ở đâu, khi nào sẽ do con quyết định, bà không cần quan tâm. Tối nay, con gọi mọi người, chỉ để nói ra quyết định của con thôi. Giờ thì mọi người về phòng ngủ tiếp đi. Nói xong, Đồng Nhật Dương cũng xoay người chuẩn bị trở lên phòng. Anh, em phản đối, em không bao giờ đồng ý để anh cưới con bé ngọc mễ, mập ú đó. Đồng Nguyệt Nha vừa nghĩ tới Thủy Y Mễ có nguy cơ sẽ sớm trở thành chị dâu của mình liền lớn tiếng phản đối cưới hay không cưới do anh quyết định không thèm quay đầu lại đồng nhật dương chỉ bỏ lại một câu nói như vậy rồi đi về phòng ba bà thật sự muốn cho anh cưới đứa con gái nhà giàu mới nổi đó sao đồng nguyệt nha dậm chân gắt giọng với ba mình được rồi chuyện này không cần con lo mau đi ngủ đi con trai khó khăn lắm mới đồng ý sao có thể để đứa con gái này phá hỏng đây? đúng rồi đó, còn mau về phòng đi. Mẹ Đông đứng về phía chồng mình, vội vàng khuyên nhủ con gái. hừ, Đông Nguyệt Nha tức giận khẽ hừ, xoay người chạy về phòng, dùng sức đóng sầm cửa phòng tỏ vẻ bất mãn. Bà Đông không thèm để ý, mà ông vợ trở về phòng tiếp tục ngủ cho đến khi mặt trời lên cao. ha, ha cuối cùng cũng không phí công vô ích bóng đêm phổ xuống cuộc sống về đêm nơi thành thị cũng vừa mới bắt đầu trên quầy rượu của một nhà hàng hạng sang ba người đàn ông mỗi người một khí chất khác nhau đang nhả nhã tự đắc nhấm nháp ly rượu ngon đây là thứ cậu cần thịnh thiên mặc bộ tây trang thẳng thớm vừa vặn đem một tập tài liệu ném về phía người đàn ông áo xám nho nhã nhật dương cậu nhờ thịnh thiên điều tra cái gì vậy người đàn ông mặc bộ quần áo thời trang ngồi dựa vào tường nhìn hắn tò mò hỏi tôi muốn điều tra đối tượng kết hôn vẻ mặt đông nhật xương ôn hòa bình tĩnh giống như đây là một chuyện không hề quan trọng gì đối tượng kết hôn ư ly rượu trong tay âu phàm chấn động thiếu chút nữa bắn hết ra ngoài nói dễ hiểu một chút thì là vợ tương lai của cậu ta thịnh thiền tốt bụng giải đáp nghi ngờ cho hắn hơ chuyện là thế nào vậy một kẻ thích chuyện bát quái như âu phàm đối với chuyện này rất tò mò phải biết rằng nếu muốn gả cho một người khôn ngoan xảo trá như đông nhật sương thì phải có một trái tim sắt đá đã không biết cô gái được chọn kia có trái tim như vậy không đông nhật sương ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên trực tiếp mở túi rút số liệu bên trong ra ngay khi tầm mắt hắn nhìn đến trang đầu tiên thì đôi mắt hiếp lại thành một đường chính là cô ấy chính là cô gái kỳ lạ Hắn gặp ở nhà hàng lần trước, hắn nhanh chóng xem tiếp số liệu trong tay, trong đầu từ từ hình thành một quyết định, vẻ môi khẽ nhếch lên ngày càng rõ ràng, trong mắt đen lấp lánh, giống như là vừa phát hiện ra chuyện gì vui lắm. "À, thật là thú vị." Đồng Nhật Dương nhỏ giọng nỉ non, lộ ra vẻ mong đợi. Thịnh Thiên cùng ông phàm đồng thời dùng mình một cái, thấy Đồng Nhật Dương bày ra nụ cười quỷ dị kia, sợ đến già gà nổi rơi đầy mặt đất. Đồng Nhật Dương, cậu có thể đừng cười như vậy có được không? Thấy hắn quá kỳ quái, ông Phạm cùng với bạn tốt, đào cặp mắt trắng dã. Chuyện gì có thể làm cho cậu hứng thú như vậy? Thân là một luật sư, thịnh thiên rất nhanh đè xuống sự kinh ngạc, hiện lên trên mặt, tỉnh táo hỏi. Chẳng lẽ, cậu rất mong đợi cùng thủy gia kết thân? Chuyện này, thật là thiên đại kỳ văn rồi đồng nhật dương lại mang khuôn mặt tươi cười dịu dàng rất tự nhiên mà nói người chủ phường luôn cần loại gạo mới của thủy gia tuy hai nhà đã tính toán sẽ hợp tác lâu dài rồi nhưng vẫn cần một thứ có thể tin tưởng được để bảo đảm không phải sao như vậy thứ có thể tin tưởng được cậu nói là hôn nhân sao ông phàm lành lặn nói cậu sẽ không vì mấy hạt gạo kia mà bán thân chứ nghĩ như thế nào cũng đều là không thể tưởng tượng nổi cho tới bây giờ đồng nhật dương đều không phải là đứa trẻ ngoan mặc dù bề ngoài giả bộ trông rất sống nhưng bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là bọn tốt nhất của hắn nên rất hiểu hắn là kẻ có tính cách thất thường như thế nào nếu là chuyện hắn không muốn làm thì cho dù có thế nào hắn cũng nhất quyết không làm ngược lại đã là chuyện hắn muốn làm thì không ai có thể ngăn cản được hắn cho dù đó chỉ là mấy hạt gạo bé nhỏ, nhưng cậu cũng phải dựa vào đó mới có thể sống được." Đồng Nhật Dương nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhấn mạnh, "Đó cũng là nền móng cho người chủ phường, cậu nói quan trọng hay không? Đây có phải là ý của ông nội cậu không?" Thịnh Thiên đoán trúng tim đen, liền chỉ ra nhân vật mấu chốt. "À, ông ấy cũng không phản đối." Đồng Nhật Dương khẽ cười một tiếng, đáy mắt thoáng qua tia khó đoán. "Tôi thấy, còn mà cậu cũng không còn phản đối thì có. Thịnh Thiên tức giận châm chọc. Lúc Đông Nhật Dương mới nhìn thấy tài liệu, trong mắt đã xuất hiện sự thay đổi rất nhỏ, nhưng nó vẫn không qua được đôi mắt sắc bén của hắn. Không thể nào, Âu Phạm sợ hãi kêu lên. Là dạng người đẹp đến mức nào mà có thể làm cho người cam tâm tình nguyện, hy sinh tự do như vậy? Hắn cực kỳ hào hứng, liền nhanh tay đoạt lấy tài liệu, vừa nhìn thấy thì... Đông Nhật Dương khẩu vị của cậu thay đổi từ khi nào đấy ông phàm từ tập tài liệu ngẩng đầu lên khiếp sợ nhìn bạn tốt trong hình là một cô gái đầy đạn mượt mà không hề giống với xu hướng người dây mà các cô gái hiện đại đang theo đuổi nhưng da thịt non mềm trắng trẻo trông mềm nhũn như cái bánh màn thầu này làm cho người ta không nhịn được mà muốn xông vào cắn một ngụm mặc dù cô gái nhỏ này có thể khiến người ta yêu quý nhưng chưa đủ để kích thích người ta tiến tới hôn nhân. Đây không phải là mẫu người cậu thích nha. Ông Phạm vẫn chưa thể tin được. Cậu biết mẫu người tôi thích sao? Đồng Nhật Sương không trả lời mà hỏi lại. Hơ, thật đúng là không biết. Người này đối với mọi phụ nữ luôn là ôn hòa lễ độ, nhìn như phù hợp để ở bên nhau, cũng là như giữ một khoảng cách, không để người ta có thể đi vào cuộc sống của hắn. Cậu chắc chắn chứ? thịnh thiên nghiêm túc hỏi bạn cậu cứ nói đi đông nhật dương nhìn hắn trên môi nở ra nụ cười sáng lạn chúc mừng thịnh thiên không hỏi thêm nữa nâng chén hướng tới hắn cụng ly này bây giờ là thế nào ông phàm nhìn hai người kia nâng chén liền hỏi cậu thật muốn kết hôn thịnh thiên đã nói chúc mừng còn có thể là giả sao đông nhật dương nhún vai mỉm cười nói thôi Âu Phạm cũng cầm ly rượu lên, cùng hắn cùng ly với hắn. Đến ngày đó, trang phục cô dâu sẽ do tôi chịu trách nhiệm, hoàn toàn miễn phí. Vậy thì cảm tạ. Đông Nhật Dương đem ly hướng về phía hắn đáp lễ, sau đó ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Vẫn chưa thể tiếp nhận được thực tế, Âu Phạm đi tới bên cạnh Thịnh Thiên, nhỏ giọng buôn chuyện không ngừng, mà lúc này, Đông Nhật Dương cũng bắt đầu suy nghĩ xem khi nào thì sẽ gặp vợ tương lai của mình. Trong phòng nghỉ tòa soạn, mỹ thực đang tràn ngập một bầu không khí quái dị. Người đẹp sở đan thanh đang dùng đôi mắt xinh đẹp, lạnh lùng, nhìn chằm chằm cái người đang không ngừng nhét thức ăn vào miệng kia. Đan thanh, cậu đã chừng mắt nhìn tớ suốt 10 phút rồi đấy, không thấy mỏi mắt sao? Cái miệng nhỏ đang ra sức cắn miếng bánh xốp giòn, thủy y mễ lộ ra vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn. Ừm, trả chiều điểm tâm của nhà hàng này thật sự là quá tuyệt vời. Thủy Tiểu Mễ, sở đan thanh cao mày. Đan thanh, chúng ta biết nhau lâu như vậy mà cậu lại gọi sai tên của người ta. Cậu trả lời thế nào đây a? À? Trên miệng đầy mảnh vụn, Thủy Y Mễ cố ý coi thường sự tức giận của cô mà cố ý trêu ghẹo. Thủy Tiểu Mễ, cậu có thể vì mấy món ăn mà đem bán mình đi sao? Sở đan thanh không để ý tới cô, đang bày ra dáng vẻ ngu ngốc, lạnh lùng nghiêm chỉnh chất vấn. Đó không phải là mấy món ăn bình thường, nghe nói là từ nhà bếp trong cung đình nhưng đã bị thất truyền nha. Thủy im mễ không biết sống chết mà phản bác. Chỉ có người chủ phường có thể làm ra, hơn nữa còn là chỉ có người của đông gia mới biết cách làm các món ăn đó. Đó chỉ là các món ăn nha. Sở Đan Thành cảm thấy vô lực, cô gái này chỉ vì mấy cái bàn ăn nhỏ rách nát mà ngây ngốc đồng ý kết hôn với người không quen, không biết. Chuyện này thật sự là quá hoang đường rồi. Cậu biết Đông Nhật Dương sao? Sở Đan Thành chắc chắn là cô không biết cái tên Đông Nhật Dương kia. Hắn là ai? Thủy Y Mễ từ nhỏ đến giờ, đầu óc chỉ để nhớ rõ hai thứ, đó là thức ăn ngon, cùng sách dạy nấu ăn. Những chuyện còn lại thì hoàn toàn không nhớ rõ là người đàn ông cậu sẽ kết hôn. Sở Đan Thanh cán răng, nói từng chữ, từng câu. Cậu đến hắn là ai cũng không biết, vậy mà còn đòi gả cho hắn sao? Hai, có sao đâu, thời xưa khi mà các cụ kết hôn, cũng không phải là không có gặp qua đối phương sau. Còn không phải như vậy, cũng có thể sống tốt cùng nhau đến lúc đầu bạc. Thủy y mễ, chẳng hề để ý mà nói. Cậu sao lại biết được, họ sống hạnh phúc cùng nhau đến lúc đầu bạc sở đan thanh trợn lên đến mức lớn nhất tỷ vì toàn diễn như vậy thủy y mễ trả lời như đó là lẽ dĩ nhiên sở đan thanh không đáp cảm giác chính mình là hoàng đế không gấp thay dám lại gấp tùy cậu thôi cô bỏ qua về sau đừng tới tìm tớ mà khóc lóc kể lể là tốt rồi đan thanh cậu suy nghĩ nhiều quá rồi thủy y mễ cảm thấy thật sự là bạn tốt suy nghĩ quá nhiều chỉ là kết hôn thôi mà, không có gì thay đổi cả, cô vẫn là cô. Quan trọng là sau này, cô sẽ được ăn món ăn thất truyền của nhà bếp Hoàng Cung rồi. Chỉ hy vọng như thế. Sở Đan Thanh chân thành hy vọng, nàng có thể vẫn đơn thuần như vậy. Không nói chuyện này nữa. Thủy Y Mỹ đưa giấy ăn lên miệng, lau xong, thì đi tới bên cạnh cô, hạ thấp giọng thần thần bí bí nói. Tớ mới tìm được một nhà hàng ngon lắm, sau khi tan ca, chúng ta đi thử một chút cậu thấy thế nào sở đan thanh nghiêng đầu lướt xéo cô một cái sau đó không nói câu nào liền lướt qua cô đi thẳng ra ngoài này đan thanh thủy y mễ vội vàng đuổi theo tớ âm thanh cùng người cùng nhau biến mất ở khúc quanh phòng nghỉ ngơi phút chốc trở nên an tĩnh chỉ có trong không khí một mùi vị ngọt ngào của bánh xốp trứng Đồng Nhật Dương không ngờ lại có thể gặp Thủy Y Mễ nhanh như vậy. Cô đang cùng một cô gái khác, đang ngồi ở một góc, giống như lần đầu tiên hắn gặp cô. Vẫn là một bàn đầy thức ăn ở trước mặt. Dĩ nhiên, số thức ăn đấy là do cô gọi rồi. Vì cô gái ngồi ở đối diện cô, thần hình rất mảnh mai. Cho nên, không thể là người ăn được nhiều như vậy. Ha, xem ra thật là có duyên. Đồng Nhật Dương ngồi xuống vị trí đối diện bàn của họ, tâm tình cực kỳ vui vẻ tiểu mễ cậu nhất định phải ăn nhiều như vậy sao sở đan thanh lần nữa chỉ vào thức ăn trên bàn hạ thấp giọng hỏi lại thêm lần nữa trời ạ à, chẳng lẽ cô ấy sinh ra là sai lầm của thiên nhiên sao tần hình tròn trĩnh đầy đặn như vậy rồi còn không biết kìm hãm ngược lại còn ăn uống thả phanh đương nhiên rồi thủy im mễ múc một muỗng canh cá bỏ vào trong miệng đôi mắt hiếp lại Trời ạ, à, khổng hồ khi nổi danh là tống tàu canh cá, mùi vị thật khác lạ. Thủy tiểu mễ, cậu ăn xong những thứ này sẽ nặng hơn một kg đấy. Sở đan thành tức giận nhắc nhở cô, mỗi món chỉ nếm một chút thôi là được rồi. Không được, tại sao có thể lãng phí tầm sức của đầu bếp dành cho món ăn này được? Thủy im mễ không thèm nghĩ mà lập tức tự tuyệt ngay. Hai, cậu cũng biết là phía cổng cơ đấy. Sở đan thành thở dài trong lòng cô không sống tùy y mễ trước giờ chỉ biết đến ăn nên thực sự cô không thể hiểu được tại sao một cô gái lại có thể ăn nhiều đến trình độ như thế hai ai bảo tùy y mễ không phải là một cô gái bình thường vậy nên sao có thể sử dụng suy nghĩ của người thường để nói chuyện đây sở đan thanh đang than vãn thì chợt nghe âm thanh từ điện thoại di động truyền đến mẹ à cô nhận thông điện thoại nhỏ giọng đáp được con biết rồi còn sẽ về ngay. Sao thế? Thủy y mễ dừng đũa nhìn về phía cô. Tiểu mễ, mẹ tìm tớ, tớ phải đi trước đây. Sở đan thanh nhìn cô ái náy nói, cậu ở lại một mình không sao chứ? Ừ, cậu có việc thì cứ đi trước đi. Thủy y mễ nhìn cô, khuôn mặt tươi cười. Tớ thưởng thức xong chỗ thức ăn này, sẽ về nhà ngay. Vậy tớ đi trước. Sở đan thanh cầm túi sách lên, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không được ăn quá nhiều, nếu không buổi tối không thể tiêu hóa nổi đâu. Trước khi đi, cô vẫn không quên dặn dò Thủy Y Mễ, không bao giờ biết kìm hãm phong đồ ăn uống lại. Biết rồi biết rồi. Cô vừa ăn vừa vẫy tay với sở đan thanh. Cậu! Sở đan thanh bất đắc dĩ nhìn cô một cái, sau đó đi ra khỏi phòng ăn. Mà Đông Nhật Dương ở phía đối diện đã nghe hết đoạn đối thoại của các cô. Nụ cười trên môi từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa hề tắt. Cô gái nhỏ này không phải là người có sở thích ăn uống bình thường nha. Nhìn một bàn đầy thức ăn ở trước mặt cô, thế mà mới không được bao lâu đã vơi đi một nửa rồi. Không chỉ thích ăn mà còn rất kén chọn thức ăn. Lần trước ở nhà hàng kia, mặc dù cô cũng ra gọi ra một bàn đầy thức ăn, nhưng chỉ ăn một miếng thì không động đến nữa. Còn lần này thì khác, từ đầu tới giờ cái miệng nhỏ vẫn hoạt động không ngừng khẳng định là nhà hàng này hẳn là không tệ nếu không cô đã không ăn không ngừng như vậy nghĩ tới đây hắn chậm rãi đứng dậy sửa sang lại y phục chuẩn bị tới làm quen với cô vợ nhỏ tương lai một chút lúc này thủy y mễ vẫn đang tập trung chiến đấu hăng hái với số thức ăn ngon trên bàn đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười rất nhỏ cô buồn bực ngẩng đầu lên bất thình lình đối mặt với một đôi mắt đen đang cười một người đàn ông yêu nhã như một vị hoàng tử đang cười với cô hơn nữa còn là cười rất dịu dàng trong đầu thủy y mễ bỗng chốc trở nên trống rỗng trước mắt xuất hiện vô số bong bóng màu hồng trái tim đập mạnh mẽ điên cuồng trời ạ à, cô thật không dám tin đưa tay lên véo hai bên má phúng phính một cái thật mạnh ô, thật là đau đồng nhật dương bị cử chỉ ngốc nghếch của cô chọc cười đôi lông mày như ngọn núi khẽ lay động đôi mắt đen cong thành hình trăng non thủy y mễ quá ngây thơ rồi nhưng mà quả thật hắn cười lên rất đẹp trai phải ngắm thật kỹ nha nàng không nhịn được bật thốt lên ha ha đồng nhật dương cuối cùng cũng nhịn không được nữa cất tiếng cười to cô gái này thú vị như vậy chắc hẳn cuộc sống hôn nhân sau này sẽ không hề tẻ nhạt rồi hắn bắt đầu có chút mong đợi. Thủy y Mễ, tỉnh lại đi. Hắn ngồi xuống đối diện cô, cất giọng êm ái gọi. Đại tiểu thư thủy ra, bị ánh mắt dịu dàng của hắn nhìn chăm chú, thì cả khuôn mặt đỏ dần. Đây chính là chuyện xưa nay mới được gặp nha. Làm sao, anh biết tên của tôi? Thật vất vả lắm, mới lôi được lý trí quay trở lại. Thủy Y Mễ kinh ngạc hỏi. Nếu ngay cả tên của vợ tương lai cũng không biết, thì không phải anh rất không có trách nhiệm sao nụ cười trên môi vẫn được giữ nguyên như cũ nhưng ánh mắt thì lại chằm chằm nhìn thẳng đe dạ cô cụ sổ thức ăn đang nằm trong thủy y mễ bị cô làm sặc anh anh là ngón tay trắng nõn mượt mà run run chỉ vào cái người đối diện đang cười đến dịu dàng ấm áp kia là cái gì hắn đặt hai tay lên trên mặt bàn thân thể khẽ nghiêng về phía trước hắn dựa vào cô rất gần gần đến mức thủy y mễ có thể ngửi được mùi nước hoa trên người hắn truyền đến đông đông gì nhỉ cô chỉ nhớ ngự chủ phường là của đông gia nhưng lại không nhớ rõ tên người đàn ông mình sắp sửa lấy làm chồng làm thế nào bây giờ thời gian lặng lẽ trôi hắn càng cười đến rực rỡ nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấy da đầu mình đang từng hồi run rẩy tê dài tiểu mễ không phải là em không biết tên chồng tương lai của em chứ? Hắn ra vẻ tốt bụng nhìn tới, nụ cười trên môi lại không cho người ta một chút nào cảm giác ấm áp. Ngược lại, lại lộ ra từng tia rát lạnh. Ha! Không dễ bị bắt nạt, nhưng Thủy Y Mễ lại sợ cứng rắn, nên chọn giả mộ ngây thơ cười. Tôi... Đồng Nhật Dương. Hắn mỉm cười với cô gái trước mặt, đang co lại như quả bóng nói. Đây là tên chồng tương lai của em, ngoan ngoãn nhớ, có biết không? Cánh tay duỗi thẳng đến tóc cô nhẹ nhàng xoa xoa, cảm giác mềm mại lạ thường truyền đến lòng bàn tay và các ngón tay, khiến nụ cười trên mặt đông nhật xương lại thêm sâu hơn một chút. Rất tốt, cô lại có thêm một ưu điểm. Thủy y mễ gật đầu chấp thuận, có phải mất mạng, cô cũng sẽ nhớ kỹ cái tên này. Chỉ mong hắn đừng bày ra với cô nụ cười, khiến người ta câm như hến như vậy nữa trái tim bé nhỏ yếu ớt của cô không chịu nổi hắn dịu dàng đến khiếp sợ như vậy đâu hai ai bảo mình quá ham ăn giờ thì tốt rồi không muốn chạy đổi lại mọi việc cũng không có cách mà bản thân lại không đủ can đảm đối mặt với cái người về mặt thì dịu dàng hòa ái khi phát ngôn thì lại không cho người ta có quyền cự tuyệt nhắn trời sinh cô có trực giác cũng rất chính xác vừa rồi trong nháy mắt đã vịt vẻ đẹp dễ gần của hắn làm cho mê mẩn nhưng khi tỉnh táo lại trực giác nói cho cô biết người đàn ông này không hề giống như vẻ bề ngoài ôn hòa vô hại lần này phải làm thế nào đây có lẽ cô đã rước về cho mình một cuộc phiền tái to đúng rồi nha làm sao anh biết chỗ này hơn nữa còn gặp cô rất đúng lúc như vậy còn nhận ra cô nữa chứ thủy y mễ trong lòng lầu bầu cô nhớ rõ là chưa từng gặp mặt hắn bao giờ nha thậm chí ngay cả ảnh của hắn cũng chưa từng thấy nữa làm sao hắn có thể nhận ra được cô nhỉ ừ không phải vì quá nôn nóng muốn nàng có thể nhanh nhanh bước chân vào xã hội thượng lưu nên cha đã chủ động dâng ảnh ngọc của nàng đến cho hắn xem chứ đúng rồi việc này rất có khả năng quá ghê tởm nghĩ tới đây thủy y mễ tức giận mật thốt lên mắng một câu nhìn cô đang chìm trong mạch suy nghĩ của mình đồng nhật dương lạnh nhạt tự nhiên mà tựa lưng vào ghế ngồi chăm chú thưởng thức vẻ mặt ngày càng phong phú của ai đó cho tới bây giờ hắn mới biết hòa ra phụ nữ lại có vẻ mặt phong phú đến vậy trước kia những người phụ nữ bên cạnh hắn đều có dáng vẻ cạch cỡm khiến hắn vô cùng chán ghét nhưng thủy mễ trước mặt lại không như vậy Rồi cuộc là tại sao chứ lần đầu tiên Lâm Nhật Dương cảm thấy bị mê hoặc. "Em vừa nói gì đấy?" Một hồi lâu sau, hắn mới cố ý hỏi lại. Thì Y Mễ lập tức định thần lại, liền vội vàng lắc đầu, "Không có, không có gì, chỉ là tôi đang muốn hỏi anh xem anh có muốn ngồi xuống ăn cơm cùng tôi không." Lời vừa ra khỏi miệng, cô lại hối hận, không nên mời hắn tiếp tục ở lại nha, phải lập tức đuổi hắn đi mới đúng chứ. Cô âm thầm đánh một cái vào đầu mình đúng là quá ngu ngốc rồi. Hừ, Đông Nhật Dương giống như là không nhìn thấy cô đang hối hận, cười nói. Vậy, anh đến cung kính không bằng tuân lệnh vậy. Nói xong, hắn liền cầm đũa đặt trước mặt cô lên, rất yêu nhã mà dùng cơm. Thủy y mễ nhìn chằm chằm đôi đũa trong tay hắn, thấy hắn không chút do so dự mà bỏ vào trong miệng mình. Trong đầu lập tức oanh một tiếng, phút chốc, mặt đã đỏ bừng như tôm luộc. Hắn, hắn thế nhưng... Đó là đôi đũa của cô đã dùng rồi nha. Đây là bữa ăn khó nuốt nhất mà từ trước đến nay cô gặp phải. Cô chưa hề có kinh nghiệm nha. Từ trước đến giờ, cô luôn mang tâm tình vui vẻ khi ăn cơm, không nghĩ tới nguyên tắc lâu nay của mình đã bị phá hỏng. Càng làm cho cô không thể tin được là bọn họ mới lần đầu tiên gặp mặt. Thế mà, cô còn chưa kịp ý thức về nguy cơ đang tiềm ẩn, đã nhanh chóng ngồi vào xe của hắn. Ách, Xin hỏi bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Thủy y mễ nắm chặt đai an toàn trên ngực, giả bộ chấn định, lễ phép hỏi. Một nơi mà hai chúng ta có thể thoải mái nói chuyện mà không bị làm phiền. Đồng Nhật Dương liếc xéo cô một cái, khỏe môi nhếch lên một nụ cười ôn hòa. Thủy y mễ lại cảm thấy một hồi dùng mình, giống như người đàn ông dịu dàng đang ngồi bên cạnh này, trong nháy mắt, hóa thân trở thành một tên ác ma. Tôi, tôi muốn về nhà nếu trở về muộn quá sẽ không tốt Thủy im Mỹ đưa ra một lý do cực kỳ gượng gạo ngay cả chính cô cũng cảm thấy lý do đó thật là ngu xuẩn nhưng đồng nhật dương lại không vạch trần lời nói láo của cô ngược lại nụ cười trên môi lại càng mở rộng thêm nếu như vậy thì anh cũng không miễn cưỡng hắn làm ra vẻ thông cảm mà lộ ra một nụ cười vậy sao anh còn không quay đầu xe thấy tay cầm tay lái của hắn vẫn không có bất kỳ động tác nào cô nhăn mày lại hỏi đây chính là đường trở về nhà em không phải đến cái này em cũng không nhận ra chứ hắn cười nhẹ ra tiếng li cô một cái đầy hứng thú thủy im mễ nhất thời cứng họng ngượng ngùng xoay mặt không thể để cho hắn biết mình là một người bị mù đường căn bản là không biết đường đông nhật Dương không có để ý việc cô tùy hứng ngược lại còn có chút hưởng thụ bộ dạng xinh đẹp kiều mị của cô xe vững vàng dừng sát trước biệt thự thủy gia thủy y mễ vội vàng cởi dây nịt an toàn để xuống xe và lúc tay nàng đặt lên cánh cửa chuẩn bị mở cửa xe thì bất thình lình cổ tay cô bị hắn bắt lấy kéo cô về đem ôm vào ngực không nói lời tạm biệt với anh sao giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến cô khẽ run rẩy một hồi buông buông tôi ra khuôn mặt cô trong nháy mắt bị nhuộm đầy một mảng màu hồng thủy mễ nằm trong lòng hắn nhẹ nhàng dễ rủa cơ thể đầy đạn mềm mại đang ngọ ngoại trong lòng dù là liễu hạ huệ cũng không thể không động lòng nha đồng nhật dương khẽ thở dài trong lòng cô gái này đơn thuần quá mức cô không hề biết đàn ông đáng sợ thế nào sao vậy nên hắn không thể làm gì hơn đành phải dạy dỗ vợ tương lai này một chút để cô sau này không dám tùy tiện hành động như vậy nữa tiểu y mễ hắn cúi đầu xuống nỉ non bên tai cô lẻ lưỡi ngậm vành tai láng bóng như trâu ngọc của cô a à, thình lình xảy ra thân mật cô bị dọa sợ đến mức muốn nhảy dựng lên chỉ tiếc đồng nhật dương lại ôm cô rất chặt làm cho cô không thể động đậy phải để mặc cho hắn dở trò hắn nhẹ nhàng nâng cảm cô lên cực kỳ bá đạo mà hôn cánh môi mềm mại đỏ mỏng trong nháy mắt đầu óc thì y mễ giống như là bị người ta san phẳng cô không ngờ sẽ bị hôn đôi môi của hắn thật ấm áp cảm xúc thân mật này vô cùng chân thật nhưng rồi lại không rõ ràng bởi vì cô vẫn không thể tin vẫn không cách nào chấp nhận cô đang bị hắn ôm hôn cuồng nhiệt rốt cuộc cô cũng hồi hồn lại vội vã tránh ra nhưng lại bị bàn tay của hắn giữ cái ót lại tiếp tục hôn sâu tựa như đang chiếm đoạt mùi lưỡi cô bị hắn triển miên cắn cắn mút mút khuấy động cả khoang miệng cứ một chút thời gian trôi qua thì tim cô lại đập càng mạnh mẽ bàn tay cô đánh vào bờ ngực sán chắc của hắn thì nhanh chóng bị hắn vững vàng tóm được cô thấy tâm ý hoảng loạn cảm giác bản thân mình nằm trong ngực hắn trở nên nhỏ bé yếu mềm cuối cùng giống như là nụ hôn này có mang theo ma lực khiến cô tự giác đắm chìm, tự động đáp trả hắn. Một hồi lâu sau, Đông Nhật Dương mới thỏa mãn mà buông tha cho cánh môi sưng đỏ của cô. Hồn lễ của chúng ta sẽ được tiến hành vào tháng sau. Giống như là đang ban tuyên cáo, âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng gõ từng cái vào trái tim cô. Thủy y mễ sững sờ xuống xe, cô không biết mình đã đi như thế nào mà có thể vào đến cửa nhà. Chỉ biết vào lúc cô hồi phục được tinh thần thì đã thấy cha mẹ nhìn mình bằng ánh mắt vui mừng. Sao mọi người lại nhìn con như vậy? Cô đỏ bừng mặt, không tự nhiên mà rời mắt mình đi nơi khác. Tiểu mễ, chúng ta đã thấy. Mẹ Thủy cười đến vô cùng mập mờ. Hai đứa ở trên xe, hồn đến nhiệt tình như lửa nha. Mặt giống như bị lửa đốt, Thủy y mễ không biết nên giải thích thế nào khi mình mới vừa rồi cũng đắm chìm vào nụ hôn đó. Mẹ, mẹ đừng có cười gian tà như vậy có được hay không? Tiểu mễ, đồng đại thiếu gia có đồng ý cùng con kết hôn hay không? Đây mới là chuyện ba Thủy quan tâm nhất. Thủy y mễ nhớ đến vừa rồi, bản thân nghe được Đông Nhật dương nói một câu rất quan trọng. Nhưng rốt cuộc là hắn nói gì đây? Con không nhớ rõ. Cái gì? Bà Thủy giống to. Chuyện quan trọng như vậy, tại sao con có thể quên đây? Không nhớ rõ, chính là không nhớ rõ thủy y mễ ăn vạ hô to sau đó mặc kệ ba mình ở phía sau gào thét nhanh chóng chạy thẳng về phòng của mình đứa nhỏ này hai vợ chồng nhìn con gái biến mất chỉ biết nhìn nhau lẩm bẩm về đến nhà đông nhật dương trực tiếp nói cho cha mẹ hắn nguyện ý cưới thủy y mễ về phần tại sao hắn đột nhiên chuyển biến lớn như vậy thì một chữ cũng không nói mà ba đông cũng không quan tâm cái này hắn vui vẻ là vì ngự chủ phường rốt cuộc được cứu rồi cho nên hắn hưng phấn không thôi vội vàng bảo bà xã nhanh chóng gọi điện thoại thông báo cho thủy gia còn có người nắm quyền đông gia là đông lão thái gia nữa sau khi nhận được sự đồng ý công tác chuẩn bị cho chi tiết buổi lễ được hùng hùng hồ, hồ hồ triển khai nhưng hai đường sự nhà mình thì lại làm như không có chuyện gì liên quan đến họ cứ như bình thường mà tiếp tục đến công ty làm việc cho đến ngày tổ chức hôn lễ thì hai người mới gặp mặt nhau lần thứ hai. Thủy y mễ nhìn bữa tiệc đang cực kỳ náo nhiệt, lại nhìn chằm chằm vào ảnh cưới cực lớn, khỏe mắt không nhịn được mà co quắp. Kỹ thuật bây giờ cũng thật là quá lợi hại. Bọn họ không có đi chụp ảnh cưới, nhưng bây giờ lại có bức ảnh của cả hai đang nhìn nhau vô cùng đám đuối. A, à, trời ạ, à, nàng thật sự đã kết hôn. Đến giờ phút này cô mới nhận thức được thì ra là mình quá ngây thơ rồi thế mà lại vì để được ăn mấy món đồ ăn thất truyền mà đem mình chôn vào cái hố hôn nhân có phải là quá thiếu suy nghĩ hay không đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm cô cũng không có can đảm trước mặt bao nhiêu người như vậy mà đào hôn sợ sao thật vất vả lắm mới thoát khỏi đám người ngoài kia cứ bám lấy mình đồng nhật dương đi đến bên cạnh cô nếu như bây giờ tôi chạy trốn thì sẽ như thế nào? Thủy Y Mỹ đối với ông xã mới nhậm chức của mình rất vô tư mà đùa cợt. Bà xã yêu quý, em nói sao cơ? Đồng Nhật dương cười đến rất nhẹ, nhưng là trong mắt, lại tản mát ra ánh sáng bé nhọn. Thủy Y Mỹ bị dọa dạ sợ tới mức, lồng tóc đều dựng đứng. Ha, đừng nóng giận, tôi chỉ đùa thôi mà. Cô vội vàng lấy lòng hắn, mà cười gượng mấy tiếng. Em yêu, thay vì ở chỗ này suy nghĩ lung tung, không bằng thay ông xã của em đi kính khách hứa mấy ly rượu đi. Hắn nói xong, liền dắt tay cô đi thẳng đến đám khách kia. Thủy Y Mễ tự biết, mình đuối lý, đành để mặc cho hắn lôi đến đám người, đang uống rượu, vừa tán gẫu kia. Vừa đi hết một vòng, mặt của Thủy Y Mễ đã trở nên đỏ bừng, đầu có chút chóng váng. Cô kéo cánh tay của Đông Nhật Dương, dựa hoàn toàn vào người hắn. Tôi, không đứng nổi nữa. Cô nhỏ giọng cầu cứu hắn, Còn nên uống nữa không? Đầu bắt đầu đau, cô nhíu chặt cánh tay chồng mình năn nỉ nói, mau nghĩ biện pháp đi. Đồng Nhật Sương nghiêng đầu, nhìn thấy cô say đến mặt đỏ như quả cà chua, không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra hiệu với phù rể để hắn tới đây tiếp rượu. Sau đó, đỡ Thủy Y Mễ rời khỏi đại sảnh tổ chức bữa tiệc, bảo tài xế đưa bọn họ trở về đông ra mới vào đến cửa nhà thủy y mễ liền chạy tới phòng tắm ới đến thất điên bát đảo em có sao không đồng nhật dương đứng ở cửa phòng tắm nhìn dáng vẻ khó chịu của cô thì cảm thấy lúc trước mình nhất quyết kéo cô đi mời rượu là một quyết định không sáng suốt hồi lâu thủy y mễ cảm thấy đầu không có đau đớn như trước nữa thì chậm rãi đứng dậy cặp mắt mông lung nhìn hắn nũng nịu tôi muốn tắm anh đi ra ngoài đi Nói xong, còn đẩy mạnh hắn đi ra ngoài, không khách khí chút nào, đóng sầm cửa lại. À, xem ra đã say đến mức hồ đồ rồi sao? Bằng không, sao có thể đẩy mạnh hắn ra ngoài như vậy? Đồng Nhật Sương buồn cười, xoay người đến một gian phòng tắm khác để rửa sạch mình. Nửa giờ sau, hắn ra khỏi phòng tắm thì lại không nhìn thấy Thủy Y Mễ đâu. Thủy Y Mễ, em vẫn còn ở bên trong sao? hắn gõ nhẹ nhẹ cánh cửa phòng tắm bên trong chuyển đến ừng ực ừng ực âm thanh mơ hồ không rõ em đang nói cái gì đồng nhật dương gọi thêm lần nữa đợi cô mãi vẫn không thấy lên tiếng thì lấy tay giật mạnh cửa phòng tắm anh vào nha em rốt cuộc đồng nhật dương nhất thời ngây ngẩn cả người thân thể đầy đặn trắng đoãn của cô ở trong bồn tắm không hề che giấu gì mà bày ra trước mắt hắn thì y mễ nằm ở trong bồn tắm ngủ ngon lành môi đỏ mọng khẽ mở ra rồi lại khẽ đóng lại hô hấp có quy luật đồng nhật Sương cảm giác hô hấp của mình cũng trở nên gấp rút bụng thoát ra một cỗ nóng sực không ngừng đốt cháy lý trí của hắn của gái ngốc này đồng nhật Sương nhịn không được mà mắng rút khăn tắm trên người mình ra tiến lên đem cô từ trong nước bế lên dùng khăn tắm bao lấy thân thể mềm mại của cô cũng không sợ ngã bệnh. Hắn lờ bầu, ôm lấy cô rời khỏi phòng tắm. Ừm, um, sao vậy? Đột nhiên bị lai động, khiến Thủy Y Mễ mở mắt ra, nói lầm bầm, đây là ở đâu? Thì ra, cô gái này quên, hôm nay là ngày mình kết hôn. Đây là phòng của chúng ta. Đồng Nhật Sương tức giận trả lời, hắn cắn răng, điểm tần hồn của hai người, biến thành lúc hắn phải phục vụ cô thật tốt. Ừ, lầu bầu một tiếng cô lại an tâm dựa vào bộ ngực hắn tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi em cứ như vậy mà yên tâm về anh sao hắn nhìn gương mặt ngủ không chút đề phòng của cô tự nhủ a à. nửa đêm thủy y mễ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô bàn tay nhỏ bé mập mạp dùng sức đẩy người đang ngủ rất say bên cạnh tôi muốn uống nước uống nước đồng nhật dương bị cô đánh thức nên ngồi dậy nhìn cô một lúc thấy cô càng ngày thét không ngừng lồng mày ngọn núi càng thêm nhíu chặt sau khi hít sâu một hơi hắn đành chấp nhận xuống giường đi lấy nước cho cô uống xong thì không được náo loạn nữa người đàn ông chịu đựng tâm tình khó chịu dùng ngữ điệu uy hiếp nói cũng không cần biết cô có nghe được hay không thủy y mễ đưa ly nước lên miệng uống ừng ực không còn kịp nuốt xuống nước từ khóe miệng chảy xuống theo bản năng lửa lưỡi màu hồng phấn ra liếm liếm đồng nhật sương cả buổi tối phải chịu nghẹn một bụng tức giận bây giờ lại thấy một màn kích thích như vậy thì tiện tay đem nước đặt lên tủ ở đầu giường cúi xuống ngậm đôi môi đỏ hồng nhuận của cô a à, thủy y mễ bất thình lình bị hôn nên lập tức tỉnh hẳn khẽ dãy rủa ưng ừ. nhẹ nhàng cạy cánh môi mềm mại ướt át đầu lưỡi của hắn như một con rắn mà chui vào khoang miệng của cô, nhẹ nhàng liếm liếm thành miệng, từ từ câu dẫn cái lưỡi non mềm của cô. Hắn không ngại phiền phức khi lặp đi lặp lại một động tác khiến người dưới thân liên tục thở gấp. Đồng Nhật Dương khẽ nâng tròng mắt đen lên, cúi đầu nhìn xuống cô gái kiểu mị trong ngực, đã trở nên ý loạn tình mê. Đôi môi non mềm của cô khiến hắn lưu luyến không dứt, mà cô lại đem thân thể đầy đàn mềm mềm, dán chặt vào hắn, không chút kẽ hở khiến bụng dưới của hắn chịu không được mà phóng tới một cỗ nhiệt bừng bừng thiêu đốt bàn tay tham lam ở chân thể mềm mại trượt lên trượt xuống không ngừng khiến thủy y mễ khẽ run một hồi những cái vớt ve dịu dàng và say lòng người khiến người giờ mới biết được tình dục như cô cảm thấy sợ hãi không khỏi vung tay muốn thoát khỏi tình chiều mê người này đồng nhật dương làm sao tha cho cô dễ dàng như vậy được huống chi đây là đêm tân hôn của bọn hắn làm sao có thể cho cô chạy trốn đây hai cánh tay vững vàng nhốt chặt không cho phép cô chạy trốn chiếc lưỡi nóng bỏng càng tăng thêm mãnh liệt mà quấy động hấp thù hết dòng suối ngọt ngào trong miệng cô làm cho hơi thở của cô nhiễm đầy mùi vị của hắn ưm ừ. tiếng rền rỉ từ khóe môi của thủy y mễ bật ra cho dù là âm thanh rất nhỏ nhưng lại ở căn phòng yên tĩnh nên vang vọng cực kỳ rõ ràng. Một bàn tay của hắn nhẹ nhàng linh hoạt tuốt khăn tắm từ trên người cô xuống. thân thể trắng nõn, ngay lập tức xuất hiện trần chuồng trước mắt hắn. Ngay từ lúc trong phòng tắm, hắn đã biết được cô có một đôi gò bồng đào đầy đặn mượt mà, màu trắng tuyết. Nhưng hắn không nghĩ tới, bây giờ chúng đang trong tay mình nảy lên. Cảm giác đó trần thật đến mê người. Tiểu mễ, em thật sự rất đẹp đồng nhật dương khẽ đưa hai tay nắm trọn hai bầu ngực của thủy y mễ chậm rãi mà xoa nắn hô hấp của cô theo đó mà ngày càng trở nên rồn rập a à, cô thét chói tai đôi mắt trong sáng bởi vì tình dục mà từ từ bệ che phủ bởi một tầng sương mỏng lờ đãng liếc nhìn hắn một cái lại thấy hắn cúi đầu xuống nhìn cô bằng ánh mắt si mê chăm chú ánh nhìn kích thích thần kinh của thủy y mễ thân thể trần trụi nháy mắt, mỉ bao phủ bởi một mảng phấn hồng. Cái miệng nhỏ nhắn của cô hé mở, ngầm ngà một tiếng kêu kiểu mị chết người, không ngừng trêu chọc thân thể đang hừng hực đốt cháy của đông nhạt xương. ưm, um, à, không. Cô thở gấp, muốn lên tiếng ngăn lại động tác của hắn, vậy mà nghe như đang cầu khẩn nũng nịu. Bảo bối gọi anh là xương. Mùi của hắn thoáng rời khỏi đầu nhũ non mềm, nói nhỏ bên tai cô. Tay cùng môi lần nữa đánh úp tới nơi ngọt ngào mềm mại kia. Dương! Tay Thủy Y mễ không tự chủ được mà giơ lên đầu hắn, luồn vào lớp tóc đen dày, giống như là muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không kiềm chế được mà đưa nhẹ lên đỉnh đầu. Bảo bối, không phải sợ, cảm thụ của ta đi. Đồng nhà Dương giống như cảm nhận được sự lo lắng của cô, đôi tay rời khỏi bộ ngực mềm mại vòng qua phần lưng trắng nõn, bế cô lên dính vào trong ngực mình. A, à, ưng. Ừ. một ngực đầy đặn bị dồn ép vào lồng ngực trần trụi của hắn, làm cho toàn thân cô trải qua cảm giác dùng mình. A, à. đồng nhật dương phát hiện cô rất nhạy cảm, liền ôm sát cô vì cô mà tiếp tục xài vò xoa bóp. Dương, không cần. Ngực trướng đau khiến ý thức của thủy y mễ càng trở nên mông lung chỉ cảm thấy cả người nóng gian, khó chịu. Theo sự xoa bóp của hắn, mà thân thể mềm mại không ngừng rãi rùa. Ơ, ờ, cô tích cực phối hợp, khiến đồng nhật xương suýt nữa, đầu hàng tại chỗ. Bảo bối, không nên gấp, từ từ đi. Trời ạ, à, cô làm sao lại quyến rũ như thế? Nếu không phải đây là lần đầu tiên hắn được yêu thương cô, thì hắn nhất định sẽ hôn hăng, bất chấp tất cả, mà chiếm hữu cô. Thủy y mễ giang hai tay, ôm cổ của hắn, môi đỏ mọng khẽ nhếch, ôm a, à. ông trời ơi em thật là tuyệt vời. trải qua sự dạy dỗ vừa rồi của hắn, cô đã hoàn toàn buông lòng toàn thân, phản ứng nhiệt tình như lửa khiến hắn hài lòng cực kỳ. Dương em thật khó chịu, trong cơ thể nóng san mà cô lại không thể nào phát tiết, chỉ có thể tựa sát hắn để giải tỏa nhiệt độ của mình. bụng không ngừng dâng lên một cảm giác trống rỗng khiến người không có kinh nghiệm như thủy y mễ cực kỳ khó chịu dùng sức sẽ ruộng thân thể hy vọng hắn có thể giải quyết vấn đề này ai ngờ càng động thì sự khó chịu trong cơ thể lại càng tăng lên ô em khó chịu không cần nhiều đứa bé đang ăn vạ ngón tay trên lưng hắn càng tăng thêm lực đạo ngoan chở một lát nữa đồng nhật dương hôn mí mắt cô rồi tiếp tục một đường đi xuống cho đến cánh môi đỏ của cô Đồng Nhật Sương từ từ dẫn dắt cô cảm thụ giây phút thăng hoa trong tình yêu. Bang bang, tiếng vang ầm ầm từ cửa truyền đến, người trên giường nhanh chóng lật người lăn một vòng, đem cả tấm chăn cuốn lại trên người mình, giống như một con tằm. Thủy ý mễ, mặt trời chiếu đến cái mông rồi, cô vẫn còn đang ngủ sao? Đồng Nguyệt Nha liều chết ở ngoài cửa lớn tiếng. Ưm, ừ. cô gái ở trong chăn vẫn còn đang buồn ngủ, mơ mơ màng màng đáp quá, không cần gọi tôi. Ngoài cửa, đồng nghiệp nha đã đập cửa đến bàn tay có cảm giác đau. Thế mà người bên trong vẫn như cũ, một chút động tĩnh cũng không có. Cuối cùng, cô vẫn phải vô cùng không cam lòng mà bỏ cuộc. Hừ, Thủy Y Mễ đáng chết này, cô cho là sao ai như vậy là có thể khiến ta ngoan ngoãn chấp nhận sao? Đồng nghiệp Nha ở ngoài cửa, cắn răng tức giận nghĩ, cho rằng là Thủy Y Mễ cố ý không đáp lời cô. Thủy y mễ chậm rãi mở mắt ra, mở mịt nhìn lên trần nhà một lúc lâu, đầu óc mới dần tỉnh táo lại. Toàn thân đau nhức, không dứt, giống như là bị xe cán qua người mình vậy. Tất cả sườn cốt trở nên rời rạc. À, đau chết tôi rồi. Thủy y mễ nhẹ nhàng nhếch người, vẻ đau đớn này làm cho cô nhếch môi, oa à oa à, kêu to lên. Đáng ghét, thì ra là kết hôn, là chịu tội như thế này a à? Hai, sau này, cô không bao giờ kết hôn nữa không có chút nào hạnh phúc ngọt ngào giống như trên tivi diễn trên tivi đều nói sau tân hôn ngày thứ hai khi tỉnh lại vài nam chính sẽ dịu dàng vì nữ chính chuẩn bị bữa ăn sáng nhưng cô khi tỉnh lại thấy hoàn toàn là u ám cô nhìn lại phía đầu giường đồng hồ báo thức biểu hiện đã là 3 giờ chiều rồi được rồi là cô dậy trễ nhưng là không thể trách cô nha không có bữa ăn sáng, nhưng tối thiểu cũng phải ở lại bên cạnh cô nha. Nhưng vừa tỉnh lại đã thấy trong phòng trống rỗng, loại cảm giác đó thật là tệ hại hết biết rồi. Thủy y mễ có chút mất mát, vén chăn lên rời giường, chẳng biết tại sao lỗ mũi cảm thấy chua xót, ê ẩm, ghét, tả ghét đông nhật dương. Cô chịu đựng đau nhức mà đi tới phòng tắm, nước nở nói. Đợi cô chuẩn bị xong, từ trong phòng tám đi ra đã là sau một tiếng chợt nhớ tới hôm nay là ngày đầu tiên mình đến đâu ra liền vội vội vàng vàng mà đi ra khỏi phòng cô dạy trễ như thế không biết bố mẹ chồng có tức giận hay không thủy y mễ vừa đi vừa tự lẩm bẩm nếu họ thật sự tức giận thì nên làm cái gì đây giờ khác này nàng lại hy vọng đồng nhật dương ở bên mình nếu như hắn ở đây thì bản thân cô sẽ không lo lắng đến vậy nghĩ tới đây tâm tình khẩn trương nhất thời trở nên dối dám hơn ai nha là ai đây à đông nguyệt nhà đang ngồi ở trên ghế sa lông hình miệt nhìn thủy y mễ đang từ trên lầu đi xuống mặt trời sắp sửa xuống núi rồi cô lại có thể để mọi người chờ đợi mỗi mình cô thật sự là khiến người ta phải nề mặt nha thủy y mễ cúi đầu xấu hổ đi tới trước mặt vợ chồng đông ra cha mẹ Thật xin lỗi. Không có việc gì, tân hôn mà, khó tránh khỏi dậy trễ một chút. Bà đồng đối với cô dịu dàng cười cười, không để cho cô phải khó xử. Hừ, nhật dương sáng sớm đã phải đến công ty đi làm việc. ngủ ý là, người làm vợ như cô, lại có thể ngủ một mạch đến lúc mặt trời xuống núi. Thật chẳng ra làm sao cả. Sắc mặt đông mẹ cực kỳ khó coi, vốn là không hài lòng với nàng dâu này. Bây giờ còn có biểu hiện kém như vậy càng làm cho bà vì con trai mà ấm ức anh ấy thì phải vất vả người khác lại được ăn ngủ như vậy cũng thật tốt số a đồng nguyệt nha cũng giễu cợt nói thủy y mễ ngoan ngoãn cúi đầu không phản bác trước khi kết hôn mẹ đã ngàn căn vạn dặn cô quyết không được cùng mẹ chồng và cô nhỏ lớn tiếng họ nói gì thì cứ im lặng mà nghe là được rồi hai nhưng thật là khó khăn nha Cô bây giờ đang rất đói bụng, mặt nàng im lặng không được nói câu nào, thật sự là cha tấn nàng quá sức rồi. Ứng ừ, ực, ừ, đột nhiên, từ trong bụng thủy y mễ phát ra một tiếng kêu, khiến mọi người nhất thời cũng ngần cả người. Ha ha, thủy y mễ cười gượng hai tiếng, gãi đầu nói, thật xin lỗi, cha, mẹ, trước hết, có thể để con ăn cơm được không ạ? À? Mẹ đông cùng đông nghiệt nha xanh cả mặt, chỉ có bà đồng lộ ra khuôn mặt tử ái tươi cười, dĩ nhiên còn đã bao lâu không có ăn cái gì rồi, nhất định là đói bụng lắm. nói xong, bà đồng quay đầu phân phó quản gia bảo phòng bếp đi chuẩn bị đồ ăn. cảm ơn cha. cô cúi đầu cảm ơn với bà đồng một cái, sau đó lại ngoan ngoãn cúi đầu đứng tại chỗ. trong chốc lát, quản gia liền đem thức ăn đã chuẩn bị xong lên. còn nhanh ăn đi. bà đồng đối với cô dịu dàng nói cũng ý bảo quản gia đưa cô đi trước. Thủy Y Mễ gật đầu với mọi người một cái, sau đó liền theo quản gia đi đến phòng ăn. Ồ, rốt cuộc cũng có thể ăn cơm, bụng cô đói đến kẹp lép rồi. Ông xã, mẹ đông gọi chồng mình với giọng điệu không vui. Ông làm sao có thể bình vực cô ta như vậy? Ba, chả việc gì phải đối xử với cô ta như vậy. Đồng người nhà cũng rất bất mãn đối với thái độ của cha mình đối với Thủy Y Mễ mà kệ như thế nào con bé cũng đã được gả vào cho nhà ta rồi đã là đông gia đại thiếu phu nhân rồi bà đồng lại nói tiếp tôi thấy con bé là một cô gái hiền lành hai người không nên làm khó nó như vậy ông xã ba hai mẹ con đồng thời lên tiếng không được nói nữa chẳng lẽ các người muốn cho nhật dương buông tay mặc kệ ngự chu phường sao bà đồng hùng ác nói nếu như nhật dương bị các người náo loạn như vậy mà phiền lòng nói không chừng liền thật mặc kệ ngựa chu phường đấy mẹ đông cùng đông nguyệt nha khi nghe xong lời này thì lập tức im bặt sợ những lời ba đông nói sẽ thành sự thật đến lúc đó sẽ thê thảm thế nào mà tất cả mọi người lại đều ở đây cả vậy vừa vào cửa đồng nhật dương liền nhìn thấy tất cả mọi người đều ở trong phòng khách nhật dương còn vẫn còn ở trong thời kỳ tân hôn đó làm sao lại đi làm ba đông thấy trên tay con trai cầm túi đựng công văn, một bộ dạng mới vừa tan làm. "Cha, người mới kết hôn cũng không phải là cha, bởi sao cha lại ở nhà?" Đồng Nhật Dương mặt mỉm cười. "Ách, bà Đồng cứng họng, còn không phải là chờ các ngươi kính trà, thế mà hai đứa sáng sớm đã không thấy bóng dáng ở đâu rồi." Đồng Nhật Dương cười một tiếng. "Tiểu Mỹ đã dậy rồi sao?" "Hừ, anh, cụ ta mới làm vợ anh, thế mà đã lên mặt rồi." để ba mẹ đợi đến mặt trời cũng xuống núi mới dậy đến bây giờ vẫn chưa kính trà cho cha mẹ đấy đồng nguyệt nha nhân cơ hội bồi nhọ thủy y mễ thật sao đồng nhật dương cười yếu ớt gương mặt tuấn tú không có một tia chỉ trích ngược lại trên mặt còn biểu hiện mọi chuyện không có gì là to tát cả như vậy thì ba mẹ chờ một chút chúng con sẽ cùng nhau kính trà ba mẹ nói xong hắn nghiêng đầu phân phó người giúp việc đi chuẩn bị trà. Thế cô ấy đâu rồi? Đồng Nhật Dương lại hỏi. Cô ta kêu đói bụng, giờ đang ở phòng ăn đấy. Vẻ mặt mẹ Đông đầy ghét bỏ, thật là một chút lễ phép cũng không có. Ba mẹ, hai người cũng chuẩn bị một chút đi, chúng con lập tức tới ngay. Nụ cười trên môi Đông Nhật Dương, đột nhiên có thêm một tia lạnh lẽo. Ngày sau đó, xoay người đi tới phòng ăn. Đồng Nhật Dương đi vào phòng ăn, liền nhìn thấy cô gái đó đang ngồi trước bàn ăn mà vùi đầu nhiệt tình chiến đấu hăng hái tại sao mỗi lần hắn nhìn thấy cô luôn là bên cạnh một bàn đầy thức ăn nhỉ hắn nhỏ giọng cười mấy tiếng đi tới bên cạnh kéo ra một cái ghế ngồi xuống xem ra vận động tối hôm qua cộng thêm sáng nay làm cho em tiêu hao không ít thể lực nha đồng nhật sương nhàn nhạt trêu đùa khủ khủ đang nghiêm túc ăn cơm Thủy Y Mỹ đột nhiên nghe được giọng đàn ông quen thuộc, bị dọa đến bị sặc, nghiêng đầu, trừng lớn đôi mắt. Anh... làm sao anh lại ở đây? Đồng Nhật Dương dịu dàng vỗ vỗ sau lưng cô, bàn tay ở lưng cô qua lại vuốt ve. Ăn chậm một chút, không ai dành với em đâu. Giống như là... không thấy trong mắt cô đang hoảng sợ. Đồng Nhật Dương vì cô mà múc thêm một chén canh gà nhân sâm nữa. Uống chút canh cho hết sặc hắn cười đến ôn nhu dị thường hơn nữa còn gian sóc mà đem chén bưng lên đặt vào miệng cô đây chính là món canh gà nhân sâm cách thủy chỉ có người của ngự chủ phường mới biết cách làm thôi đấy bên ngoài không có đâu em nếm thử một chút đi cả người thủy y mễ run lên cuồng quyết đoạt lấy chén canh tôi tự uống Wow, thật sự là uống rất ngon tuyệt không có dầu mỡ hỗn hợp nhân sâm thịt gà vừa đủ cực kỳ ngon cô không nhịn được uống thêm vài hớp nữa sau đó để canh nằm lại ở trong miệng dùng đầu lưỡi từ từ cảm thụ mùi thơm nồng nặc kia hương vị canh gà ở trong miệng được nguyên vẹn tỏa hương như thế nào đồng nhật sương hiếp đôi mắt đen lại nhìn chằm chằm biểu hồ lộ hạnh phúc trên mặt cô mùi vị cực tốt cảm giác không có dầu mỡ hơn nữa lại có mùi thơm nồng nặc dùng xa oa hầm cách thủy từ từ đưa cô gà hỗn hợp cùng nhân sâm hai mùi vị trộn lẫn vào nhau tạo thành nhất thể mùi vị cực kỳ tuyệt vời thủy y mễ vừa thưởng thức vừa kiềm lòng không được nói ra nguyên lý trong đó khiến đôi mắt đen bóng của đông Nhở xương không khỏi tàn mát ra một cỗ ánh sáng tán thưởng không ngờ cái người này lại rất sành ăn cô khiến hắn kinh ngạc đó là đương nhiên tôi chính là nhà phê bình ẩm thực của tạp chí ái mỹ thực không có tôi thủy y mỹ trở tỉnh táo vội vàng ngừng cái miệng đang không ngừng thao thao bất tuyệt của mình lại không còn gì nữa sao khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lúc đang đàm luận đến thức ăn thì tàn ra vẻ tự tin sáng rỡ làm cho hắn cơ hồ không rời mắt được ha không có gì cô khoát tay áo không dám nhìn đôi mắt dịu dàng nhưng cũng chứa đầy nóng bỏng kia đành cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình đồng nhật dương không làm phiền tới cô chỉ lặng lặng ở một bên chờ đợi thủy y mễ cảm thấy hai má mình nóng san lên màu hồng từ từ nhiễm cả khuôn mặt rồi xuống đến cái cổ nhỏ đầu của cô cúi xuống càng ngày càng thấp mặt cơ hồ muốn vùi vào trong thức ăn cúi xuống chút nữa là đầu đụng đến thức ăn đó đồng nhật dương thấy quá khó coi liền đưa tay ra đem cái đầu nhỏ của cô giơ lên kịp thời giải cứu khuôn mặt sắp gặp nạn của cô. Khuôn mặt màu hồng hồng của Thủy Y Mễ dần biến thành ửng đỏ. Ồ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cô đây? Chẳng qua là bị hắn nhìn chằm chằm một chút, thế nhưng lại đỏ mặt. Thủy Y Mễ âm thầm ảo não trong lòng, hận bản thân mình, thật không có tiền đồ. Mà nụ cười trên khóe môi của Đông Nhật Sương lại càng sâu. Cô gái này quá đơn thuần, tất cả tâm tư đều biểu lộ hết ở trên mặt muốn không biết cũng khó khăn. Ăn no chưa? No rồi. Thì y mễ lập tức thả đôi đũa trên tay xuống, đôi tay ngoan ngoãn, đặt ở trên đầu gối. Bây giờ thì đi thôi, cô dâu mới về nhà chồng, ngày đầu tiên thì phải đến kính trà cho bề trên. Nói xong, hắn dắt tay của cô đi tới phòng khách. Nhìn đông nhật xương cầm tay của mình, Thủy y mễ cảm thấy trong lòng chợt ấm áp. Tay của hắn thật ấm, môi anh đào không tự chủ sơ lên đôi mắt chăm chú nhìn bàn tay đang nắm tay mình không buông. Thế nào? Đồng Nhật Sương đi ở phía trước, quay đầu lại, nhìn thấy cô hơi giật mình. Không có, không có gì. Cô ngượng ngùng mà lắc lắc đầu, chỉ sợ hắn nhìn ra tâm tư của bản thân. Đồng Nhật Sương nhìn thoáng qua cô một cái, không nói gì, tiếp tục dắt tay cô đi, tới phòng khách. Vợ chồng đông gia đã sớm ngồi ngay ngắn ở đó, quản gia vẫn còn ở bên cạnh, bưng trà, chờ Thủy Y Mễ tới Thủy Y Mễ thấy thế liền buông tay đông nhật xương ra tiến lên nhận trà tới trong tay quản ra sau đó cung kính đi đến trước mặt ba đông kính trà ba mời uống trà ba đông cười ha hả nhận lấy uống một hớp sau đó đem một bao lì xì tiền đặt vào tay cô hảo hảo chúc phúc cho các con cảm ơn ba ngoan ngoãn nhận lấy bao lì xì mà ba đông đưa cho sau đó lại đem một ly trà khác cho mẹ đông. Mẹ, mời uống trà. Mẹ đông không có đưa tay ra đón, chỉ là lặng lặng nhìn chàm chàm cô. Một lúc lâu, mới chậm rãi nhận lấy trà, uống một ngụm trà cho có lệ. Đồng gia chúng ta, với thủy gia các người không giống nhau, không phải là những tiểu môn tiểu hộ, cho nên cô phải học thêm chút quy củ, tránh cho người khác nói, đại thiếu phu nhân đông gia là kẻ không có giáo dục, biết không? mẹ đông tiện tay đưa cho cô một bao tiền lì xì dùng giọng điệu khinh miệt mà dạy dỗ cô vâng trong lòng thủy y mễ nháy mắt trầm xuống chả cũng đã uống qua rồi vậy chúng ta trở về phòng đông nhật sương lên tiếng kéo tay thủy y mễ thong xong rời khỏi phòng khách vợ chồng đông ra cùng đông nguyệt nha cùng nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ rời đi đầu cũng lấy ra cùng một ý niệm hỏng rồi hắn tức giận anh đang tức giận sao trở về phòng thủy mễ liền đứng cách xa hắn cẩn thận hỏi không có hắn cố ý lộ ra nụ cười với cô như trước còn nói không có cười đến vặn vẹo như thế ngay cả người chậm chạp như cô còn có thể cảm nhận thấy hơi thở lạnh lùng của hắn thật không có sao cô chưa từ bỏ ý định lại tiếp tục hỏi lần thứ hai nói không có là không có hắn tét miệng nghiến sang nói từng chữ từng câu chẳng lẽ em hy vọng tôi tức giận không dĩ nhiên không thủy y mễ vội vàng khoát tay lắc đầu không sao vậy anh đi tắm rửa trước nói xong hắn lưu loát xoay người đi tới phòng tắm đồng nhật dương dùng sức tháo cà vạt hắn rất muốn tự nói với mình rằng hắn không có tức giận nhưng hắn biết trong lòng mình có một luồng hỏa ở tán loạn hắn không hiểu tại sao khi nghe mẹ mình nói với thủy y mễ những lời đó thì lại tức giận hắn rất không thích mẹ mình dùng giọng điệu khinh miệt như thế nói chuyện với cô mà lúc trước hắn cũng đã nghe mẹ cùng em gái hắn dùng chính cái giọng điệu đó để nói về thủy y mễ khi đó hắn lại không có bất kỳ cảm giác gì tại sao bây giờ hắn lại không thoải mái như vậy đáng chết từ trước đến giờ ở trước mặt người khác luôn sắm vai một người dịu dàng tao nhã như hắn ngày lần đầu tiên phát ra ngôn từ bất nhã như vậy lúc này bên ngoài phòng tắm thủy y mễ đang nguồn bực xoa tóc kỳ quái hắn rõ ràng tức giận tại sao nói không có đây đàng yên đang lành sao nói tức giận là liền tức giận chứ tóc đều bị sắp bị kéo cho sụng hết mà thủy y mễ vẫn là suy nghĩ không ra nguyên cớ cả đêm thủy y mễ cũng cảm nhận được hơi thở không vui của đông nhà xương mặc dù hắn tắm xong lúc đi ra vẫn cười cười với cô nhưng cô biết hắn là đang tức giận hắn nói có công chuyện phải làm vào thư phòng liền một mạch không hề đi ra mà bây giờ cũng đã 11 giờ đêm thế mà hắn một chút dấu hiệu ra ngoài cũng không có nhiều lần Thủy Y Mễ cũng lặng lẽ đem lỗ tay dính vào cửa thư phòng nghe lén cuối cùng cô vẫn cả buổi tối ở trên giường lan qua lộn lại cho đến khi chu công tìm tới cô thì mới dừng lại hôm sau thủy y mễ mang đôi mắt quầng thâm tới tòa soạn đi làm thời dịp thời gian nghỉ ăn bữa trưa sở đan thanh chạy nhanh tới quan tâm cuộc sống tân hôn của bạn tốt thủy tiểu mễ cậu có hay không nên giải thích một chút sở đan thanh trêu đùa nói cậu xem mắt quầng thâm nặng như vậy rõ ràng thiếu ngủ thủy đại tiểu thư mặc dù hai người mới kết hôn nhưng là phải biết kiềm chế một chút được không cậu ở đây nói nhằng nói cuội gì đó thủy y mễ đỏ mặt nhỏ giọng gắt giọng mọi chuyện không phải như cậu nghĩ tớ nghĩ như thế nào cơ sở đan thanh cố ý trêu chọc nói không thèm để ý tới cậu nữa thẹn quá thành giận thủy y mễ quay mặt không thèm đếm xỉa đến cô được rồi không làm khó cậu nữa sở đan thanh tiến gần đến hỏi làm sao? Cậu lại không xin thêm mấy ngày nghỉ. Nhanh như vậy đã đi làm. Chồng cậu không đưa cậu đi hưởng tuần trăng mật sao? Mặc dù cả tòa soạn, chỉ mình cô biết Thủy Y Mễ mới kết hôn. Thế nhưng, cái người này cũng không thể qua loa với tân hôn của mình như vậy nha. Ai? Đừng nói nữa. Thủy Y Mễ từ trước đến giờ vẫn luôn đơn thuần, lạc quan, cũng không nhịn được than thở. Đồng Nhật Dương sau ngày kết hôn đã phải đi làm, từ đây ngày thứ ba mới đi thế là tốt lắm rồi cái gì sở đan thanh nhíu lông mày cải đen lại đồng nhật dương làm như vậy thật quá đáng thôi thì y mễ bất đắc dĩ thở dài hắn lấy tớ cũng không phải là tự nguyện vào đêm trước ngày kết hôn mẹ đã nói rõ ràng với tớ đồng nhật dương đồng ý lấy tớ là bởi vì ngự trù phường cần sự hỗ trợ của gạo thủy gia bọn họ cần cái này để cứu vớt ngự trù phường ngựa chủ phường thế nào sở đan thanh không hiểu nói nghe nói bố chồng ta mấy năm nay kinh doanh ngựa chủ phường đều là nhập bất phu xuất cho nên bị đông lão thái gia mắng cho một trận thủy y mễ vừa nghĩ tới động lực ban đầu làm cho mình chịu gả cho đông ra cứ như vậy xuống dốc trong lòng một hồi đau thương Đàn thanh tớ còn chưa được ăn thức ăn của ngựa chủ phường trong truyền thuyết nó nếu như vậy mà đóng cửa vậy tớ sẽ thua lỗ lớn. Nói nhảm, cậu dĩ nhiên là bị thua thiệt. Cậu vì muốn ăn đồ ăn của ngự thiện phòng mới nguyệt ý gà. Ăn không được, có thể không thua thiệt sao? Sở đan thành mắt trợn trắng đối với bạn tốt. Vậy làm sao bây giờ? Thủy y mễ không khỏi sốt ruột. Gấp cái gì, cậu bây giờ cũng coi là đông gia đại thiếu phu nhân rồi. Chẳng lẽ đi ngự chủ phường ăn ngự thiện cũng không được sao? Đúng nha, tớ tự mình đến ngựa chùa phường tìm đầu bếp nơi đó làm cho ta ăn cũng được a à? thủy y mễ bừng tỉnh hiểu ra vỗ vỗ chán của mình đần sở đan thanh nhẹ nhàng phun ra một chữ như vậy mình cậu đến đó thì người ta biết mà làm cho cậu ăn sao tại sao lại không thủy y mễ không hiểu nhìn về phía cô người ta không biết cậu cậu cùng lắm kết hôn cũng làm kín đáo như vậy có thể có mấy người biết vậy làm sao bây giờ bắt đồng nhật xương tự mình dẫn cậu đi ngụ trừ phường như vậy không được sao cậu nói đúng đồng nhật dương đưa tớ đi chắc chắn sẽ được thủy y mễ hít mắt trong đầu không ngừng nghĩ tới ngựa thiện giống như bọn họ đang ở trước mắt một dạng thủy tiểu mễ nước miếng chảy ra kìa sở đan thành vỗ vỗ đầu cô đưa tay vuốt ve gương mặt thèm thuồng của cô thủy y mễ theo bản năng giơ tay lên lau khóe miệng phát hiện mình bị mắc lừa thối đàn thanh cậu lại lừa tớ ai bảo cậu lộ một bộ dáng sắp chảy nước miếng ghê tởm như thế sở đan thanh nhún vai một cái một chút ai náy cũng không có hừ không để ý tới cậu nữa trở về làm việc đi nói xong cô liền cầm lên trái nước bộ mặt đầy mong đợi trở về bàn làm việc của mình sở đan thanh nhìn bạn tốt sáng vẻ ngây thơ không khỏi có chút lo lắng cô ở trong hôn lễ cô gặp qua đông nhật sương một lần cũng biết mặc dù hắn rất đỗi dịu dàng nhưng không phải là người đàn ông đơn giản hy vọng cô gái ngốc kia sẽ người ngốc có phúc ngốc a à. mà thủy y mễ quay về đến chỗ ngồi thì lại nghĩ tới làm như thế nào mới có thể làm cho đông nhật sương mang cô đi ngựa chùa phường phải làm sao đây Cô vốn là tâm tình hưng phấn, lập tức bị cái vấn đề hiện thực này dập tắt. Đồng Nhật Dương làm sao có thể ngoan ngoãn mang cô đi nha? Nếu như đi cầu xin bố chồng lên tiếng, thì vẫn còn có một chút khả năng. Về phần mẹ chồng cùng Đông Nguyệt Nha, thì không dám trông mong vào rồi. Ai? Thật khổ não. Buổi tối, Thủy Y Mễ ở trước cửa thư phòng, không ngừng bồi hồi. Còn nên đi vào hay không đây? Cô nhỏ giọng tự nói, do dự có nên gõ cửa hay không bảo bối em tìm anh sao cánh cửa thư phòng không biết từ bao giờ lại đột nhiên mở ra thủy y mễ giật mình lui về phía sau ách anh làm sao anh không lên tiếng gì cả thế cô vỗ vỗ ngực không tự chủ gắt giọng với hắn em ở trước cửa đi tới đi lui có phải là tìm anh có việc gì không đồng nhật dương mặc mỉm cười hai tay khoanh trước ngực thoải mái mà tựa vào cạnh cửa mắt cũng không hề chớp chăm chú mà nhìn cô khi hắn mỉm cười nhìn sao mói thủy mễ cảm giác mình cử động vừa rồi giống như là cô bé đang cố tình gây sự có chuyện muốn nói với anh sao thấy dáng vẻ quẫn bách của vợ mình đồng nhật dương không có ý tốt mà tiếp tục trêu chọc cô phải là có chuyện cô ấp úng có chuyện muốn nhờ anh giúp một tay trong mắt đen của Đông Nhật Dương nhíu lại. Thật là kỳ lạ, kết hôn đến nay cũng đã một đoạn thời gian rồi. Thái độ của mẹ và em gái, đối với cô hắn đều biết. Nhưng cho tới bây giờ, không nghe thấy cô oán trách, dù chỉ một câu, hoặc là có yêu cầu gì. Chuyện có thể làm cho cô mở miệng nhờ giúp, chắc là khó khăn không nhỏ a à. Chuyện gì? Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ lo chuyện của ngự chủ phường mà bỏ quên cô. Vì đền bù, Bất cứ việc gì, hắn cũng có tận lực làm cho cô vui lòng. Người chủ phường Âm thanh từ trong miệng của cô, nghe nhỏ giống như mũi kêu vậy. Cái gì? Đồng Nhật Dương mỉm cười, khóe môi cương cứng một chút, làm như không nghe thấy lời cô nói. Em muốn đi ngựa chủ phường. Thủy y mễ nhắm mắt lại, hướng hắn hô to. Ha ha! Đồng Nhật Dương ngẩn người một chút, thật lâu sau mới cất tiếng cười to tuy rằng hắn đối với người luôn là mặt mỉm cười thế nhưng đó đều là mặt nạ mà mỗi lần ở trước mặt cô gái này hắn đều không tự chủ được mà cởi mặt nạ xuống dùng bộ mặt chân thật nói chuyện với cô Cổ rốt cuộc có ma lực gì mà khiến cho hắn mê mẩn tâm hồn như vậy thủy y mễ ngợ ngùng chừng hắn dám cười đến làm cả như vậy hồi lâu đồng nhật dương mới ngưng cười hứng thú mà nhìn bộ dáng giận mà không dám nói gì của cô. Tại sao muốn đi ngựa chủ phường? Đông Nhật Dương nện bước ưu nhã, đi tới bên giường, sau đó tùy ý nằm lên giữa giường. Ngựa chủ phường không phải là do tổ tiên đông gia truyền lại sao? Thủy Ý Mễ giả bộ chấn định, hất cảm lên nghiêm túc nói. Em là vì thân phận đông gia đại thiếu phu nhân, mà quan tâm nhà hàng của gia đình chồng, có cái gì không đúng sao? Đông Nhật Dương đưa đôi tay gối ra sau đầu, trọng mắt đen lườm cô một cái ngay sau đó lại đem tầm mắt nhìn lên trần nhà là không có cái gì không đúng hắn chậm rãi nói nhưng nhưng mà cái gì hắn cố làm ra vẻ huyền bí khiến thủy y mễ gấp gáp tiến tới bên giường hỏi thấy con người cô tròn vo tới lúc gấp rút mà nhìn hắn với bộ dáng đáng yêu tìm của hắn chợt rung động hôn anh rồi anh sẽ nói cho em biết trong mắt đen của đông nhật dương mỉm cười dù đã tối lại nhưng vẫn ung dung chờ cô cái gì đề tài thế nào đột nhiên lại chuyển đến như vậy đầu óc đơn thuần của cô nhất thời theo không kịp tiết tấu của hắn em nghe thấy rồi không phải sao hắn nâng môi lên làm tiếng cười từ bên trong cổ họng của hắn chậm rãi bật ra sắc mặt thủy y mễ nháy mắt trở nên đỏ bừng anh anh hắn tại sao lại có thể như vậy cha không phải đã nói đồng đại thiếu gia tao nhã lịch sự là nhất đẳng thân sĩ nhưng bây giờ hắn nằm ở trên giường bổ dạng mặt tươi cười theo cô thấy hắn giống như là tên vô lại mới đúng nếu như em không đồng ý vậy anh cần phải nghỉ ngơi nha thấy mặt cô kinh ngạc lấy lòng hắn hắn có ý xấu tiếp tục trêu chọc cô về phần chuyện ngựa chủ phường chờ lúc anh rảnh rỗi sẽ nói với em Vừa nghe hắn nói như vậy, Thủy Y Mễ liền nóng này. Mãi mới chờ đến lúc đến tối, hắn có chút rảnh rỗi. Đợi lần sau hắn rảnh rỗi, thì không biết phải chờ tới lúc nào đây. Chờ một chút a. À. Cô không tình nguyện mở miệng gọi. Hả? Đồng Nhật Dương trong lòng đã sớm cười đến ruột cũng sắp vỡ ra. Cô thật sự quá thú vị. Cho dù trong lòng cô không hề muốn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn, giống như con mèo thủy y mễ vô cùng không tình nguyện đỏ mặt cúi xuống hôn lên mặt hắn một cái sau đó chạy đi rất nhanh đông nhật dương nhanh tay lẹ mắt đem cô kéo trở lại bà xã em ăn bớt ăn xé nguyên vật liệu nhiều quá rồi nói xong hắn một tay ấn cô vào trong ngực hùng hằng hôn đôi môi mềm mại của cô bất chấp cô dãy giụa mà thưởng thức hết tư vị ngọt ngào của cô một bàn tay của hắn nắm lấy cái ót đưa đầu lưỡi nóng sực dây dưa cùng đầu lưỡi thơm tho chỉ trong chốc lát đã làm cánh môi son non mềm của cô hôn cho sưng đỏ giống như qua một thế kỷ hắn mới lưu luyến rời khỏi cánh môi mê người này bảo bối đây mới gọi là hôn giọng nói hùng hậu vang lên bên tai cô anh gương mặt ửng đỏ cái miệng nhỏ hé mở không ngừng thở gấp đồng nhật dương nở nụ cười hết sức rờ rỡ hài lòng đưa mắt nhìn phía môi mềm sưng đỏ, còn người bỗng trở nên tối tăm hơn, sâu không lường được. Như vậy, như vậy là được rồi chứ? Cô nũng nịu, gương mặt đỏ ửng vẫn không dịu bớt. Có thể, đồng nhật sương cười. Vậy ngày mai, em có thể đi ngựa chủ phường rồi. Nghĩ tới đây, chuyện xấu hổ vừa rồi, cũng không cần so đo với hắn nữa. Anh nói, em có thể đi ngựa chủ phường lúc nào? Đồng Nhật Dương cố giả bộ kinh ngạc, nhìn về phía cô. Nhưng, anh mới vừa nói. Cô cố gắng nhắc lại, nguyên lời hắn vừa nói. Bảo bối, em là hỏi anh, nhưng mà là cái gì? Mà anh cũng không đồng ý sẽ dẫn em đi ngựa chủ phường nha. Hắn đứng dậy, tiến tới trước mặt cô, đưa ngón trỏ ra trước mặt cô nhẹ nhàng lắc lắc. Đồng Nhật Dương, anh lại còn ăn vạ. Thủy y mễ cực kỳ tức giận, thì sinh nụ hôn lại không được như mình muốn đúng là thua thiệt lớn không thể nói lung tung được nha hắn cười đến hết sức rực rỡ lộ ra hàm răng trắng toát anh bây giờ có thể nói cho em biết nhưng mà cái gì rồi có muốn nghe hay không đây em không muốn nghe nhưng mà cái gì em muốn đi ngựa chủ phường thủy y mễ tức giản dặm chân hùng tợn chừng hắn vậy coi như xong hai tay hắn xoa xoa vào nhau gương mặt đầy tiếc nuối. Anh... Vốn là mặt đỏ vì thẹn, thì giờ đã biến thành vì giận mà đỏ bừng. Cuối cùng, không đấu lại được thế lực ác ma, đành rũ hai vai xuống, bộ mặt tức giận. Nhưng mà cái gì? Không đi được ngựa chủ phường, nhưng cũng muốn biết mình bỏ ra nụ hôn kia đổi lấy cái gì. Nhưng ngày mai, anh còn phải đi có việc, không thể dẫn em đi ngựa chủ phường được. Chờ anh trở lại sau đó, sẽ dẫn em đến đó xem một vòng. Sau khi nói xong, hắn như không có chuyện gì, thay áo ngủ xong, liền ván chăn lên nằm xuống. Hồi lâu, Thủy Y Mễ mới lấy lại được tinh thần. a à, Đông Đồng Nhật Dương che lỗ tay, hưng phấn nhìn cô nàng hét to, khỏe môi không tự chủ được lần nữa cong lên. Đồng Nhật Dương, anh đùa bỡn em, đáng ghét. Sau khi thét chói tai, ý thức được tất cả đều là hắn dụ mình mở tâm, Thủy Mễ giận đến mức vội vàng cầm cái gối ôm nơi ghế tựa ném về phía hắn anh quá ghê tởm đồng nhật sư nghiêng đầu tránh cái gối cô ném tới sau đó thong thả ung dung nói bảo bối là tại em không muốn nghe hết câu nói của anh nha nếu không phải là anh cố ý nói giỡn thì tại sao em lại như vậy chứ cô cực kỳ tức giận cảm giác từ đầu tới đuôi mình giống như con chuột bạch bị hắn chơi đùa anh oan uổng quá Cô làm ra vẻ uất ức đông nhật dương hứng thú ngẩng cao đầu học theo cô mà náo động anh cô nói không lại hắn hử không thèm để ý đến anh nữa em tức giận bỗng dưng hắn đứng dậy duỗi tay một cái kéo cô ngã vào giường hử cô nặng nề hử tức quay đầu đi không thèm nhìn hắn anh đi công tác bao lâu còn chưa có định đấy hắn cũng không gấp mà lại nhạt nói nếu như tâm tình không tốt sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc có lẽ 10 ngày nửa tháng cũng không về được còn nếu tâm tình tốt có thể hai ba ngày lên làm xong công việc và nhanh chóng trở về Thủy Y Mễ vừa nghe thấy thế liền trột dạ cái này không thể được cô đã chờ lâu như vậy mà bây giờ còn phải chờ thêm nửa tháng nữa cô không đủ kiên nhẫn đâu nha được rồi em không tức giận cô lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười vội vàng lấy lòng đại lão ra ông xã anh phải trở về sớm chút nha sau đó đôi tay vẫn còn ở trên bả vai của hắn vội vân vê bóp bóp cố gắng thu phục hắn mà đông nhật sương rất không khách khí hưởng thụ hai vai để cô xoa bóp đối với nụ cười lớn nhưng vẻ mặt không cam lòng của cô làm như không thấy thủy y mễ bị hắn ăn triệt để Bàn về thủ đoạn, cô căn bàn không phải là đối thủ của đại hồ ly đông nhật xương hắn. Bàn về thông minh, trong đầu nhỏ của cô chỉ chứa có thức ăn, thông minh lấy đâu ra mà nhiều. Nói tóm lại, tiểu bạch thỏ nếu muốn thắng hồ ly giảo hoạt thì còn non lắm. Thủy y mễ mãi mới chờ được đến ngày đông nhật xương trở lại, không cần suy nghĩ, liền trốn việc về nhà. Quản gia, đại thiếu gia trở về chưa? Mới vào cửa nhà, cô đã hỏi ngay quản gia đại theo gia gọi điện thoại nói cậu ấy từ phi trường trực tiếp thẳng về công ty rồi buổi tối mới trở về ăn cơm quản gia cung kính trả lời cái gì cô thất vọng kêu lên tại sao như vậy thủy mễ anh tôi chỉ là đi công tác có mấy ngày cô liền hỏi lung tung này kia mấy ngày cô có hay không lo quá nhiều chuyện rồi đây là đông gia không phải là thủy gia nhà giàu mới nổi không được láo xưởng Đông Nguyệt Nha từ trên lầu đi xuống, liền vừa lúc trông thấy cô hỏi han gấp gáp, rất là khó chịu. Thủy Mễ không phải ngu ngốc, cô biết Đông Nguyệt Nha vẫn luôn có địch ý với cô, chỉ là rất buồn bực. Tại sao mình chưa từng đắc tội với Đông Nguyệt Nha mà từ đại học đến bây giờ cô ấy luôn cam thủ cô. Nguyệt Nha, cô tại sao lại ghét tôi? Vấn đề này cô đã giấu trong lòng rất lâu rồi, rốt cuộc không nhịn được nữa. Đồng Nguyệt Nha vẻ mặt đột nhiên có chút không tự nhiên, nhưng rất nhanh, cô khôi phục dáng vẻ cao ngạo điêu ngoa. Hử, cô chọc người khác ghét, còn cần lý do sao? Nguyệt Nha, tôi thật đáng ghét như vậy sao? Thủy y mễ, khổ sở nhìn cô. Nói thế nào, chúng ta đều là người một nhà, không thể cùng vui vẻ sống chung sao? Người nào với cô, chúng ta là người một nhà. Đồng Nguyệt Nha thẹn quá hóa giận, cô ngay cả một chút cũng không sánh bằng chị nan như thủy mập béo. Đồng Nhật Nha, một tiếng gầm giận dữ từ cửa truyền đến, Đồng Nhật Dương bình thường với người khác luôn là mỉm cười chào đón, giờ phút này đang lạnh mặt khiển trách em gái mình, lập tức nói xin lỗi. Thủy Y Mễ vốn là rất đau lòng, nhưng bị sự tức giận của Đông Nhật Dương làm cho hoảng sợ mà tan thành mây khói, đôi mắt tròn trịa thẳng tắp dõi theo từng bước, từng bước của hắn đi về phía các cô. Em, em không nói sai. Đồng Nguyệt Nha lần đầu tiên thấy anh trai có vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc như thế, trột dạ giải thích. Còn nói xạo, gương mặt Đông nhờ xương càng lạnh lẽo. Gia sư của Đông Gia chính là dạy cho em nói những lời vũ nhục chị dâu mình. Em không thừa nhận cô ta là chị dâu của em. Đồng Nguyệt Nha tùy hứng mà hướng hắn hô lớn. Cô ấy không cần em thừa nhận Anh thừa nhận là được rồi Đồng Nhật Dương phát ra âm thanh tàn khốc mà nói với cô Nếu như không lập tức nói xin lỗi Em được mong lấy được rồi chỉ là một xu tiền tiêu vặt tháng này Anh Đồng Nguyệt Nha không thể tin được Anh trai cô Thế nhưng vì Thủy Y Mễ Mà đối xử với cô như vậy Thôi đi, Nhật Dương Thủy Y Mễ ở bên cạnh Cảm thấy làm như vậy có chút hơi quá Em không nghĩ gì đâu anh bỏ qua đi. Em là chị dâu, nó phải tôn trọng em, chứ không được phép sỉ nhục em. Đồng Nhật Dương quyết tâm dạy dỗ em gái hắn một lần. Cô không cần giả bộ tốt bụng. Đồng Nguyệt Nha trợn mắt lên, giận dữ nhìn Thủy Y Mễ. Nếu không phải là bởi vì cô ta, thì cô cũng sẽ không bị anh trai mắng. Đồng Nguyệt Nha, đồng già nuôi dạy em thế này sao? Thái độ của em gái khiến cho hắn vô cùng tức giận, đôi mày nhíu lại. Hừ, em không xin lỗi, có chết cũng không. Gào xong, Đồng Nguyệt Nha khóc xoay người chạy lên lầu. Đồng Nhật Dương vẫn đang trong cơn giận dữ, lạnh lùng phân phó với quản gia. Hôm nay, không ai được phép đưa cơm lên cho nó ăn. Ai dám trộm đưa lên, tôi sẽ đuổi việc ngay lập tức. Anh không cần tức giận, vì y mễ vừa nghe đến mệnh lệnh của hắn, gấp gáp nếu lấy ống tay áo của hắn. Làm sao có thể không để cho cô ấy ăn cơm đây? ở trong mắt thủy y mễ ăn là một việc lớn không có gì sao ăn là trọng yếu hơn đồng nhật dương cúi đầu nhìn chằm chằm ống tay áo bị hai bàn tay trắng bập nắm lấy tức giận lập tức tiêu tán hết không cho nó một chút giáo huấn về sau nó sẽ càng ngày càng vô pháp vô thiên vậy cũng không cần trừng phạt nặng như vậy ăn cơm là chuyện liên quan đến sinh mạng nha chỉ có em cảm thấy ăn ít một bữa là chuyện lớn không chừng với nhà đầu kia lại là một cơ hội giảm cân đấy đồng nhật dương bị bộ dáng khẩn trương của cô chọc cười cô chính là như vậy phản ứng hồn nhiên thẳng thắn khiến cho lòng hắn nảy sinh tình cảm khác thường vậy em nói giúp nó bạn em tối nay cũng không được ăn cơm đồng nhật dương bắt lấy nhược điểm của cô mà uy hiếp cô đồng nhật dương vội vàng che miệng sợ mình không khống chế được lại nói ra lời gì không nên nói ngoan đồng nhật sương hài lòng cười gật đầu đưa tay xoa lại đầu tóc đang rối bù của cô nghe quản gia nói mấy ngày này anh đi công tác em ngày ngày đều hỏi đến anh em mới không có phủ nhận quá nhanh làm cho người ta cảm thấy nàng trột dạ rõ ràng là dấu đầu lòi đuôi chứ sao hả đồng nhật sương về mặt tiếc nuối anh còn tưởng rằng là do người khác quá mức nhớ anh thì ra là không phải nha đáng tiếc anh còn nghĩ trở lại liền lập tức đưa em đến ngựa chùa phường ăn bữa tối xem ra là không cần thiết rồi đợi chút ngựa chùa phường bà chữa này giống như là có ma lực đem lý trí của thủy y mễ trở lại hết đúng á em là ngày ngày đều hỏi quản gia á vì ngựa chùa phường mặt mũi đều không quan trọng thật đồng nhật dương dáng vẻ không tin mới vừa rồi là ai trả lời rất nhanh là không có ai nha à, mà kệ tối nay anh phải dẫn em đi thủy y mễ dẫm chân ôm cánh tay của hắn vội vàng lai động khỏe miệng đâu xa không ngừng mở rộng nụ cười chẳng mắt đen thoáng qua từng tia ánh sáng tốt lắm hiện tại liền dẫn em đi vậy được rồi chứ trong giọng nói đông nhật xương hàm chứa sự cương chiều mà ngay cả hắn cũng không biết oa à, đông nhật xương anh thật là một người tốt thủy y mễ hết sức hưng phấn nhảy lên dùng sức ôm lấy hắn. Khóe mắt đông nhỏ xương giật giật. Hiện tại, anh chính là người tốt rồi hả? Mới vừa rồi, là ai còn thở phì phò kêu anh là siêu cấp bại hoại chứ? Ngài đại nhân có đại lượng, xin không cần cùng tiểu nữ từ này sao đo quá. Cô dùng hai cánh tay trắng noãn, nhẹ nhàng lay động cánh tay của hắn. Làm một bộ dáng kiểu mị đáng yêu, làm nũng với hắn hắn cúi đầu liền nhìn thấy bộ dáng cô đang chua cái miệng nhỏ nhắn để lấy lòng hắn lòng của đông nhật sương chợt rung động cái cảm giác rung động đó lại xông lên đỉnh đầu mấy ngày này thời gian trung đụng cùng thủy y mễ càng dài lại cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt rõ ràng cô không phải mỹ nhân tuyệt thế lại càng không thông minh tài trí hoàn toàn không giống như suy nghĩ lựa chọn bạn đời của hắn nhưng hắn lại cứ khăng khăng chọn cô hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện tròn. a à, lúc nào thì Đông Nhật Dương hắn lại vì cái tình cảm trai gái này mà bị khốn nhiễu rồi hả? Đi thôi. Đông Nhật Dương lắc lắc đầu, đem tất cả nghi ngờ quảng sạch, xoay người đi tới cửa chính. Chờ em một chút. Thủy Y Mễ đuổi theo phía sau hắn, vừa chạy vừa kêu, chỉ sợ hắn không mang theo mình. Sau một tiếng, hai người bọn họ xuất hiện ở cửa ngựa trù phường. Thủy Y Mễ ngẩng đầu, ngắm tấm biển cổ kính, tâm tình cực kỳ kích động. Mặc dù khách của ngựa chủ phường chủ yếu là nhân sĩ thượng lưu, nhưng nếu lấy tài lực của thì ra cô, vẫn là có thể đi vào để thưởng thức. Chỉ là từ trước đến giờ, cô luôn lấy nguyên tắc giữ tâm tình vui vẻ để dùng cơm. Đối với những quy củ của ngựa chủ phường, thật sự không cách nào tán thành. Hừ, cái gì gọi là chỉ tiếp khách quý, những người không phải khách tiếp, thì không tiếp đãi đây quả thật là kỳ thị chứ sao thế nào đồng nhật sương nghiêng đầu thấy vẻ mặt cô đầy cam phẫn cảm thấy có chút kinh ngạc tầm tầm niệm niệm muốn tới ngự chủ phường thế mà khi đến đây lại bày ra vẻ mặt tức giận thật là khiến người ta không hiểu nổi đồng nhật sương đầu óc mơ hồ đồng nhật sương người chủ phường các anh có kỳ thị thủy y mỹ đơn thuần thẳng thắn không chút suy nghĩ liền đem suy nghĩ trong đầu nói ra hả lúc này đông nhật dương có thể cảm nhận được chuyện ly kỳ có người nói qua người chủ phường cao nhã cổ kính liền tiếp ca ngợi từ xưa tới nay chưa từng có ai từng nói với hắn lời bình luận kỳ quái người chủ phường có kỳ thị này em nói xem thế nào là có kỳ thị hả người chủ phường chỉ tiếp người đặt trước hơn nữa còn phải là khách vip mới được đặt trước nói đến đây cô không nhịn được oán trách nhớ ngày đó cô liều lĩnh mạo hiểm đi tới nơi này nghĩ đến thử một chút cái này để cho thỏa chí tò mò về món ăn thất truyền nổi tiếng ai ngờ bị chặn ngoài cửa điều này thật sự là quá khinh thường anh nói đây không phải là kỳ thị thì là cái gì cô nắm chặt quả đấm kích động mà cua đi cua lại trước mặt hắn nếu là chỗ ăn cơm thì sao phải phân cấp bậc đây đối với thức ăn thì ai ai mà chẳng như nhau. Khuôn mặt mỉm cười của Đông Nhật Sương đột nhiên cứng đờ, lời của cô giống như xối nước lên đầu hắn. Đúng vậy, hắn tại sao không có nghĩ đến điểm này nhỉ? Ngự chủ phường ngay từ đầu đã được định vị là phục vụ xã hội thượng lưu. Nó coi thường đám người đại chúng có mức tiêu dùng khổng lồ này. Thức ăn thì không nên phân biệt đẳng cấp. Như vậy sẽ chỉ làm cho mọi người sinh ra cảm giác xa cách cuối cùng sẽ mất đi suy nghĩ muốn thưởng thức và ca ngợi bọn họ ngự chủ phường chính là ví dụ tốt nhất lúc ban đầu được mọi người truyền miệng nhưng rồi càng lúc càng phát triển bắt đầu chọn lựa khách thiết lập cấp bậc vì không cho phép khách hàng bậc trung được đến nên hôm nay mới dẫn đến tình trạng suy bại như thế này không còn phồn hoa náo nhiệt như xưa nữa bảo bối em nói quá đúng đông nhật sương cười ôm lấy cô nâng tay của cô lên bờ môi khẽ hôn quả nhiên thủy ra là cứu tinh cứu vớt người chủ phường anh nói lung tùng cái gì đấy thủy y mễ mơ mơ hồ hồ hỏi không có gì đề nghị của em nghe sắt được về sau sẽ bảo bọn họ thay đổi đồng nhật sương cười một tiếng không thèm để ý chút nào đối với việc cô mờ mịt không biết gì cái này đúng rồi nha không có những hạn chế này bảo đảm nơi này có không muốn náo nhiệt cũng không được Hiện tại ở đây, ngay cả một bóng người cũng khó gặp. Yên tĩnh đến mức, thưởng chút nào giống như là nhà hàng cả. Vào đi thôi, chúng ta không nên đứng ở cửa, ảnh hưởng đến việc buôn bán. Đồng Nhật Dương dịu dàng nhìn bộ dáng của cô đang nói sẵn nói bậy, độ cong của khóe môi càng thêm lớn. Lúc này, Thủy Y Mễ mới ngoan ngoãn khép miệng lại, đi theo hắn vào ngựa chủ phường. a à, ngựa chủ phường ơi, ta tới đây đáy lòng thủy y mễ kích động mà hô lớn ngự chủ phường sử dụng lối kiến trúc cung đình cổ đại cả ngự thiện phòng của hoàng gia cổ kính với đèn lồng u nhã tĩnh mịch tản ra mùi vị xa xưa đại thiếu gia cậu đã tới vị quản lý của ngự chủ phường khi biết đông nhà xương đến liền vội vàng chạy tới ừ đây là đại thiếu phu nhân đông nhật dương giới thiệu thủy y mễ với quản lý lần sau nếu cô ấy tới thì liền đưa cô ấy đến phòng riêng của tôi. Dạ, chào đại thiếu phu nhân. Quản lý cung kính hành lễ với Thủy Y Mễ. Không cần khách khí, về sau tôi sẽ thường xuyên đến quấy giày. Thủy Y Mễ khoát khoát tay với quản lý, không khách khí nói ra mục đích trong tương lai của bản thân. Đồng Nhật Dương nghe được cách nói không hề khách khí của cô, cười khẽ một tiếng. Em thật là không có chút khách khí nào cả. Đó là đương nhiên, đây chính là lý do em đồng ý gả cho anh mà thủy y mễ đem nguyên nhân ban đầu khiến cô đồng ý gả cho đông nhật dương nói ra đột nhiên vẻ môi đang mỉm cười của đông nhật dương thu lại chẳng mắt đen nhíu lại nhất thời làm cho người ta cảm thấy từng tia lạnh lẽo hắn phát tay bảo quản lý rời đi đem thủy y mễ kéo vào trong phòng riêng em nói em gả cho tôi là vì ngựa chủ phương. hắn mặt không thay đổi nhỏ giọng hỏi dĩ nhiên nếu không có người chủ phường thì em gả cho anh làm gì không nhận ra được không khí nguy hiểm nên Thủy y mễ vẫn khờ giải đáp người chủ phường có nhiều món ăn thất truyền như vậy người bình thường không có cơ hội được thưởng thức nhưng nếu là đông gia đại thiếu phu nhân thì lúc nào cũng có thể thưởng thức chứ đông nhật xương không biết mình bị làm sao chỉ biết là mỗi câu nói của cô gái trước mắt này đều làm cho hắn thấy mình có cảm giác tức giận xưa nay chưa từng có. Cô lại là vì ăn mới gả cho hắn. Dầu gì, hắn cũng là bởi vì gặp qua cô, rồi cảm thấy cô thú vị, đáng yêu, nên mới quyết định cưới đấy. Nghĩ đến mình lại không bằng những món ăn kia, đồng nhở xương không khỏi cảm thấy tức giận. Thật sao? Thì ra là vị trí đông gia đại thiếu phu nhân rất tốt, chính là có thể để cho em tùy ý ra vào ngựa chủ phường, để ăn món ăn ngựa thiện thất truyền sao? Lần đầu tiên, Lâm Nhật Dương thay khuôn mặt luôn luôn mỉm cười với cô, bằng vẻ tối tăm lạnh lùng. Lúc này, Thủy Y Mễ cuối cùng cũng chú ý tới chồng mình, có gì đó không thích hợp. Anh... tức giận. Cô cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Em nói tiếp đi. Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại, dùng đôi tròng mắt đen tĩnh mịch, nhìn chằm chằm cô. Thủy Y Mễ bị hắn nhìn chăm chú, thì có chút trột dạ, lắp bắp nói. Em, em làm sao biết nhìn bộ dáng vô tội của cô đông nhật dương đang giận dữ cuối cùng cũng cảm thấy vô lực hắn thế nào lại quên cô gái này có bao nhiêu ngu xuẩn chuyện quá phức tạp như vậy cô càn bản xoay không kịp nói cho cùng đều là một mình hắn ở chỗ này ăn năn hối hận mà cô càn bản là không hề biết gì hết thôi ở đáy lòng thở dài một hơi thật sâu có lúc ngủ ngốc cũng là một niềm hạnh phúc Thủy Y Mễ khó hiểu. Mọi người đều nói, phụ nữ rất hay thay đổi. Theo như cô thấy, thì đàn ông cũng thay đổi nhanh không kém nha. Muốn ăn cái gì, thì tự mình gọi đi. Đồng Nhật Dương đưa thực đơn cho cô. Sau đó, dùng chuông kêu quản lý đi vào. Thủy Y Mễ nhận lấy thực đơn, nhanh chóng nhìn lướt qua. Sau đó đem thực đơn khép lại, để ở một bên. Thế nào? Đồng Nhật Dương thấy cô đem thực đơn để một bên. Em không muốn ăn hay sao? thứ em muốn gọi trên thực đơn này không có thủy y mễ nhìn hắn nghiêm túc nói hả là cái gì đông nhật dương nâng khóe miệng lên hứng thú nhìn cô thỉnh dương nga nổi phượng tê hà ngựa dùng phật nhảy tường hoàng muộn vây cá thành cùng vạn phúc thịt cô liệt kê tên từng món ăn xa sắc mặt của quản lý đứng bên cạnh liền khó coi một phần đây nếu không phải là những món ăn thất truyền đã lâu thì cũng là món cực kỳ chân quý. Hiện nay, rất ít người có thể làm được. Tuy nói ngựa chủ phường bọn họ đã từng có người làm được những món này, nhưng đó đều là chuyện của vài chục năm trước rồi. Đại thiếu phu nhân có phải muốn tới hủy đi công việc kinh doanh của nhà mình hay không? Nghĩ tới đây, quản lý không khỏi thoát mồ hôi hột đầy chán. Trong lòng đông nhật xương, mặc dù kinh ngạc khi cô thế nhưng lại biết về những món ăn này, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh tự nhiên như ngày thường làm sao em biết những món ăn này nếu như không có nghiên cứu kỹ về đồ ăn thì một người bình thường sẽ không thể nào biết đến được tên những món ăn này ừ những thứ này đối với em mà nói là quá đơn giản người ta đã đạt được huy chương vàng dành cho nhà phê bình ẩm thực nếu những thức ăn này cũng không biết vậy thì không cần ở đây lan lộn cô nói khoác mà không biết ngượng tự tin vỗ ngực Đồng Nhật Sương nhỏ giọng cười nói Đúng vậy, anh thế nào lại quên đây? Ông đi chuẩn bị những thức ăn mà đại thiếu phu nhân vừa nói đi. Hắn quay đầu phân phó quản lý, nhân cơ hội này để biết năng lực ngự chủ phường đến đâu. Sau 2 giờ, những thức ăn mà Thủy Y mễ gọi cũng lục tục được đưa lên. Thời gian mặc dù đã lâu, nhưng cô vẫn đầy mong đợi mà nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn. Nếu về sắc và hương mà nói, những món ăn này căn bản có thể đạt tới tiêu chuẩn của ngự thiện cầm đôi đũa lên quét mắt một vòng đánh giá thức ăn mặt bàn thủy y mễ đưa ra bình luận khách quan nhưng không biết mùi vị như thế nào nếm thử một chút chẳng phải sẽ biết sao đông nhật dương ý bảo cô động đũa thủy y mễ bắt đầu thưởng thức từ hoàng muộn vây cá mỗi một món ăn cô đều nếm trước một ít như thế nào trong lòng của đông nhật dương cũng không khỏi có chút hơi khẩn trương. Có thể nói lời nói thật sao? Thủy y mễ cẩn thận hỏi. Nói đi. Nghe thế, hắn mơ hồ hiểu ý cô. Chẳng ra sao cả. Cô biểu lộ vẻ mặt nghiêm túc mà chuyên nghiệp. So với tưởng tượng của em thì kém quá nhiều. Mặc dù em chưa từng ăn những thức ăn này, nhưng mà em lại tin tưởng mùi vị của chúng sẽ không bình thường như thế. khoảng muộn vây cá không đủ trơn nhẵn, hầm trong ngồi thời gian không đủ vạn phúc thịt thì không đủ hương tóm lại em có chút thất vọng mùi vị căn bản không phải như em muốn thậm chí còn không bằng những nhà hàng khác em đã ăn đây không phải là nói người chùa phường không đủ tiêu chuẩn mà là do đầu bếp ở đây tay nghề không đủ sâu phương pháp nấu ăn không đúng thủy mễ không nghĩ tới nhưng món ăn mình vẫn luôn muốn được thưởng thức lại là như vậy cảm thấy thất vọng không dứt cô đã từng xem qua tài liệu trên đó có rất nhiều các nhà bình luận ẩm thực tầm cỡ đánh giá rất cao ngựa chủ phường nhưng hôm nay ăn được những thứ này cảm giác sao chúng lại có thể bình thường như thế tuy nói tài liệu là chính xác nhất nhưng vẫn là bị tác động qua rồi không ngờ cô có thể nhận xét đâu ra đó như thế mới nếm mấy món ăn mà đã chỉ ra được vấn đề của ngựa chủ phường rồi hắn còn là có chút xem thường nàng vốn tưởng rằng nàng chỉ là chọn ăn, thích ăn, thuận miệng đưa một hai câu bình luận mà thôi. Có lẽ, người chủ phường có thể vực dậy lần nữa, trên tay cô cũng lên. Trên đường về nhà, Thủy Y Mễ an tĩnh khác thường, đồng nhật xương cũng biết, nội tâm của cô giờ phút này bị đánh thẳng vào, cho nên không có lên tiếng quấy giày cô đang trầm tư. Cho đến lúc vào phòng, Thủy Y Mễ mới đưa tay kéo hắn. Người chủ phường thế nào lại biến thành như vậy? cô thế nào cũng không thể tin được nhà hàng truyền thừa hàng trăm năm lại làm ra những thức ăn mùi vị bình thường như thế kia như vậy thì hôm nay không phải là ngày đầu tiên không có khách không ngờ trừ ăn ra em đối với những chuyện khác cũng nhạy cảm như vậy đông nhật dương ôn nhu cười giống như đây không phải là món chuyện ghê gớm gì đông nhật dương em đang hỏi ngươi chuyện đứng đắn làm sao lại có thể làm ra vẻ như mình không liên quan đến chuyện này vậy Cô tức giận nhìn hắn chằm chằm đây chính là chuyện không liên quan đến anh tiện tay tháo cả vạt ra lười biếng nằm tựa vào ghế mây ngựa chủ phường là do cha phụ trách kinh doanh chứ không phải anh hắn rất bận rộn công việc ở tập đoàn đông thị do một tay hắn phụ trách hắn nào có thời gian ở không mà đòi trông nom một ngựa chủ phường nho nhỏ như vậy nếu như không phải là cha của mình thì hắn đã mặc kệ ngựa chủ phường muốn biến thành cái gì cũng được rồi. Anh, làm sao anh có thể nói như vậy đây? Thủy y mễ đối với hắn, chẳng hề để ý thể vô cùng tức giận. Ngự chủ phường là sản nghiệp được truyền lại từ đời của một đông gia. Nó không phải là tài phú, nhưng nó được lịch sử của đông gia chứng kiến. Làm sao, anh lại có thể không thèm để ý chút nào như vậy? Đông Nhật Sương ngẩn người, nhìn cô tức giận đến nỗi, mặt đỏ lên như lòng đỏ trứng thật lâu vẫn không rời được ánh mắt đi. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn được giáo dục là làm như thế nào để quản lý cả tập đoàn Đông Thị, cho tới bây giờ cũng chưa có xuất hiện qua ba chữ người chủ phường này trong nhận thức của hắn. Đây chẳng qua là nhà hàng nho nhỏ có cũng được mà không có cũng không sao. Vậy mà hôm nay, một cô gái mới gả vào Đông gia, so với bất kỳ một người nào trong Đông gia đều quan tâm đến gia sản Đông Thị trong nháy mắt lại khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Chỉ là một cô gái cao 160cm, nhưng trong xương lại chứa đựng sự nhiệt tình to lớn vì ngự chủ phường, cô cam nguyện đánh đổi hôn nhân của mình. Vì ngự chủ phường, cho dù đối với thức ăn có chút thất vọng, nhưng vẫn còn dõng dạc dạy dỗ hắn. Cảm ơn. Mặc dù không là vì hắn, nhưng hắn vẫn ở tự đáy lòng cảm kích cô. Thủy y mỹ đột nhiên bị hắn kéo vào trong ngực, dựa vào đó yên lặng lắng nghe tiếng tim đập trong ngực hắn không cần cảm ơn cô theo bản năng bật thốt lên ha ha đồng nhật dương cất tiếng cười to cô gái nhỏ này đáng yêu quá đi mất anh đồng nhật dương dịu dàng ôm cô đưa tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mái tóc của cô trước kia đúng là ngựa chủ phường hiển hách một thời nhưng đến thế hệ của ông nội thì thành tựu dần dần xuống dốc rồi ông nội vì khuất trương tập đoàn đông thị trên bản đồ mà dần dần coi thường ngụ chủ phường thế nên nó chỉ kinh doanh sơ sài nhưng là nó dù sao cũng là gia nghiệp tổ truyền có sao thì cũng muốn duy trì được nó cho nên đây cũng là nguyên nhân tại sao nhiều năm như vậy nó ở trong tay ba kinh doanh không tốt nhưng vẫn nhất định lưu lại nó dù chỉ còn lại cái danh tiếng nếu muốn duy trì nó vậy tại sao không tìm ra biện pháp cải thiện nó ngược lại còn mặc cho nó tiếp tục như vậy cô không hiểu như vậy thì kết quả sau cùng chỉ có một chính là tịch thu nó đúng vậy nếu không cải thiện nó thì sẽ tiếp tục đi xuống như vậy đông nhật dương khe khẽ thở dài hiện tại giới ẩm thực cạnh tranh ngày càng kịch liệt nếu như không có sáng ý cùng thức ăn ngon nhất thì sẽ rất khó giữ được khách hàng chú cùng mấy cô của anh có lẽ là cũng đã đề nghị ông nội buông tay ngựa chủ phường, nhưng đã bị ông bác bỏ rồi. Ông nội nhất định là rất trân trọng gia nghiệp tổ tông. Ông không muốn ngựa chủ phường biến mất trong tay mình. Cô khẳng định, không sai, cho nên lần này, ông nội mới có thể ngầm cho phép anh nhúng tay vào chuyện của ngựa chủ phường. Đông Nhật Dương mỉm cười, mà lần này, ngựa chủ phường có cứu được hay không? Tất cả đều dựa vào em. Em biết rồi, còn không phải là dựa vào gạo của nhà em hay sao? Thủy y mễ mặc dù đơn thuần, nhưng không phải là ngu ngốc. Em biết, hắn còn tưởng rằng Thủy già sẽ không nói ra nguyên do đấy cho cô biết. Hừ, em cũng không phải là ngu ngốc. Cô hừ nhẹ nói, em cũng không phải là tuyệt thế đại mỹ nữ, điều kiện của đâu ra các anh so với nhà em mạnh hơn nhiều như vậy, làm sao vô duyên vô cớ lại muốn kết hôn với em đây? ngoại trừ vì gạo của nhà em ra thì không thể còn nguyên nhân nào khác rồi à em không tự tin như vậy sao đông nhật Sương mỉm cười vuốt về mái tóc của cô chẳng lẽ em sẽ không cho là anh bởi vì bản thân em mà cưới em hay sao làm ơn em thể biết rõ bản thân mình cô mắt trợn trắng lên chẳng lẽ con mắt của anh lại mọc trên đỉnh đầu làm sao có thể để ý đến em đây bảo bối lời này cũng không đúng rồi nếu lúc đó anh không phải là coi trọng em, thì còn chấp nhận cưới em sao? Tiếng cười êm ái từ trong miệng hắn bật ra. Anh cũng không phải là tự nguyện. Cô nhíu đôi mải thanh tú. Làm sao em biết anh không tự nguyện? Thủy y mễ từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn hắn. Anh như thế thật sao? Đồng Nhật Dương nhẹ nhàng điểm một cái vào mũi thon thon của cô. Không nói trẻ biết đâu. Đồng Nhật Dương, anh thật đáng ghét. Cô nặng nề đấm vào ngực hắn, sau đó thở phì phò thoát ra. Không để ý tới anh nữa. Nói xong, cô cầm áo ngủ bỏ chạy vào trong phòng tắm. Đồng Nhật Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn cửa phòng tắm đóng chặt. Không biết được, vào giờ phút này, trong lòng mình đang có tư vị gì. Ngay cả hắn cũng không làm rõ được tầm hắn đang có gì thay đổi. Chỉ là hắn cảm thấy càng ngày càng mê hoặc ảnh hưởng của thủy y mễ đối với hắn hình như vượt qua khỏi tưởng tượng của hắn rồi toàn thân đông nhật dương không khỏi run lên một ý nghĩ đáng sợ đành úp vào đầu óc hắn phòng họp cao cấp đông thị hắc thế nào lại uống rượu một mình ông phàm đầy cửa đi vào để nhìn đông nhật dương ngồi một mình một chỗ tới rồi để ly rượu xuống đông nhật dương liếc mắt nhìn bạn tốt thịnh thiên đâu đang trên đường tới Âu Phạm tùy ý ngã vào ghế sa lông, nửa nằm nửa tựa, nhìn hắn. Thế nào? Rất ít khi thấy cậu có bộ dạng này. Trên mặt đông nhật xương lúc này không có bóng dáng của nụ cười thường thấy. Nhưng hắn không chỉ không có nụ cười mà lại còn có một bộ dạng nặng nề. Đây thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đồng đại thiếu gia cũng sẽ có loại cảm xúc đó trên mặt sao? Ha! Bộ dáng bây giờ của cậu thật là quá khả nghi rồi. Âu Phạm hứng thú rồi rào, chăm chú mà nhìn chăm chăm, nhất cử nhất động của hắn. Khẳng định không phải chuyện của công ty, là chuyện trong nhà sao? Cho dù công việc có vấn đề lớn hơn nữa, Âu Phạm cũng chưa từng thấy hắn nhíu lông mày một cái, cho nên hiện tại, bộ dạng nhan nhó này của hắn chắc chắn sẽ không là bởi vì công việc. Vậy, cũng chỉ còn dư lại chuyện riêng rồi. Có gì chuyện trong nhà? Thịnh Thiên vừa vào đến cửa liền nghe thấy âm thanh hưng phấn của Âu Phàm Cậu tới thật đúng lúc, đang đến lúc đặc sắc nhất thì lại tới. Người này đúng thật là may mắn. Cái gì? Thịnh Thiên thắc mắc. Mời xem mặt của Đông Gia Đại Thiếu. Âu Phàm vô trương, chỉ về Đông Nhật Sương. Thịnh Thiên theo hướng đó, nhìn đến chỗ ngồi của Đông Nhật Sương. Rất nhanh đã nhìn ra đầu mối. Cậu có chuyện gì? Thịnh Thiên trực tiếp hỏi Đông Nhật Sương khó khăn lắm mới nhìn thấy hắn uống rượu giải sầu thật là ly kỳ thế nào đông nhật dương nhướng mày ngọn núi nhẹ nhàng nhảy lên hôm nay hai người các cậu thấy hứng thú với chuyện của tớ về sau mặc dù là tớ hẹn các cậu ra ngoài nhưng cậu hôm nay cũng rất khác thường nha âu phàm lạnh lạnh nói vẫn ung dung nhìn chằm chằm hắn không phải là vì cái người mới nhậm chức bà xã của cậu chứ thịnh thiên lớn mật suy đoán ly rượu trong tay đông nhật xương khựng lại giữa không trung mấy giây ngay sau đó nhanh chóng bị đưa đến bên miệng uống một hơi cạn sạch khuôn mặt vốn đang nặng nề giờ lại càng trở nên thâm trầm trong mắt đen ra vào từng tia sáng lạnh thấu xương hồi lâu đồng đại thiếu gia mới chậm rãi mở miệng nói với hai người đang ngồi tò mò nhìn hắn tớ đối với thủy y mễ cảm thấy rất mê hoặc cậu vừa mới nói cái gì Ông Phạm suýt nữa từ trên ghế sa lông rớt xuống. Hắn không phải là nghe lầm đi. Tính cách đông nhật dương xưa nay luôn vững như bản thạch. Giờ này sẽ vì phụ nữ mà đau đầu sao? Người xa lạ lần đầu tiên nhìn thấy đông nhật dương luôn luôn bị nụ cười ôn hòa của hắn lừa gạt. Chủ quan mà cho rằng hắn là người đơn giản, người dễ đối phó. Vì vậy đối với hắn sẽ nới lòng đề phòng cuối cùng bị ăn hết cả xương không kịp oán thán không ai biết đông nhỏ xương mặt ngoài dịu dàng và lương thiện trong xương lại là máu lạnh chết người có thể ra tay với người khác mà không hề áy náy chưa từng có người phụ nữ nào có thể làm cho hắn động lòng ngay cả nhan như năm đó cũng chỉ là một trận gió thổi qua mà thôi nhưng là hiện tại hắn lại đang ở nơi này vì một người phụ nữ mà khổ não hơn nữa còn là vì một cô gái có nét nữ tính bình thường, hoàn toàn không có gì đặc biệt cả. Tại sao cậu nói như vậy? May mà Thịnh Thiên còn có năng lực tự kiểm chế mạnh một chút, tuy không khoa trương giống như Âu Phàm, nhưng ở đáy lòng cũng có kinh ngạc không nhỏ. Cử chỉ của cô ấy luôn là ngoài dự liệu của tớ, mẹ tớ cùng Nguyệt Nha suốt ngày chèn ép, thế mà trong khoảng thời gian vừa qua, cô ấy lại cứ như cá gặp nước, một chút vẻ mặt khổ sở cũng không thấy lộ ra. Đồng Nhật Dương càng nói, càng có chút cảm thấy tức giận. Cả cậu nói xem, thật ra cô ấy nghĩ gì? Hắn thật không tin, lại có một cô gái chậm chạp như thế. Chẳng lẽ cô ấy không cảm nhận được chút nào là đông ra đối xử với cô ấy rất lạnh nhạt sao? Ghê tởm hơn chính là, cả cậu biết vì sao cô ấy đồng ý gả cho tớ không? Đồng Nhật Dương nặng nề để ly rượu xuống, cắn răng nói là vì thức ăn vì thức ăn ở ngựa chủ phường không dễ dàng chuyển ra ngoài là vì ăn nên cô ấy mới gả cho tôi đấy lại là vì ăn đấy cảm thấy ngực đang tràn đầy lửa giận đồng nhật dương lại đem ly rượu lên uống vài hớp thịnh thiên cùng âu phàm nhìn đông nhật dương đang đầy cam phẫn không khỏi bốn mắt nhìn nhau cả hai đều khiếp sợ không thôi nguy rồi người đàn ông này mắc vào lưới tình rồi đồng nhật dương cậu xong đời rồi âu phàm nhìn hắn bằng ánh mắt mờ ám ánh mắt của hai cậu là sao ánh mắt của bạn tốt khiến đông nhật dương nhíu chặt lông mày ngọn núi ý niệm đáng sợ trong lòng lại xông lên đến đỉnh đầu người kia thông minh như vậy không thể nào không biết ý của chúng ta là gì thịnh thiên nghiêm trang trình bày giống như là đang phán tử hình cho hắn không thể nào bỗng dưng đông nhật dương hô lớn tớ làm sao có thể thích cô ấy được thừa nhận đi thôi ông phàm hả hê cười với hắn giống như là bắt được vết thương của hắn phản ứng trực tiếp như vậy nét mặt tức giận như vậy cậu còn dám không thừa nhận thích thủy im lễ sao đồng nhật Sương ngừng giống giận đứng nguyên chỗ không thể nhúc nhích đây là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra cảm xúc của tớ đối với cô ấy có lẽ có chỗ không đúng thật nhưng tuyệt đối chưa thể là thích được nếu như thủy gia không có giá trị lợi dụng thì tớ nhất định không lấy cô ấy đông nhật dương khôi phục tỉnh táo vẻ mặt cứng ngắc lời này là nói cho chúng tớ nghe hay là nói cho một mình cậu nghe thịnh thiên không hổ là đại luật sư vừa há miệng đã làm cho đông nhật dương không phản bác được nhật dương cậu rất rõ ràng nếu như không phải là bản thân mình nguyện ý cưới đông nhật dương như cậu nói cứ coi như thủy gia có lợi cho cả đông gia thì cậu cũng sẽ không lấy cô ấy. Huống chi, chỉ vì một ngựa trù phường nhỏ bé, thì cậu càng không thể nào hy sinh như vậy. Nói một lời chúng tim đen, không chút lưu tình, mà đâm thẳng vào lời giải thích của Đông Nhật Sương. Hắn chưa bao giờ để tình cảm ở trong lòng. Đây không thể nghi ngờ, chính là một quả bom. Có cái gì quan trọng đâu, dù sao cô ấy cũng là vợ cậu, thích là sai sao? Âu Phạm vô tư nói, về sau, cậu đỡ phải đi tìm người khác lời nói này của hắn bị người trong cuộc cùng thịnh thiên quang tới một cái nhìn đầy xem thường ông phàm không thể làm gì khác hơn là đối với bọn họ nhốn vai một cái không cho là điều mình vừa nói có cái gì là không đúng tâm tình trở nên càng buồn bực hơn sau khi đông nhật dương uống cạn ly rượu liền đứng dậy đi thẳng ra phía cửa này cậu muốn đi đâu ông phàm thấy thế vội vàng gọi hắn lại tớ còn có chuyện hai cậu cứ uống đi. Giọng nói lạnh nhạt từ trong miệng hắn bật ra. Cửa đóng lại, Âu Phàm ngẩn ra. Hắc, cậu ta cứ như vậy mà đi sao? Thôi, khó khăn lắm, hắn mới có lúc như thế này, nên thấy may mắn vì trời đã tối rồi. Thịnh thiên nhẹ nhàng lay động ly rượu, từ từ thưởng thức. Âu Phàm suy nghĩ một chút, đồng ý với lời nói của bạn tốt, cũng không có truy cứu thêm nữa, mà tiếp tục uống rượu. Đêm giờ mới bắt đầu. Uống đến say, nên đông nhật xương để tài xế lái xe theo ở phía sau, còn mình thì từ từ đi bộ ven đường. Gió nhẹ từ từ thổi qua, làm cho đầu hắn tỉnh táo hơn không ít. Bất chỉ bất giác, hắn đi đến trước cửa tòa soạn của Thủy Y Mễ. Đáng chết, tại sao bóng dáng của cô ấy lại xuất hiện trước mắt của ta? Trọng mắt đen híp lại, cách đó không xa, có một cô gái cực kỳ giống với cái cô vợ phiền phức kia đang đứng. Xem ra, hắn thật sự say rồi, bằng không, làm sao sẽ nhìn thấy cô đang đứng ở nơi đó đây? Cái cô gái đáng ghét này, thật là âm hồn bất tán. Hắn đã uống say, còn không bỏ qua cho hắn. Đột nhiên, không biết một người đàn ông từ nơi nào chạy ra, nhìn thấy Thủy Y Mễ liền ôm lấy, hưng phấn la to. Ngày cả mơ cũng không nghĩ cô sẽ hồng hạnh xuất tường nhìn vợ mình bị một người đàn ông xa lạ ôm đồng nhật dương trong cơn giận dữ không nói hai lời liền xông lên trước đem hai kẻ đang ôm nhau kia tách ra thủy y mễ em lại dám cùng người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì nữa tỉnh rượu hơn phân nửa đồng nhật dương rốt cuộc biết đây không phải là đang nằm mộng mà là sự thật đang tồn tại à nhật dương thủy y mễ thấy chồng bỗng nhiên xuất hiện cảm thấy rất kinh ngạc. Làm sao anh ở chỗ này, anh uống rượu sao? Mùi rượu nồng nặc từ trên người hắn bay tới, Tùy Y Mễ nhíu nhíu mày. Anh còn muốn hỏi em, đang có chuyện gì xảy ra? Cũng đã trễ thế này, em còn không tan sở, lại còn ở nơi này gặp riêng người đàn ông khác. Lửa ghen đốt cháy rụi mặt nạ ôn hòa thường ngày của Đông Nhật Sương. Hắn bây giờ tựa như bắt được vợ mình đang hồng hạnh xuất tường cùng người khác thật tức giận không dứt. Anh ở đây nói linh tinh gì đó. Thủy y mễ lớn tiếng phản bác. Anh ấy là học trưởng của em, bởi vì đã lâu không gặp, cho nên mới kích động một chút. Vị tiên sinh này, chào anh. Lúc này, người đàn ông đó mới lên tiếng, muốn giải thích. Cầm miệng, tôi không hỏi anh. Đồng nhà xương hung tợn, trừng người đó một cái, sau đó đưa tay bắt lấy cổ tay của Thủy y mễ kéo cô đi về chỗ ô tô đang đậu người đàn ông đó thấy thế muốn tiến lên ngăn lại nhưng bị đông nhật xương nhấc chân cho một đạp ngã lan trên mặt đất đông nhật sương làm sao anh có thể đánh người như vậy thủy y mễ thấy người kia bị đá muốn thoát khỏi sự kiềm chế để đến xem thế nào đáng tiếc cô lại bị đông nhật xương níu chặt lại hắn dùng lực đem cô ném vào trong xe rồi bản thân cũng ngồi vào lái xe hắn lạnh lùng nói với tài xế anh rách cuộc muốn thế nào thủy Y mỹ tức giận hô to với hắn giận hắn không nghe mình giải thích em nói rồi hắn chỉ là học trưởng của em chúng em căn bản là không có cái gì đồng nhật dương không để ý tới cô đang kêu gào đem cô ôm chặt vào trong ngực để cho cô không thể động đậy còn kêu nữa anh liền ở chỗ này muốn em hắn cúi đầu Giống lại ánh mắt cô vẻ mặt cáu kỉnh uy hiếp Thủy y mễ dùng mình một cái Còn người tối tăm của hắn Và xa ánh sáng lạnh lùng mà cô chưa từng thấy qua Trong nháy mắt đó Cô hiểu Hắn nhất định nói được làm được Cho nên thuận theo hắn nói một tiếng ngậm miệng Không dám kêu gào nữa Vừa về tới nhà Đông Nhật Dương không để ý cô đang rẽ rụa Lôi kéo cô Đi về phía phòng hai người Dùng sức đóng sầm cửa phòng lại Rồi đem thủy y mễ Ném lên chiếc giường mềm mại anh muốn làm gì tùy y mễ bị lửa giận trong mắt của hắn hồ sợ không ngừng lui về phía sau cho đến khi lưng dán vào vách tường em cứ nói tiếp đi đồng nhật dương tà mị cười một tiếng bảo bối tối nay anh phải dạy dỗ em thật tốt Thần là vợ của anh thì nên tuân thủ quy củ hắn vừa nói vừa cởi áo sơ mi trên người chỉ chốc lát sau hắn liền toàn thân trần chuồng giống như một con báo mà chậm rãi đi về phía nàng không em không muốn như vậy cô liều chết lắc đầu cô không cần dưới tình huống như thế này cùng hắn xảy ra quan hệ không phải do em quyết nói xong hắn cúi người xuống đem cô đè dưới thân bàn tay dùng sức giữ chặt cái đầu đang không ngừng dãy ruộng của cô môi mỏng không chút khác khí hôn môi của cô dùng sức cắn môi dưới của cô một chút như trừng phạt ừm phương thức thô bạo của hắn làm hỏng thủy y mễ rồi muốn cô cố gắng tránh sự trói buộc của hắn nhưng là hơi sức của cô cuối cùng vẫn đánh không lại sức đàn ông nhất là người đàn ông đang nổi giận đầu lưỡi nóng rực chui vào cái miệng mềm mại chạm vách tường của cô lật khuấy bên trong mùi rượu trong miệng hắn làm cho mặt của thủy y mễ khẽ hồng mãnh liệt mút vào cái lưỡi thơm tho của cô hai cánh môi động chạm phát ra tiếng trách trách. Hồi lâu, Đông Nhật Dương mới buông đôi môi đã sớm sưng đỏ của cô ra. Hư, bàn tay dùng sức cởi bỏ y phục trên người cô, vứt vào góc phòng. Đứng, Nhật Dương, anh đứng như vậy. Thủy Y Mễ hoảng sợ nhìn hắn, đưa tay muốn kéo chăn qua để che kín thân thể trần trùi. Bảo bối, chậm rồi. Lời nói từ trong miệng đông Nhật Dương, từ từ phun ra. Bàn tay phủ lên ngực đầy đạn mềm mại, dùng sức vi bóp ư a à. từ trong ngực chuyển tới từng trận đau nhói nhưng lại khiến cô không khỏi khoái cảm ư ừ, đừng Đồng nhật xương không để ý đến lời cự tuyệt của cô lòng bàn tay dùng sức ma sát để ngũ hồng hồng khiến chúng nó trong tay hắn từ từ trở nên cứng rắn vốn là phản kháng tùy y mễ từ từ chuyển thành thuận theo ngoan ngoãn mặc cho hắn giở trò nói tối nay tại sao cùng người đàn ông kia ôm ấp vừa nghĩ tới lúc chiều nhìn thấy một màn kia đồng nhật dương hận không thể đem tên kia cho ngũ mã phanh thay hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình thì ra cũng có một mặt như vậy tất cả đều là do cô gái phía dưới này em không có trên đường trở về đã giải thích với hắn rồi nhưng hắn vẫn không tin là học trưởng đột nhiên tìm đến cô mà hừ cái miệng nhỏ này không thành thật hắn lại thô bảo hôn môi mềm của cô dùng sức khẽ cắn a à, đau thủy mễ không ngờ hắn cắn thật Đồng nhật dương anh nổi điên cái gì đấy chảy máu rồi cô dùng sức đánh vào ngực hắn tỏ vẻ kháng nghị đây là do em trừng phạt Đồng nhật dương bắt tay của cô bá đạo hôn cô mút hết máu trong miệng cô Ừ, em không muốn cô liều chết nghiêng đầu sang chỗ khác né tránh nụ hôn của hắn. Cô không thích đông nhà xương thua bạo như vậy, giống như là coi cô đối tượng để phát tiết. Cô không muốn dưới tình huống như thế, cùng hắn xảy ra quan hệ, không muốn. Em cho rằng, lời nói của em có trọng lượng sao? Bàn tay dưới chặt cằm của cô, để cho cô nhìn thẳng hai mắt của hắn. Bảo mối, em không có. Hắn cúi đầu hung hăng hôn cô, đầu lưỡi ép buộc cô hé miệng, Tham tiến vào cùng với cái lưỡi thơm to của cô dây dưa mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt tràn ngập trong bọt nước của hai người khoảng miệng tràn đầy hơi thở nồng nặc của nhau Ừ. cô càng rẽ rủa đông nhật dương hôn càng hung ác môi lưỡi hai người vẫn đang tiếp tục tranh tài với nhau nụ hôn từ dịu dàng dần dần chuyển thành nóng bỏng lý trí của thủy im Mễ dần dần bị ném ra sau ót ý định trừng phạt của đông nhật dương cũng bắt đầu thay đổi lưỡi cùng lưỡi quấn quanh chơi đùa nhau, giống như vừa rồi không hề xảy ra tình huống ác liệt, mạnh mẽ đó. Sáng sớm, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót thanh thúy, cảnh thức người đang ngủ say dậy. Thủy y mễ chậm rãi mở hai mắt, toàn thân đau nhức như bị xe cán qua, nhắc nhở cô nhớ lại sự điên cuồng khác thường của Đông Nhật Sương tối hôm qua. Cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, chỗ nằm lạnh ngắt cho biết chủ nhân đã rời đi từ lâu. Lòng cô bỗng trầm xuống, cảm thấy mất mát cùng chua xót. Tại sao có thể như vậy? Từ trước đến giờ, cô luôn là người rất đơn thuần, chưa từng có trường hợp vì tình cảm mà suy nghĩ. Thứ có thể làm cho cô hao tâm tổn trí chỉ có thức ăn. Không biết từ khi nào thì vị trí của Đông Nhật Sương trong lòng cô càng ngày càng quan trọng. Tần số xuất hiện của hắn ở trong đầu cô cũng càng ngày càng nhiều. Cô mơ hồ cảm thấy địa vị của hắn sắp vượt qua thức ăn rồi thậm chí có thể đã vượt qua thức ăn chỉ là cô chưa từng nghiêm túc đối mặt với vấn đề này thôi bộ dạng tức giận của hắn tối hôm qua thật dọa cô giật mình từ lúc biết hắn đến bây giờ cô chưa từng thấy hắn nóng nảy như thế mặc dù hắn luôn có một dạng lịch sự nho nhã tự thái đối mặt với mọi người nhưng trực giác nói cho cô biết mỉm cười chẳng qua là mặt nạ của hắn còn người thật của hắn chắc chắn là một kẻ nguy hiểm. Vậy mà từ lúc kết hôn đến bây giờ, hắn đối với cô không thể nói là quá tốt, nhưng cũng chưa từng có tức giận ngút trời như tối hôm qua. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Thủy y mễ vỗ chán la lên, còn chưa có biết nguyên nhân vì sao Đông Nhật Sương tức giận với cô. Nằm ở trên giường hồi lâu, cô mới vén chăn lên, từ từ xuống giường. Chịu đựng cả người chua xót đau đớn, mà bước đến phòng tắm thì ra đồng gia thiếu phu nhân có thân thể cao quý như thế tất cả mọi người rời giường chỉ có cô vẫn còn tiếp tục cùng chu công công nói mộng đồng nguyệt nha liếc thủy y mễ đang xuống lầu chê cười nói mẹ đông ngồi bên cạnh con gái sắc mặt cũng không thoải mái hơn chỉ là bà thân là một tiểu thư đài các cho nên không có nói ra lời khó nghe như con gái thôi thủy y mễ không có lên tiếng chống đối đầu cúi thấp nhận sai mẹ thật xin lỗi còn dậy trễ ừ mẹ đông lạnh lùng trả lời tuy nói đông ra không có quy củ buổi sáng phải dậy sớm tỉnh an bố mẹ chồng nhưng thân là vợ người ta lại luôn dậy trễ như vậy cũng thật là quá không ra cái gì rồi trong khoảng thời gian này thủy y mễ vì vội công việc nên thường thức đêm để viết kịp các bình luận cho nên thường xuyên dậy trễ mà vừa lúc bị họ bắt được cái chuôi lấy ra vặn vẹo khiến cô có muốn thanh minh cũng khó. Giờ phút này, cô cảm thấy uất ức xưa nay chưa từng có, một cỗ chua xót sông lên đầu, lỗ mũi cảm giác ê ẩm. Ơ, ờ, mẹ tôi mới nói cô một câu, cô liền rơi nước mắt, là cố ý sao? Nhìn Thủy Y Mễ cúi đầu rơi lệ, bộ dạng đáng thương, Đông Nguyệt Nha cau mày, lớn tiếng châm chọc. Chân mày mẹ đông nhíu chặt, giống như hành động im lặng của Thủy Y Mễ đối với bà là đang có ý chống đối, khiến bà ghét Thủy Y Mễ hơn. Nếu như không muốn ở cùng chúng tôi, cô tự dọn ra ngoài đi. Thật xin lỗi. Giơ tay lên lau nước mắt, Thủy Y Mễ không để ý tới lễ phép, quay người bỏ chạy ra cửa. Mẹ xem, thái độ của cô ta xem. Đồng Nguyệt Nha chỉ bóng lưng Thủy Y Mễ, tức giận tố cáo với mẹ mình. Hừ, cô ta thật sự coi mình là đâu ra đại thiếu phu nhân hay sao? mà có thể vô pháp vô thiên như vậy. Tốt lắm, chờ anh trai con về rồi hãy nói. Từ trước đến giờ, bà luôn lấy con trai ra làm chồng. Mẹ đông ngăn lời oán trách của con gái lại, sau đó cũng quay người đi lên lầu, trở về phòng đọc sách của mình. Đồng Nguyệt Nha không thể làm gì khác hơn, là tức giận nhìn mẹ rời đi, cái gì cũng không làm được. Đáng ghét, vì không thể để ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho cô ta biết khó mà lui. Thủy y mễ ở trong mắt cô, căn bản là không xứng với anh trai cô. Đông Nguyệt Nha đầu óc không ngừng chuyển động, các loại ý tưởng bắt đầu hiện lên. Cuối cùng cô nghĩ ra một biện pháp đảm bảo hữu hiệu tuyệt đối. Tin tưởng cái biện pháp này nhất định có thể khiến Thủy y mễ xấu hổ. Nghĩ đến đây, Đông Nguyệt Nha không khỏi dương dương tự đắc. Thủy y mễ sau khi hoảng hốt chạy ra khỏi đông ra, liền có một chút hối hận. Vốn là mẹ chồng cùng cô em chồng cũng không thích cô, hôm nay cô không lễ phép như vậy, chắc hẳn họ càng ghét cô hơn. Ai? Tùy tiện tìm một chỗ ở ven đường ngồi xuống, Thủy y mễ không khỏi thở dài một hơi. Lạc quan sáng sủa như cô hôm nay cũng biết than thở, tại sao lại như vậy đây? Cô không dám nghĩ tiếp, rất sợ nếu tiếp tục tìm tòi, sẽ lấy được kết quả không như mình muốn. Thủy Tiểu Mễ, đầu óc của cậu không thích hợp, nghĩ những vấn đề phức tạp như thế. Rõ ràng là cậu yêu Đông Nhật Dương. Lời nói của sở đan thanh không ngừng vang lên trong đầu Thủy Y Mễ. Ngày từ mấy ngày trước, cô đã bắt đầu phiền não chuyện tình cảm với Đông Nhật Dương rồi. Khi đó, cô còn ngây thơ đi hỏi bạn tốt sở đan thanh là chuyện gì xảy ra ai ngờ bạn tốt nói cho cô biết một đáp án vọng trời cô yêu đông nhật sương lúc ấy cô còn chẳng hề để ý mà nói không thể nhưng là bây giờ cô lại không có dũng khí lớn tiếng thanh minh cho bản thân nói cô không thương đông nhật sương thật ra thì cô hiểu rất rõ ràng đông nhật sương trong lòng mình có vị trí càng ngày càng quan trọng chỉ là mình không muốn thừa nhận thôi sâu trong nội tâm đúng là vẫn còn có một tự ti cho nên không muốn thừa nhận mình không xứng với người đàn ông yêu tú như vậy. À, vẫn là không lừa được mình. Nghe giọng tự diễu nói, ý tưởng lừa mình dối người, cuối cùng vẫn tan biến. Hốc mắt sưng đỏ, lại lần nữa đang lên nước mắt, một giọt một giọt rớt xuống đất. Từ khi cô kết hôn đến bây giờ, những người bên cạnh luôn không ngừng nhắc nhở cô, cô cỡ nào không xứng với đông nhật xương. Trước kia, cho là mình sẽ không yêu người đàn ông kia, Ai ngờ, người định không bằng trời định vẫn không thể nào tránh được mị lực của hắn. Nguyên nhân chính là như thế. Cô bây giờ mới có thể để ý đến lời nói của người khác. Cô hy vọng có thể xứng với Đông Nhật Dương, có thể cùng hắn ở chung một chỗ. Thủy ra ở trong mắt người khác chính là không thoát khỏi được cái biệt hiệu nhà giàu mới nổi. Cùng đông gia kết thân, càng thêm lý do để trở thành chủ đề đàm tiếu của tất cả xã hội thượng lưu. Ngay cả chính cha mẹ của cô cũng cảm thấy là cô với cao. Cho nên, làm sao còn có thể ảo tưởng hắn có một ngày sẽ yêu thương mình. Làm sao có thể... Nén nước mắt ngập tràn hai mắt, có thể hiểu hết tình cảm của mình bây giờ. Thủy y mễ đau lòng đến không thể thở nổi. Dừng xe. Khóe mắt đông nhật dương thoáng nhìn, trong lúc vô tình lại nhìn thấy trên ghế ven đường có người đang ngồi. Tầm cả kinh, không nhịn được liền kêu to bắt tài xế dừng xe ông chủ tài xế theo bản năng đạp phanh lại quay đầu nhìn về chỗ ngồi phía sau đồng nhật dương căn bản không có để ý tới tài xế đang kêu lên trực tiếp mở cửa xuống xe cách nơi cô ngồi không thấy 3 mét thì hắn dừng lại nhìn cô một mình ngồi ở trên ghế dài thân hình cô đơn yên lặng rơi lệ đồng nhật dương cảm thấy có một cảm giác nhoi nhói không thể tả bằng lời được Nhéo tìm hắn đau từng hồi, lại từng hồi. Một hồi lâu, hắn rốt cuộc không nhịn được mà bước lên trước. Tại sao một mình ngồi ở chỗ này? Hắn không có hỏi cô vì sao lại khóc. Thủy Y Mỹ đang cúi đầu khóc, đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu truyền đến giọng đàn ông quen thuộc, cô theo bản năng ngẩng đầu lên. "Anh, thế nào ở nơi này?" Trả lời vấn đề của anh trước đã khuôn mặt hòa không tự chủ biến thành lạnh băng cứng rắn yêu cầu cô trả lời vấn đề của mình không có cái gì cô không muốn đem chuyện xảy ra buổi sáng nói cho hắn biết ấp ấp úng úng đồng nhật dương làm sao có thể tin tưởng lời của cô vườn tay đem cô từ trên ghế kéo lên nói thật trong mắt đen nhìn thẳng vào đáy mắt cô không cho phép cô trốn tránh thủy y mễ ngẩng đầu nhìn hắn một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng tối hôm qua tại sao lại làm vậy với tôi em là vì chuyện tối hôm qua nên mới tới nơi quỷ quái này ngồi khóc sao nghĩ tới đây âm điệu trầm ồn của đông nhật sương không khỏi đề cao tôi vì cái gì có quan trọng không thủy im mễ bi thương cười một tiếng chẳng giọng nói đều là tự diễu đông nhật sương thấy trên mặt cô mang vẻ sầu bi trong lòng càng thêm ái náy giang hai cánh tay ra đem cô ôm vào trong lòng thật xin lỗi đây là lần đầu tiên đông nhật dương hắn nói xin lỗi với người khác hơn nữa còn là với phụ nữ tại tối hôm qua anh giận nên điên cho nên mới tổn thương em như vậy tiểu mễ thật xin lỗi hắn ôm chặt lấy cô ở bên tai cô nhẹ giọng nói xin lỗi hắn ngay từ lúc mới tỉnh dậy đã cảm thấy vô cùng hối hận sợ ở lúc cô tỉnh dậy sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận cho nên mới phải vội vã rời đi cô tựa vào trong ngực hắn rồi của không nhịn được mà lớn tiếng khóc đem toàn bộ uất ức theo nước mắt đi ra ngoài ô đôi tay đông nhật dương vẫn ôm chặt để cho cô trong ngực hắn khóc thút thít thật xin lỗi thật xin lỗi bảo bối anh ghét tại sao có thể đối với em như vậy đây bàn tay nhỏ bé đánh thẳng vào ngực hắn đã nói chẳng qua hắn chỉ là học trường đã không gặp mặt của ta anh thế nhưng không tin lời của em chôn mặt ở trong ngực hắn mà làm nhảm không ngừng tâm trạng buồn tuổi cũng dần dần giảm bớt cho đến lúc cô cảm thấy mệt mỏi âm thanh mới từ từ biến mất chỉ còn dư lại tiếng nức nở nho nhỏ đều là do anh không đúng đồng nhật dương khẽ hôn đỉnh đầu cô dịu dàng nói tối ngày hôm qua là do anh bị ghen tị làm cho mê muội đầu óc mới có thể làm ra chuyện thương tổn em anh là đang ghen phải không thủy y mễ vội vàng từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên vội vàng hỏi bị cô nhìn khiến hắn có chút ít lúng túng đồng nhật dương không được tự nhiên rời ánh mắt đi hướng khác lắp bắp nói chỉ là có chút tức giận mà thôi đại nam nhân chủ nghĩa để cho hắn ngượng ngùng thừa nhận hừ có chút tức giận là cứ đối xử với cô như vậy nghĩ lờ cô sao rõ ràng là ăn một mình lớn dấm, còn dám lấy lý do hời hợt như vậy vốn là tâm tình đang rát rối giờ lập tức giác ngộ cô cười đến đắc ý không thèm sao đo tối hôm qua hắn hành hạ thân thể như thế nào nữa đồng nhật sương cúi đầu nhìn thấy cô cười vui vẻ đường cong trên khóe miệng lại xuất hiện tâm tình cũng khá hơn không ít bảo bối vậy còn em đối với anh là cảm giác gì hắn đã bỏ xuống mặt mũi mà tỏ tình với cô rồi cô lại càng không thể làm đà điều tiếp tục trốn tránh em có thể có cảm giác gì thủy y mễ đỏ mặt ấp úng né tránh thủy y mễ đồng nhật dương vỗ vào cằm của cô ép buộc cô ngẩng đầu nhìn thẳng đáy mắt của hắn không cho em trốn tránh. Thủy y mễ nhìn vào gương mặt đỏ bừng của hắn, bị ánh mắt nóng bỏng của hắn đốt cháy. Cuối cùng, cô đỏ mặt nhỏ giọng trả lời, em thích anh. Nói quá nhỏ rồi, anh không nghe thấy. Đồng Nhật Dương nhìn cô thật chăm chú, không hề buông lòng. Em yêu anh. Thủy y mễ nhắm mắt lại, hô to với hắn. Người đang đi lại trên đường đều dừng bước, nhìn về phía cô thì y mễ vừa mở mắt ra liền nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này không khỏi kêu một tiếng rồi trốn vào trong ngực của hắn ha ha đồng nhật sương vui vẻ cười to tuyệt không quan tâm tới ánh mắt của người đi đường đồng nhật sương chúng ta muốn tiếp tục đứng ở trên đường cái thảo luận vấn đề này sau giọng nữ buồn buồn từ trong lòng hắn chuyển tới đồng nhật sương biết cô xấu hổ liền đưa tay bế cô lên đi về phía xe đang đậu bảo bối tiểu y mễ em nên giảm cân đi thôi hắn cười chiều chọc cô vợ nhỏ trong ngực mình cửa xe vừa đóng vào thủy y mễ liền đẩy hắn ra thở phì phò trừng hắn anh là chê em mập sao vốn là cô đã để ý đến vóc dáng của mình rồi giờ lại nghe chồng nói như vậy trong lòng cảm thấy vô cùng oán giận đồng nhật dương lại kéo cô trở về trong ngực anh chê em lúc nào vậy sao vừa rồi anh còn nói em phải giảm cân. Phụ nữ đối với vấn đề này luôn rất nhạy cảm. Bà xã, mới vừa rồi là anh nói sai rồi. Anh thích em như bây giờ, ông thấy thịt mềm nhũn, cực kỳ thoải mái. Đồng Nhật Sương vô cùng hối hận vì bản thân mới vừa rồi thuận miệng nói ra câu kia. Phụ nữ đều rất nhỏ mọn. Hừ, thật không ghét bỏ vóc người mập mạp của người ta sao? Anh mới vừa rồi là đùa giỡn, huống chi em tuyệt đối không mập. Lời này của hắn xác thực không có nói láo. Tùy y mễ, chỉ là so với những cô gái khác thì có đầy đạn hơn một chút, không thể gọi là mập được. Thật, phụ nữ chính là thích liên tục xác nhận. Thật, nói xong, đông nhật xương nhanh chóng cúi đầu, ngậm đôi môi nhỏ đang muốn nói chuyện của cô, đem lời nói của cô, tất cả đều nuốt vào trong miệng. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở nơi này, tranh luận mãi về một vấn đề nhàm chán một chút ý nghĩa cũng không có buổi tối hôm đó mọi người trong đông gia kinh ngạc nhìn đông nhật Sương dắt tay tùy y mễ trở lại hơn nữa để cho bọn họ một nhà rất hết mắt kiếng chính là thái độ của đông nhật Sương, là nụ cười xuất phát từ trong tâm là hài lòng vui sướng trời ạ à, rồi cuộc là hắn ta đụng phải cái gì a à? trên dưới đông gia đồng thời ở trong đầu cũng hiện lên một vấn đề thế nào? Đông Nhật Dương tâm tình thật tốt, cười hỏi khi thấy người trong nhà, mắt đều là kinh ngạc. Ha, không có việc gì. Bà Đông lên tiếng trước tiên, cười ha hả đáp. Ông rất là hài lòng với tình huống như thế. Ăn cơm chưa? Chúng con ăn ở bên ngoài rồi. Đông Nhật Dương khóe mơ mỉm cười. Anh, không phải là anh vẫn đang ở công ty làm việc ư? Thế nào, lại đi cùng với cô ta? Đồng Nguyệt Nha không biết lớn nhỏ mà chất vấn. Đồng Nguyệt Nha, em vừa mới nói cái gì? Cô ấy là chị dâu của em. Từ nay về sau, tốt nhất là em đừng để cho anh nghe thấy em mà nói vô lễ với cô ấy nữa. Đồng Nhật Dương tắt hẳn nụ cười trên môi, lạnh lùng nói. Nhưng... Đồng Nguyệt Nha còn muốn nói thêm thì mẹ Đông kịp thời ngăn lại. Nguyệt Nha, cần mới nói vài câu đi. Mẹ Đông nói khẽ với con gái không nên chọc cho anh con tức giận. Không có chuyện gì. Thủy yên lễ kéo nhẹ ống tay áo hắn, dịu dàng nói nhỏ. Mẹ tốt nhất nên trông coi nó, nếu cứ như vậy, sợ rằng về sau, sẽ không ai dám cưới nó đâu. Đồng Nhật dương hờ lạnh một câu, sau đó lôi kéo tay của vợ, trực tiếp lên lầu. Mẹ xem, anh vì cô ta mà nói con như thế. Đồng Nhật Nha tỏ vẻ đáng thương với mẹ mình. Được rồi, chuyện này nói tới đó thôi mẹ đông khuyên con gái không nên làm khó thủy y mễ nữa. Trông thấy thái độ vừa rồi của hắn, bà đã biết rõ ràng, hắn đã nhận người vợ này của mình rồi. đã như thế thì người mẹ như bà còn có thể nói được gì nữa chứ? Nguyệt Nha còn đã nghe mẹ nói rồi đấy, mà kể trong thời gian qua còn có những ân oán gì với y mễ, hay còn có không thích con bé, thì cũng quên hết đi. bà đồng hiếm lắm mới ra lệnh cho con gái, biết chưa? không còn không muốn đồng nguyệt nha nhìn thấy người nhà tất cả đều bênh vực cho thủy y Mễ. không khỏi càng thêm căm tức còn rất ghét cô ta tạo xong cổ tức dần xông về gian phòng của mình dùng sức đóng sầm cửa phòng lại đứa nhỏ này làm sao vậy bà đông không hiểu nhìn về phía vợ rốt cuộc nó với thủy y mễ có thâm thủ đại hận gì sao lại ghét con bé đến vậy ai Mẹ Đông bất đắc dĩ thở dài một cái. Tôi cũng không rõ lắm. Bà Đông không thể làm gì mà lắc lắc đầu, sau đó nghiêm túc nhìn về phía vợ mình. Bà xã, bà tiếp nhận y mễ rồi hả? Tôi còn có thể phản đối sao? Thái độ của con trai cứng rắn như vậy. Tôi không thích vì nó không phải là nàng dâu lý tưởng của tôi. Nhưng nếu sau này nó có thể thay đổi thành hợp ý của tôi, thì bây giờ tôi sẽ thử tiếp nhận bà xã thật ra thì con bé cũng không có gì là không được đơn thuần sáng sủa vừa xứng với con trai quỷ kế đa đoan của chúng ta còn gì tóm lại trong thời gian ngắn tôi sẽ rất khó tiếp nhận mẹ đông bày ra một bộ dáng khó có thể tiếp nhận bà a chính là muốn đòi hỏi quá nhiều ban đầu không phải là bà nói nhà như chính là con dâu lý tưởng của bà sao nhưng đến cuối cùng thì sao cô ta đã bỏ rơi nhật dương đấy thôi Bà Đồng không nhịn được mà nhắc tới kẻ nam đó cùng con trai yêu đương, cuối cùng lại bỏ rơi con trai ông. Nhắc tới chuyện này, mẹ Đồng tựa như ăn phải Hoàng Liên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ban đầu, bà rất coi trọng Nhan Như, không ngờ con trai lại bị cô ta bỏ rơi, còn đi khắp nơi rêu ra rằng con trai bà bị người ta vứt bỏ. Chuyện này cũng làm cho bà trở thành đề tài nói chuyện của mấy vị quý phu nhân rảnh rỗi lúc trả dư tử hậu, khiến bà suốt một thời gian dài, không dám ra khỏi cửa. Đang yên đang lành, tại sao muốn nhắc tới cô gái kia? Mẹ đông cau mày không vui nói. Tôi là nói cho bà biết, thay vì tìm nàng dâu lý tưởng, còn không bằng cô con dâu, mà con trai mà thương yêu. Bà đồng ý vị sâu xa, giảng đạo lý cho vợ. Mẹ đông trầm mặc không nói, nghĩ tới lời nói của chồng. Tôi sẽ thử tiếp nhận nó, mẹ đông cuối cùng cũng mở miệng bảo đảm nói bà đông không tiếp tục nói thêm gì nữa ông biết đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của vợ ông rồi mà lúc này đồng nghiệp nha đang ngồi trong phòng mình càng cả nghĩ càng tức giận kéo ngăn kéo ra lấy ra một cái danh thiếp dựa theo con số danh thiết đồng nghiệp nha thở bấm hello chỉ chốc lát sau bên đầu kia điện thoại vang lên âm thanh của một cô gái đồng nguyệt nha nắm chặt ống nghe đang dùng dằng xem có nên nói chuyện hay không xin chào giọng nữ lần nữa chuyển đến chị nha như là em nguyệt nha đồng nguyệt nha rốt cuộc mở miệng nhẹ giọng nói với người trong điện thoại nguyệt nha cô gái kia kinh ngạc không thôi thật là em sao đã lâu không gặp em có khỏe không chị nha như chị ở nước mỹ có khỏe không đồng nguyệt nha khách khí hỏi thăm à vẫn thế cả thôi chị mới đi làm về chị nha như chị bây giờ có bạn trai chưa đồng nghiệp nha vẫn là đem lời muốn hỏi nhất nói ra ngoài em sao lại hỏi cái này điện thoại đầu kia cô gái rõ ràng ngẩn người một chút anh ấy kết hôn rồi đồng nghiệp nha đem tin tức quan trọng này nói cho cô biết nhưng là kết thân đối phương không có nói gì chỉ là nghe chị nha như nếu như chị vẫn thích anh ấy vậy thì trở lại đoạt anh ấy lại đi đồng nguyệt nha động viên cô mặc dù em không biết chị tại sao lại bỏ rơi anh ấy nhưng em tin tưởng chị còn là yêu anh hồi lâu cô gái ở đầu điện thoại bên kia mới mở miệng nguyệt nha em tại sao lại muốn chị phá hoại hôn nhân của anh trai em cô gái kia căn bản không xứng với anh trai em đã mập lại còn chỉ biết ăn đồng nguyệt nha căm giận nói À, hình như là em đối với cô ấy hơi bất mãn. Cô gái nói với ngữ điệu nhẹ nhàng, làm cho người ta nghe không xa. Cô là vui hay là sần? Thì thái độ của anh em thì sao? Hắn thích cô gái ấy sao? Dĩ nhiên không thích. Anh ấy là một người kiêu ngạo thế kia. Làm sao sẽ thích một cô gái bị buộc kết thân đây? Đồng Nguyệt Nha nhắm mắt nói láo. Nguyệt Nha, cảm ơn em đã nói cho chị biết những chuyện này. Đề nghị của em chị sẽ suy nghĩ. Cô gái tỉnh táo nói, chị nhan như sẽ trở về chứ. Đồng Nguyệt Nha cẩn thận, từng ly từng tí hỏi, chị nhất định phải trở lại, em ủng hộ chị dành lại anh. Ok, chị biết rồi. Cô gái khẽ cười một tiếng, chị cúp máy đây, hẹn gặp lại. Đồng Nguyệt Nha cúp điện thoại, trong lòng vẫn là có chút không xác định. Cô hy vọng, nhan như trở lại đuổi thủy y mễ kia đi, nhưng lại sợ hãi, nếu bị anh trai biết chuyện này là do cô làm, vậy thì xong đời. Trong lòng dùng rằng dối rắm, mới vừa rồi nhất thời xúc động gọi điện thoại cho Nhan Như, rốt cuộc là có sai hay không đây? Cô nằm vật ra giường, kéo chăn che kín đầu, muốn ngăn cách vấn đề đau đầu này. Mà cũng trong lúc đó, Thủy Y Mễ vừa trở về phòng, đã bất mãn nhíu nhíu mày với chồng. Vừa rồi, anh không nên nói như vậy với Nguyệt Nha, làm tổn thương người ta quá đáng nó nói em như vậy thì không làm tổn thương em sao đồng nhật dương kéo cô cùng ngồi xuống ghế chỉ có em ngu ngốc thôi vẫn còn ở đây ngay ngốc giúp nhà đầu kia nói chuyện dù nói thế nào cô ấy cũng là em gái anh lại vừa là bạn học em không cần nói cô ấy nặng lời như vậy bản tính thiện lương của thủy y mễ lại phát huy phải vô cùng tinh tế em nhà thật là cô bé ngốc nhẹ nhàng véo cái mũi thon của cô. Anh là đang quan tâm đến em đấy. Nếu về sau nó ngoan ngoãn tôn trọng em, thì anh sẽ không trách cứ nó nữa. Nhật Sương, anh thật tốt. Thủy y mễ ngủ ngốc, hề hề mà nói với hắn. Tình hình như bây giờ, cô không có chút nào giống như đan thanh nói là tiếu diện hổ. Hả? Đồng Nhật Sương mỉm cười, nhìn về phía cô. Đan Thanh là bạn của em sao? Cô ấy nói anh là tiếu diện hổ. Đúng vậy. Cô gái ngốc ngoan ngoãn gật đầu. Đoàn Thành là bạn tốt của em, lại rất xinh đẹp. Vào hôm chúng ta kết hôn, em có mời cô ấy. Cô ấy nói anh có bề ngoài ôn thuần dễ gần, nhưng thực tế lại là hồ ly xả hoạt, rất khó sống chung. Xem ra, cô ấy tuy đần đần, nhưng lại rất biết kết giao bạn bè. Đồng Nhật Dương tuyệt không quan tâm người khác đánh giá hắn thế nào trừ cô ra vậy em cho rằng anh thật sự như thế sao ha ha thủy y mễ trột dạ cười gượng hai tiếng sau đó ngoan ngoãn mà trả lời hắn em cũng cho rằng anh là một người rất khó chung sống cũng là một người đàn ông nguy hiểm đồng nhỏ xương không có tức giận ngón tay đùa bỡn đôi tóc của cô không chút để ý hỏi tại sao lần đầu tiên em gặp anh là ở phòng ăn anh có nhớ không? Người đàn ông đang chơi đùa với tóc, rất vui vẻ gật đầu một cái. Thủy y mễ tiếp tục nói, mặc dù trên mặt anh mang nụ cười, nhưng trong ánh mắt của anh, một chút nụ cười cũng không có, ngược lại, lại có chút lạnh lùng. Cô đơn thuần thẳng thắn, đem ấn tượng đầu tiên đối với hắn nói ra. Khi đó, em cảm thấy rằng, anh nhất định là kẻ nguy hiểm, nên tránh xa anh một chút mới phải. Bỗng dưng, Đồng Nhật Dương ôm chặt cô vào trong ngực, giọng nói thầm trầm vang lên. Vĩnh viễn đều không cho phép cách xa anh, biết không? À nhà, em là nói lúc ấy, chứ không phải là hiện tại. Tựa vào ngực của hắn, cô nũng nịu nói. Hiện tại, thật không muốn cách xa anh. Hắn cúi đầu, ngậm vành tay mượt mà của cô, mập mờ hỏi. Anh, không được làm loạn. Cô nhẹ nhàng đầy ngực của hắn ra, lấy tay đè lại ngực để tránh nhịp tim quá nhanh mà hít thở không thông. Ha ha! Nhìn thấy cô ngượng ngùng, bộ dáng đáng yêu, đồng nhật dương không nhịn được cười to. Cô gái này luôn là có thể ngoài ý muốn lấy lòng hắn. Anh dễ cợt em. Thủy y mễ tức giận, nện một phát lên ngực hắn, quay đầu nơi khác. Không để ý tới anh nữa. Bà xã, anh sai rồi. Đồng Nhật Dương ôm cô, giả bộ đáng thương nhận lỗi đừng không để ý tới anh nha đây là lần đầu tiên thủy y mễ nhìn thấy hắn vô lại như vậy hừ về sau không cho phép giễu cợt người ta nữa cô tức giận đến đỏ bừng hai gò má tuần lệnh bà xã đại nhân đồng nhật dương hướng cô chào một cái sau đó đem cô bế lên anh muốn làm gì thủy y mễ giật mình vội vàng ôm cổ của hắn bà xã chúng ta cùng nhau tắm uyên ương thôi hắn mập mờ đá lông nheo với cô trêu đùa nói a à, thủy y mễ còn chưa có kịp phản ứng liền bị hắn ôm vào phòng tắm đóng cửa lại ngăn cách tiếng quát tháo nhiệt tình bên trong thủy y mễ đang vùi đầu đánh bài bình luận đột nhiên bị đồng nghiệp vỗ vào bả vai một cái chuyện gì cô từ máy tính ngẩng đầu hỏi đồng nghiệp trước mặt tốt nhất là cô nên có chuyện quan trọng bên ngoài có người tìm cô nữ đồng nghiệp bất đắc dĩ nhún nhún hai vai chỉ chỉ ngoài cửa thủy y mễ buồn bực dừng công việc lại đi ra ngoài đi ra hành lang nhìn chung quanh một chút không có phát hiện gương mặt quen thuộc nào cô chính là thủy y mễ phía sau cô đột nhiên vang lên một âm thanh xa lạ thủy y mễ xoay người lại thấy đứng trước mặt là một người mặc váy dài rất sống tiền nữ cô là tôi tên là nhan như không biết cô có thời gian hay không cùng tôi uống một ly cà phê người đẹp ánh mắt kín đáo cười một tiếng à được Thủy y mễ ngây ngốc quạt đầu sau đó bác chỉ bắt chị bắt giác đi theo người ta đi tới quán cà phê bên cạnh công ty tôi hình như không biết cô hiện tại mới nghĩ đến vấn đề này không khỏi trần trừ à cô thật đáng yêu nhan như cười quan sát người đối diện xem ra đây đúng là cô gái ngu ngốc cảm ơn vì y mễ ngại ngùng gãi gãi đầu cô cũng thật xinh đẹp nha cô cho là đan thanh đã đẹp lắm rồi không ngờ cô gái trước mắt này so với đan thanh còn phải đẹp hơn một phần cảm ơn đáng tiếc nhà dương lại không yêu người đẹp như tôi nhan như cười đến hết sức ưu nhã cũng không có đùa cợt ở bên trong giống như là ở trần thuật sự thật mà thôi cô biết nhật dương nghe để cô gái đó cũng biết chồng mình trong lòng của thủy y mễ có một chút là lạ hai người là quan hệ thế nào anh ấy không có đề cập về tôi với cô sao khuôn mặt xinh đẹp của nha như đột nhiên ảm đạm không có ánh sáng đúng vậy anh ấy làm sao có thể cùng người khác nhắc tới người không quan trọng như tôi đây cô không sao chứ chẳng biết tại sao Thủy Y Mễ nghe ra trong lời nói của cô có một chút bi thương muốn biết chuyện gì giữa tôi và anh ấy sao Nhàn như bưng cà phê lên nhấp một ngụm mùi vị khổ sở tràn đầy khoang miệng cô Thủy Y Mễ ngồi thẳng lưng giống như là học sinh nghiêm túc nghe cô ấy nói liên tục tôi với Nhật Sương là bạn thời đại học từ lúc bắt đầu vào đại học tôi vẫn theo đuổi anh ấy dần dà trong mắt người ngoài chúng tôi chính là một đôi nhưng là tôi biết nhật dương đối với tôi vẫn rất khách khí luôn luôn giữ vững khoảng cách nhất định giống như cách anh ấy đối xử với những người khác có thể vì mặt mũi của tôi nên anh ấy không phủ nhận lời đồn đại của người ngoài tôi tranh thủ cơ hội này ở trước mặt người ngoài cố gắng diễn vai bạn gái của nhật dương mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học tôi nghĩ mình vẫn còn có cơ hội nên chủ động thổ lộ với anh ấy nhàn như dừng lại muốn biết anh ấy trả lời tôi thế nào không thủy y mễ do dự gật đầu một cái nhàn như cười khổ một tiếng nói tiếp anh ấy trực tiếp cự tuyệt tôi anh ấy nói đối với tôi không có cảm giác nào nhàn tiểu thư thủy y mễ không biết nên ai ủi cô ấy như thế nào cô thật hạnh phúc anh ấy đồng ý cưới cô chắc hẳn là anh ấy yêu cô nhàn như liếc nhìn cô một cái hâm mộ nói cô đừng khổ sở cô vươn tay cầm tay nhan như đồng nhật dương không thích cô là do anh ấy không phải chân mệnh thiên tử của cô a à, cô thật đơn thuần thiện lương hảo cảm của nhan như đối với cô không khỏi tăng lên nếu đột nhiên có một cô gái chạy tới nói thích chồng mình người bình thường sẽ hung hăng mắng lại nhưng cô ngược lại lại an ủi tôi thật là không thể tưởng tượng nổi đây cũng không phải là lỗi của cô Thủy Y Mễ nhận xét. Nhưng tôi lại có thể biết tại sao Nhật Dương lại yêu cô. Nhàn nhờ cười nhạt nói, từ nhã, bừng cà phê lên uống. Anh ta không yêu tôi đâu, chỉ là ưa thích trêu chọc tôi thôi. Thủy Y Mễ thở phì phì, bán thán với cô gái vừa mới quen biết. Anh ấy không có nói yêu cô sao? Nhàn nhờ kinh ngạc, nhếch đôi mày thanh tú lên. Không có, mỗi lần luôn là lừa tôi nói, nhưng anh ta thì lại không nói với tôi lần nào. Nói đến đây, Thủy Y Mễ liền cảm thấy cam sẵn bất bình. Đúng là tác phong của anh ấy. Đừng thấy bề ngoài Đông Nhật xương, là mười phần thân sĩ, trong sườn thủy của hắn cũng có chủ nghĩa đàn ông đấy. Tại sao đột nhiên cô lại tới tìm tôi? Cái vấn đề này từ đầu đến giờ vẫn quấy nhiễu Thủy Y Mễ, vì vậy cô hỏi ra. Có người không thích nhìn hai người hạnh phúc, hy vọng tôi làm người phụ nữ xấu xa đến cấp chồng của cô đi. Nhà như không nói ra, người đó là Đông Nguyệt Nha. Mà tôi lại rất tò mò, Đồng Nhật Dương sẽ cưới cô gái thế nào về làm vợ. Thật ngại quá, làm cô thất vọng rồi. Thủy y mễ tự diễu, tôi so với cô còn kém hơn một đầu ngón tay. Không, có lẽ cô đúng là mẫu người anh ấy muốn. Đồng Nhật Dương xảo trá đa đoan, cũng toàn thấy những người gian trá nội tâm hắn có lẽ sẽ khát vọng một cô gái đơn thuần làm vợ mình mà không phải là dạng người thông minh như hắn thật sao Thủy y mễ có chút không tin tưởng trước khi thấy nhan như cô còn có một chút xíu tự tin nhưng này lại thấy một nhan như hoàn mỹ như vậy thế mà hắn lại cự tuyệt thử hỏi cái thế giới này còn có người hoàn mỹ hơn có thể khiến hắn động lòng sao nhìn ra được đáy lòng Thủy y mễ rất hồi hộp nhàn nhiều quyết định giúp cô gái đơn thuần này một chút, cũng coi là bù đắp một chút cho bản thân trước kia không kiếm được Đông Nhật xương. Cô có muốn biết do cuộc Đông Nhật xương có yêu cô chút nào hay không? Dĩ nhiên muốn. Đây chính là chuyện cô đã mộng tưởng từ lâu. Vậy thì hai ngày sau, cô đến nơi này tìm tôi. Dứt lời, nhàn như đưa dành tiếp khách sạn cho cô. Nếu như cô tin tưởng lời nói của tôi. Ngày sau đó, nhà nhờ gọi đến thanh toán sau đó liền rời khỏi quán cà phê để lại một mình thủy y mễ tay đang cầm danh thiếp ngồi lại suy tư buổi tối sau khi thủy y mễ tắm rửa xong liền ngồi ở trên ghế salon chờ chồng trở lại lúc kim giờ chỉ đến 10 giờ ngoài cửa rơi cuộc truyền đến tiếng mở cửa sao vẫn chưa ngủ tối nay hắn có tiệc xã sao nên về trễ không nghĩ bà xã lại còn thức đang đợi hắn không phải đã nói với em là không cần chờ anh sao? Em có việc muốn nói với anh, nếu không, sáng sớm ngày mai anh lại đi làm mất. Thủy y mễ ôm gối ngồi đầu giường nói. Đồng Nhật Dương tháo cả vạt ra, ngồi ở bên cạnh, bảo bối, thế nào, câu chuyện gì làm em phải suy nghĩ, nói cho chồng em nghe một chút đi. Ban đầu, tại sao anh lại cự tuyệt nha như? Vì trong lòng không giấu được, nên Thủy Y Mễ cũng không quanh co lòng vòng, mà trực tiếp hỏi thẳng. Đồng Nhật Dương ngẩn người một chút, sau đó nhìn chằm chằm cô. Làm sao em biết cô ấy? Có ai nói lung tung trước mặt em sao? Là người trong nhà nói hưu nói vượn cái gì với cô? Là Nguyệt Nha và mẹ nói cho em biết hay sao? Ai nha, đều không phải là họ. Thủy Y Mễ vội vàng giải thích. Vậy, làm sao em biết cô ấy? Đồng Nhật Dương khó hiểu nhìn cô, Thế nào, cô ấy là người mà em không thể biết sao?" Thủy Y Mễ tức giận nói. "Dĩ nhiên không phải, chỉ là không có cái gì đáng để nói." Xác Thực, nhà như ở trong cuộc đời của Đông Nhật Sương chẳng qua là một trận gió, cũng không đủ quan trọng để hắn ghi nhớ. "Anh?" Thủy Y Mễ bị thái độ không quan tâm của hắn chọc tức. Một cô gái xinh đẹp như vậy thổ lộ với anh, anh dám nói không có gì? "Em đã gặp cô ấy?" Đồng Nhật Dương bắt được trọng điểm. Không có. Ánh mắt cô né tránh, hết sức hạ nghi. Chưa từng thấy qua, thì làm sao em biết cô ấy có đẹp hay không? Nghĩ lừa hắn sao? Cái cô gái ngu ngốc này thật sự không phải mò đoán. Biết mình lừa không được, thì im mễ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn thừa nhận. Hôm nay, có người đến tòa soạn tìm em, người kia chính là nhan tiểu thư. Cô ta tìm em làm gì? Đồng Nhật Dương không nghĩ ra, sau đó lại nhăn mày lại. Sẽ không ngây ngốc mà tin tưởng lời nói bậy của người khác chứ. Cô ấy nào có nói bậy gì đâu. Tốt nhất không có, bằng không xem hắn dạy bảo cô ta thế nào. Tốt nhất là không có, tóm lại, cô gái kia nói gì, em đều không được tin. Hắn muốn vợ mình biết trước mà đề phòng. Thì cô ấy nói chuyện, anh tự tuyệt cô ấy là giả sao? Thủy y mễ cố ý hỏi hắn như thế, không, đây là sự thật. Đồng Nhật Sương lập tức giải thích. Đây đã là chuyện từ rất lâu rồi, tại sao đột nhiên cô ấy lại liều lĩnh mà nói cho em biết những thứ này? Nghe nói, năm đó nhan như bỏ rơi hắn, sau đó lại đi Mỹ, thế nào lại hiện tại xuất hiện? Ông xã, cô đột nhiên òn à òn hèn gọi hắn. Nói đi, làm sao anh lại không thích một cô gái đẹp như thế? Đồng Nhật Sương cả người run lên, ôm cô. Em hy vọng, anh tiếp nhận lời thổ lộ của cô ấy. Dĩ nhiên không phải rồi, sao lại không? Đồng Nhật Dương buồn cười, nhìn vợ mình đang mâu thuẫn. Em rất ngạc nhiên. Cô chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Năm đó, làm sao anh lại không động tâm đây? Đó không phải là dạng phụ nữ, có thể khiến anh động tâm hay sao? Cô gái ngốc nghếch này, thế nhưng lại hỏi hắn, dạng phụ nữ nào có thể làm cho hắn động lòng? Trời ạ! À hắn đã biểu hiện rõ ràng như vậy cô còn không biết dạng phụ nữ nào có thể làm cho hắn động lòng tên ngủ ngốc này muốn biết dạng phụ nữ nào khiến anh động lòng Đồng nhật dương lộ ra nụ cười rào hoạt hướng cô ngoắc ngoắc tay thủy y mễ vội vàng tiến tới bên cạnh hắn Đồng nhật dương ác liệt nói một câu em cứ từ từ suy nghĩ đi Đồng nhật dương anh thật đáng ghét thủy y mễ cực kỳ tức giận tức giận. Đồng Nhật Dương cảm giác mình tựa như đứa trẻ độc ác, thích xem người yêu bị tức giận đến hoa chân múa tay. Vậy em vẫn còn muốn biết chuyện về nhan như sao? Thủy Y Mễ lại lập tức bị hắn rời sự chú ý. Đương nhiên là muốn. Đồng Nhật Dương bất đắc dĩ, mắt trợn trắng, tựa vào trên ghế xa lông, liên tục kể chuyện cho cô nghe, bao gồm chuyện nhan như bỏ rơi hắn thế nào cũng nói ra. Nghe hắn nói xong, Thủy Y Mễ cảm khái nói một câu rằng Nhà nhờ thật đáng thương Bà xã Chồng em mới đúng là người bị hại nhiều nhất nha Đồng Nhật Sương không vui kháng nghị Thân là một người đàn ông Mà lại để một người phụ nữ thích mình nhiều năm như vậy Phải dùng đến cách đó để giữ lại mặt mũi Thử hỏi Ai mới là người bị hại đây Thủy Y Mễ gây sự Rất không vui khi hắn ta nói người khác như vậy Đồng Nhật Sương than vãn một tiếng Cái cô gái ngây thơ này lại còn đồng tình với cả tình địch. Bảo bối, anh muốn cái vấn đề này đợi đến lúc chúng ta rảnh rỗi, thì thảo luận tiếp, được không? Nói xong, hắn nhanh chóng hôn cái miệng đang làm nhảm của cô. À, không cần. Thủy mễ xả bộ hô to, muốn tránh được ma chảo của hắn. Bà xã, em trốn không thoát rồi, chúng ta cùng nhau tắm uyên ương thôi. Hắn nhanh chóng bắt được cô, ôm vào trong lòng em đã tắm rồi Thủy y mễ gắt giọng tắm thêm lần nữa không nói gì thêm hắn ôm ngang cô đi thẳng vào phòng tắm ghét giọng nữ nũng nịu từ trong ngực hắn chuyển tới nếu không thì trong mắt đen tối sầm lại hắn cười cười em giúp anh tắm ách cô do dự không cho nói không hắn bá đạo trực tiếp thay cô quyết định nhanh chóng đem y phục của hai người cởi hết ra đồng nhật dương xoa nắn bộ ngực căng tròn ở trong lòng bàn tay xoa bọt khắp người cô sau đó đem cô ôm vào trong ngực khiến cả hai cùng dính đầy bọt bàn tay của hắn lẫn vào bọt nắm ở ngực bên trái của cô như có như không chiều chọc cô hưng phấn ưng ừ, không nên như vậy hình ảnh mắc cỡ này khiến cô đỏ mặt không thôi giúp anh tắm đôi tay mở ra từ phía sau lưng ôm chắc thân thể cô hấp dẫn cô. Em, sẽ không? Thủy y mễ mặt đỏ lên đến tận mang tay, không dám tưởng tượng khi bản thân mình giúp hắn tắm sẽ là hình ảnh như thế nào. Để anh dạy cho em. Nói xong, hắn cho thân thể của cô đối mặt với hắn. Bàn tay dẫn dắt tay của cô đi tới ngực của hắn, từ từ xoa lồng ngực của hắn. Nhẹ nhàng xoa, còn có hai điểm nhỏ này nữa. Hắn đem tay của cô đặt trên đầu vú của mình, chúng cũng muốn tắm. trời ạ, à, một hình ảnh thật tuyệt mỹ. mặt của thủy y mễ đỏ đến sắp nhỏ ra máu, đành nhắm mắt giúp hắn xoa nắn. đồng nhật dương cảm thấy tay cô vướt ve ngực khiến hắn trở nên mềm yếu không xương, không nhịn được nhắm mắt lại hưởng thụ sự thoải mái, tiếng thở dài rất nhỏ từ trong miệng hắn bật ra. thủy y mễ lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt hắn say mê như vậy không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Thì ra là, cô cũng có thể làm cho hắn biểu hiện sự thoải mái trên mặt. Vì vậy, cô càng thêm ra sức vuốt be, xoa nắn. Nét mặt của Đông Dương cũng biến thành càng ngày càng vui vẻ. Rốt cuộc, hắn ngăn lại động tác trên tay của cô. Bà xã, em còn tiếp tục như vậy nữa, anh sẽ bị thiêu cháy ở trong tay em đó. Hắn nhanh chóng lau sạch sẽ bỏ trên người cả hai, sau đó ôm thân thể tràn trụi của cô đi ra phòng tắm. Nhật Dương, anh yêu em sao? Thủy Y Mễ bị hắn đặt nằm ở trên giường, không nhịn được hỏi một câu. Không biết từ lúc nào cô đã bắt đầu yêu đông Nhật Dương. Chỉ biết là đến khi cô phát hiện thì tâm cô đã rơi vào cả trên người hắn, nhưng lòng của đông Nhật Dương cô lại không biết. Hắn chưa bao giờ nói qua hắn yêu cô, mặc dù hắn rất thương chiều cô, mọi yêu cầu của cô hắn đều đáp ứng. Nhưng ở đáy lòng của cô luôn cảm thấy, cho dù có nhiều ngôn ngữ, hành động hơn nữa, cũng vẫn không thể địch lại ba cái chữ kia. Thủy y mẹ biết, mình là đang hy vọng xa vời. Nghĩ tới một người bình thường như cô, hiện tại có thể được hắn sủng ái như thế, nên biết thỏa mãn. Nhưng có lúc, cô không khỏi sẽ suy nghĩ lung tung một phen. Có lẽ, có lẽ, đáy lòng của cô vẫn còn có cảm giác tự ti sâu sắc. Phụ nữ các em đều thích từ miệng nói ra là có yêu hay không? Anh đối với em không tốt sao? Với chủ nghĩa đàn ông lớn, Đồng Nhật Dương nói không ra những lời nói buồn nôn như thế kia. Anh... Nghe được hắn nói như vậy, Thủy Y Mễ không khỏi có chút mất mát. Đồng Nhật Dương hôn môi của cô, không để cho cô có thời gian nghĩ lung tung. Bảo bối, không cần nhớ nhung những thứ này, có hay không đều được, giờ chỉ cần cảm thụ hiện tại thật tốt là được rồi. Hắn kéo chân cô qua, cuốn lấy hông của hắn, cố gắng gượng chống đỡ cỗ lửa nóng đang sông lên trong bụng cô, một hồi tê dại khiến Thủy Y Mễ tạm thời vứt bỏ vấn đề phiền này. Dương, hắn không cử động, khiến cho cô có chút sợ, cũng lại có chút mong đợi. Ngoan, em. Hắn nhẹ giọng thì thầm nói, bà xã, dùng tay của em giúp nó sống như mới vừa rồi vậy. Thủy y mễ đỏ mặt, cẩn thận từng ly từng tí, đưa tay ra đụng chạm. Thủy y mễ lặng lẽ ôm cánh tay của mình, sau đó đi xuống giường, đi tới bên sofa, cầm lên túi của mình. Từ bên trong tìm ra tấm danh thiếp mà nhan như giao cho cô. Nhìn chằm chằm danh thiếp thật lâu, cô mới quyết định, đối với mình gật đầu một cái mà gọi tới. Nhà tiểu thư, xin chào, rất xin lỗi trễ như thế còn quấy rầy cô thủy y mễ rất có lễ phép đối với điện thoại đầu kia điều cô nói vào buổi trưa nay còn giữ lời sao dĩ nhiên nhà như ở điện thoại sảng khoái thừa nhận thế nào cô cảm thấy muốn thử một lần xem rồi hả ừ tôi muốn thử một chút thủy y mễ hướng về phía điện thoại gật đầu một cái mong cô giúp tôi một chút cô nghĩ kỹ chưa nhà như lần nữa xác nhận với cô nghĩ kỹ thủy y mễ nghiêm túc trả lời không tự chủ đối với Nha như tiết lộ tiếng lòng mặc dù tôi có thể cảm thấy được hắn đối tốt với tôi nhưng tôi cuối cùng vẫn là cô gái truyền thống hy vọng có thể nghe được người yêu nói ra ba chữ có ý nghĩa phi phàm cô nói tôi tham cũng được chưa đủ cũng được tôi chỉ muốn thử một lần tôi hiểu chúng ta đều là phụ nữ nên tôi có thể hiểu rõ. Nhạc như lên tiếng an ủi cô. Cô đã quyết định như vậy, thì cứ làm theo lời tôi nói, biết không? Tôi biết rồi. Vốn cũng không phải là người túc trí đa mưu, bằng không cũng sẽ không hơn nửa đêm ở nơi này, cầu người giúp một tay. Tôi phải làm thế nào? Đầu tiên, cô phải... Nhạc như đem kế hoạch đại khái, cùng cô nói một lần. Sau hồi lâu, Vị mễ mới hơi giật mình, lấy lại tinh thần. Có chút bận tâm. Nhà như, cô xác định như vậy làm được hả? Nếu là hắn phát hiện ra chúng ta sở trò quỷ, có tức giận hay không? Nếu là hắn yêu cô, vậy hắn là có thể cảm nhận được cô không có cảm giác an toàn, yên tâm. Tất cả hậu quả có tôi gánh chịu. Nhà như ở trong điện thoại bảo đảm nói, cô chỉ cần làm theo ta nói là được rồi. Vậy, được rồi. Thủy Y Mễ lo lắng, đề phòng đồng ý kế hoạch của Nhan Như. Sau khi cô cúp điện thoại, liền suy nghĩ bản thân mới vừa rồi đồng ý với Nhan Như như vậy, không biết là đúng hay sai. Nếu mọi chuyện hỏng bét, không biết cô có thể hứng nổi lửa giận của Đông Nhật Dương được hay không? Cô từ từ chui vào chăn, rất tự nhiên mà tựa sát vào trong ngực người đàn ông đang ngủ say. Tuy người đàn ông kia đang ngủ say xưa, nhưng đôi tay giống như vẫn có ý thức bất giác đem cô ôm vào trong ngực giống như đây là chuyện cực kỳ tự nhiên hai ngày sau thủy y mễ theo sự phân phó của nha như đi thuê một phòng để ở về phần những chuyện khác chỉ giao cho cô ấy đi làm là được rồi còn cô chỉ cần thoải mái ổn định nghỉ ngơi ở chỗ này mấy ngày sau khi thủy y mễ vô duyên vô cớ biến mất một ngày đồng nhật sương mới phát hiện có cái gì đó không đúng mọi người không biết vợ con đi đâu sau đồng nhật dương vẫn cố gắng duy trì sắc mặt hòa nhã với người nhà đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ nhật dương con đừng gấp gáp có thể là con bé về nhà mẹ đẻ ở bà đồng vội vàng chấn an chút lý trí sắp tiêu tan của con trai con mới vừa gọi điện thoại hỏi thủy ra tiểu mễ không trở về đó đồng nhật dương lạnh nhạt nói cũng có thể cô ta cùng đồng nghiệp trong công ty đi chơi quên nói lại với anh một tiếng. Đồng Nguyệt Nha phản đối. Việc này anh cũng đã hỏi qua, không có. Đồng Nhật Dương cán răng nói, đây chính là phản ứng của mọi người, khi không thấy cô ấy sao? Hắn cuối cùng cũng biết, cảm giác của Thủy Y Mễ, khi một mình phải gánh chịu thái độ của người nhà hắn rồi. Nếu như là hắn, thì một ngày cũng nhịn không nổi, mà cô gái ngu ngốc kia, thế nhưng lại không hề than vãn, dù chỉ một tiếng. Vậy muốn đi báo cảnh sát sao? Mẹ đông nhỏ giọng nói lên đề nghị. Không cần mọi người quan tâm cô ấy, sau khi cô ấy trở lại, còn sẽ đưa cô ấy ra ngoài ở. Nói xong, Đông Nhật Dương không để ý vẻ mặt kinh ngạc của người nhà, mà rời khỏi nhà. Đông Nhật Dương lái xe dọc đường tìm kiếm thủy y mễ gấp nơi, vậy mà vòng lên vòng xuống, nhưng trừ các nhà hàng xa, hắn không thể nghĩ ra cô có thể đi đâu giờ khác này hắn mới biết mình hiểu quá ít về người vợ này rồi hắn cho là cô đơn thuần dễ gạt là một cô gái dễ dàng nắm trong lòng bàn tay ai biết được chính hắn lại bị cô ảnh hưởng bị nắm mũi dẫn đi tùy ý mễ đáng chết rốt cuộc em chạy đi nơi nào đánh tay lái đông nhà dương nhịn không được mắng cô cứ thử, thử về nhà đi cẩn thận anh sẽ đánh cái mông nhỏ của em hừ một bên hắn vừa mắng vừa lo lắng an nguy của cô cô người ngốc lại đơn thuần ai dám chắc cô sẽ không bị người ta lừa nếu thật sự cô đang gặp phải nguy hiểm nói không chừng là đang chờ hắn tới cứu nghĩ tới đây lo lắng trong lòng của đông nhờ xương càng tăng thêm hắn vội vàng gọi điện thoại cho bạn tốt thịnh thiên tớ không tìm thấy vợ tớ đâu cậu nhanh giúp tớ tìm một chút đi bà xã của cậu mất tích âm thanh kinh ngạc của thịnh thiên từ đầu dây bên kia chuyển đến cậu gửi cô ấy đi sao tớ không bao giờ làm ra cái chuyện nhàm chán như vậy nhanh lên giúp tớ tìm cô ấy đi đồng đại thiếu gia hét lớn vào điện thoại biết rồi lập tức phái người đi tìm giúp cậu thịnh thiên bây giờ đại thiếu gia hắn thật sự nổi giận rồi đồng đại thiếu gia từ trước đến giờ luôn là mang mặt dịu dàng giờ này lại không để ý hình tượng mà hô to với hắn có thể thấy được cậu ta có bao nhiêu gấp gáp đồng nhật dương đi dạo một vòng khắp thành phố lớn vẫn không có một chút thông tin nào về thủy y mễ hôm sau hắn gạt bỏ hết tất cả các công việc phái rất nhiều trợ thủ đi tìm vợ đồng già lúc này cũng bắt đầu nóng này từ trên xuống dưới bội vã tìm thủy y mễ vậy mà mọi người nỗ lực một ngày cũng không có kết quả gì Đồng Nhật Dương hết sức hoang mang, trước đó hắn chưa từng có cảm thấy sợ hãi, hắn không thể tin được một con người sao lại có thể biến mất như vậy. Cho đến ngày thứ ba, Đồng Nguyệt Nha nhận được một cuộc điện thoại. Lúc này, chuyện Thủy Y Mễ mất tích mới có chút manh mối. Alo, ai đó? Đồng Nguyệt Nha đang ở trong nhà, chờ đợi người nhà trở lại báo cáo tin tức của Thủy Y Mễ. Nguyệt Nha là chị. Âm thanh nhàn như vang lên bên tai Đông Nguyệt Nha. Chị Nhàn Như, Đông Nguyệt Nha từ trên ghế salon đứng lên. Chị ý trở về nước rồi. Đúng vậy, không phải là em rất hy vọng chị ý trở lại sao? Nhàn Như cười nói. Như thế nào? Chẳng phải hai ngày nay mọi người tìm Thủy Y Mễ đến điên đảo sao? Lời này của chị là có ý gì? Đông Nguyệt Nha bắt đầu lo lắng, có loại dự cảm xấu. Chị gọi điện thoại là để nhờ em nói với anh trai em một tiếng nếu muốn gặp vợ thì ngày mai đến khách sạn thế kỷ tìm chị chị nha như chị bắt cóc chị dâu em đồng nguyệt nha hô lớn làm sao chị có thể làm như vậy việc này không phải là rất hợp ý của em sao nguyệt nha không phải là em không muốn thừa nhận cô ấy là chị dâu em sao thế nào vào lúc này lại nhận nha như cười nhạt giễu cợt nói hiện tại Chị đang giúp em trở đi cái đinh trong mắt, không tốt sao? Đây là phạm pháp. Đồng Nguyệt Nha gấp gáp, hướng về phía điện thoại quát. Mặc dù em không muốn cô ta làm chị dâu em, nhưng em không muốn thương tổn cô ta. Chị Nha Như, chị nhanh thả cô ấy ra đi. Em bảo đảm sẽ không nói ra với ai đâu. Không, chị gọi điện thoại tới là muốn em nói cho Đông Nhật Sương biết. Nhớ, sáng sớm ngày mai, 10 giờ tại quán cà phê của khách sạn Thế Kỷ, nếu như không đến thì chị cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu nói xong nhan như không cho đông nguyệt nha cơ hội nói chuyện liền cúp điện thoại chị nha như chị nha như đông nguyệt nha gấp đến độ rơi chân dùng sức gọi to cái tên nhan như lần này nên làm cái gì đây thật không ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này nguy rồi lần này nếu như anh trai biết chuyện cô bí mật gọi nhan như trở về thì cô chết chắc. Cô bây giờ cần phải làm gì cũng không biết. Nếu tỷ y mễ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì lương tâm của cô nhất định sẽ rất bất an. Cô nên làm cái gì đây? Đồng Nguyệt Nha không ngừng đi tới đi lui trong đại sảnh. Đang do dự là có nên hay không gọi điện thoại nói cho Đông Nhật Sương biết. Cuối cùng, sau khi đấu tranh nội tâm hồi lâu, vẫn là không tránh khỏi lương tâm khiển trách. Cô quyết định đem sự thật nói hết cho Đông Nhật Dương. Chết thì chết. Sau đó, cô bấm số điện thoại của Đông Nhật Dương, đem lời nói của Nhan Như nói lại hết với hắn. Sau khi Đông Nhật Dương tức giận cúp điện thoại của em gái, liền gọi điện thoại cho Thịnh Thiên. Thịnh Thiên, cậu tra một chút ghi chép nhập cảnh của Nhan Như, thuận tiện, phải người theo dõi khách sạn thế kỷ cho tớ. Có thể, cô ta đang ở đó. Dặn dò bạn tốt xong, hắn vội vã chạy về nhà nghĩ muốn từ đông nguyệt nha để biết toàn bộ câu chuyện nói đến cùng là có chuyện gì xảy ra vừa vào cửa nhà đông nhật dương liền kéo em gái đang núp ở sau lưng cha mẹ chất vấn nhật dương có gì từ từ nói mẹ đông vội vàng tiến lên khuyên nhủ chỉ sợ con trai trong cơn tức giận sẽ làm chuyện cực đoan nếu ai nói giúp nó một câu còn lập tức đem nó đến canada đông nhật dương mặt lạnh lớn tiếng cảnh cáo nói Em hãy thành thật nói ra cho anh Có chuyện gì xảy ra Em không biết Đồng Nguyệt Nha sợ hãi Núp ở sau lưng mẹ Dù như cầy giấy trả lời Còn nói láo Đồng Nhật Dương mày gọn núi nhíu chặt Nhà Như vẫn sống ở Mỹ Vô duyên vô cớ Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây Em làm sao biết Đồng Nguyệt Nha trột xạ lớn tiếng kêu Ý đồ biện giải cho mình Trước kia em ghét tiểu nghĩa thế nào đối xử với cô ấy thế nào còn chưa tính nhưng bây giờ em lại dám cầu kết với người ngoài tới bắt cóc cô ấy em không biết đây là chuyện nghiêm trọng cỡ nào sao đây là phạm tội đông nhật dương giận dữ hét nước mắt đông nguyệt nha nhất thời đồ rào rào rớt xuống đất hai vai không ngừng lay động vợ chồng đông gia cũng không dám lên tiếng con trai tức giận như vậy đã sớm đem bọn họ dọa sợ chưa bao giờ gặp qua bộ dạng này của hắn em thật sự không biết chị nhan như sẽ bắt cóc cô ấy đồng nguyệt nha khóc lóc giải thích em chỉ là gọi điện thoại nói cho chị ấy biết anh kết hôn em chỉ là muốn chị ấy trở về cướp lại anh nhưng chưa có từng nghĩ tới muốn hại thủy y mễ sau khi gọi xong cú điện thoại đó em không còn có tin tức gì của chị nhan như em cho là chị ấy sẽ không tới ai biết chị ấy có thể làm như vậy anh em thật sự không có muốn hại thủy y mễ anh phải tin tưởng em ô đồng nguyệt nha lại nhào vào vai mẹ lớn tiếng khóc nguyệt nha làm sao con lại hồ đồ như thế bà đồng giận đến mức dậm chân chỉ tiếc xèn sát không thành thép nhật dương còn cũng không nên trách cứ em con nó đã biết sai lầm rồi mẹ đông không đành lòng nhìn con gái khóc hiện tại quan trọng nhất là phải đi đem y mễ về em cùng tiểu mễ cũng không có thù hận gì to lớn cứ nhất định phải để cô ấy bị chịu em ghẻ lạnh sao mọi người tự hỏi lòng xem từ lúc cô ấy gả tới đây đến bây giờ cô ấy có cãi lại mọi người lần nào không việc bị em chê cười đều không phải mỗi lần cô ấy đều chịu nhịn sao đồng nhật dương lạnh nhạt nói với em gái đường đường là tiểu thư đông ra mà tấm lòng lại nhỏ như thế thật là làm cho anh quá thất vọng rồi dứt lời đồng nhật dương không chút do dự xoay người rời khỏi nhà Đông Nhật Nha nhìn bóng lưng hắn rời đi khóc sống thất thanh vợ chồng Đông Gia không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đứng ở một bên không nói lời nào ai kêu con gái họ thật quá sai lầm rồi hôm sau Đông Nhật Dương đã đến địa điểm nhan như hẹn gặp ngồi chờ từ sớm gần đến 10 giờ một phục vụ đi tới xin hỏi là Đông Nhật Dương tiên sinh sao là tôi có chuyện gì đồng nhật dương không biến sắc quan sát có một vị nhan tiểu thư bảo tôi tới mời ngài phục vụ kính cẩn lễ phép nói cô ấy ở đâu đồng nhật dương không kiềm chế được vội vàng hỏi xin ngài đi theo tôi phục vụ đi ở phía trước dẫn đường chỉ chốc lát đồng nhật dương liền bị mang vào một sạp nhỏ nhưng bên trong vẫn không thấy người hắn muốn gặp người đâu nhạc tiểu thư chỉ phân phó tôi đưa ngài đến nơi này những thứ khác tôi không biết xin ngài ở nơi này chờ nói xong hắn liền lui ra khỏi phòng đồng nhật dương cảnh giác nhìn chung quanh phòng muốn từ bên trong tìm ra điểm khả nghi nhạc như này muốn làm gì cố làm ra vẻ huyền bí như vậy Rồi cuộc là tại sao không phải vì tiền hay sao một đống lớn vấn đề không ngừng ở trong đầu hắn hiện lên ép hắn như muốn nổ tung hắn không hề biết thì ra bản thân cũng sẽ sợ cũng sẽ có lúc tay chân luống cuống trước đây khi không xảy ra chuyện này hắn chưa bao giờ có suy nghĩ xem mình đối với tùy y mễ là loại tình cảm như thế nào cho đến lúc phát hiện cô biến mất hắn mới đột nhiên nhận ra cô gái kia trong lúc vô tình đã sớm sắp nhập vào xương máu của hắn tim của hắn nhưng là hiện tại rồi cục cô ở đâu tiểu mễ của hắn ở nơi nào tôi muốn trở về một âm thanh quen thuộc từ sát bách truyền đến đồng nhật xương ngừng thở tìm kiếm nơi phát ra âm thanh phát hiện rõ ràng phòng bên kia thông một gian phòng khác nhưng lại bị tấm bình phong khổng lồ chặn lại hắn rón rén đi vòng qua cách một tấm rèm cửa hắn nhìn thấy cô vợ nhỏ đã biến mất hai ngày của mình lúc này cô đang đưa lưng về phía hắn Thần thể nghiêng về phía trước, có chút lo lắng đối với cô gái mỹ lệ trước mặt nói, "Đồng Nhật Sương nhận ra cô gái kia chính là Nhan Như, hắn muốn đưa tay vén lên rèm cửa. Ai ngờ, hắn đang muốn đi ra ngoài thì phát hiện, Nhan Như lặng lẽ ra thổ hiệu cho hắn, hắn lập tức ngừng bước chân, sợ mình cử động sẽ làm thủy y mễ bị thương tổn. Bất đắc dĩ, hắn lặng lẽ lui trở lại, sau đó nhẹ nhàng buông lỏng tay cầm rèm cửa không nói tiếng nào nhìn chằm chằm hai cô gái kia hắn thật muốn xem nhanh như muốn làm gì hơn nữa tại sao tỷ y mễ trông không giống bị bắt mang tới tất cả chuyện này hắn đều muốn hiểu rõ hai cô gái này rốt cuộc có chuyện gì gạt hắn không được cô vẫn không thể trở về nhà như lớn tiếng nói giống như để cho người đàn ông sau rèm cửa có thể nghe được Cô không phải muốn biết Đồng Nhật Dương rốt cuộc yêu cô hay không sao? Cô không phải muốn chính tài nghe thấy anh ta nói yêu cô sao? Đương nhiên muốn. Thủy y mễ liều chết gật đầu. Nhưng tôi đã biến mất ba ngày rồi, anh ấy đều không có tìm đến. Nghĩ đến thì biết, anh ấy không phải rất quan tâm tôi. Tôi nên trở về thôi, tiếp tục như vậy nữa, cũng sẽ không có kết quả gì. Thủy y mễ trên mặt nhìn qua, cực kỳ mất mát. Ngái ngu ngốc này, anh chạy khắp thế giới để tìm em, còn nói không phải rất quan tâm. Đông Nhật Dương nhớ mày ngọn núi, âm thầm oán thầm, nhàn như nâng lên nụ cười giả tạo. Thủy y mễ, cô yêu Đông Nhật Dương thật sao? Đúng, tôi yêu anh ấy. Khi Thủy y mễ nói câu này, thân thể người đàn ông sau rèm cửa, không được tự nhiên mà run lên một chút. Cô đã thương anh ta, vậy cũng nên hy vọng anh ta cũng yêu cô, không phải sao nụ cửa nhan như quyến rũ khác thường cho nên cô đồng ý phối hợp với tôi thực hiện kế hoạch đơn giản cũng là vì để có thể có được đáp án hiện tại mới gặp chút ít khó khăn như vậy đã buông tha vậy quyết tâm lấy được tình cảm của cô cũng quá yếu kém rồi nhan như nhắc lại đúng theo câu chữ cô đã hướng dẫn tùy y mễ cô không muốn để cho cái kẻ đã từng cự tuyệt tình cảm của cô có thể dễ dàng ôm được người đẹp trở về như vậy. Phụ nữ, ngàn vạn lần không được đắc tội nha. Đồng Nhật Dương cuối cùng cũng hiểu họ muốn làm gì rồi, mà cô vợ ngốc của hắn lại bị hồ ly tinh nắm mũi dẫn đi. Người ngoài tùy tiện nói mấy câu, liền ngoan ngoãn cùng họ bỏ đi. Hắn bây giờ có thể khẳng định, tuyệt đối là nhan như đang lợi dụng cô gái ngu ngốc kia đến báo thù hắn. Tôi thủy y mễ nhất thời cứng họng lời nói của nhan như khiến cô không thể phản bác thủy y mễ là cô quá tự ti cô luôn cho là đông nhật dương sẽ không vì cô mà làm ra những chuyện này cô cho là đông nhật dương đối tốt với cô là do cảm giác mới mẻ nhất thời cuối cùng rồi anh ta sẽ cảm thấy ngán cô đúng không nhan như nói trúng tim đen đem chuyện trong thâm tâm không hề muốn đối mặt của thủy y mễ nói ra mặt thủy y mễ trắng bệch tại chỗ miệng lúc đóng lúc mở lại không thể phát ra được một âm thanh nào trên mặt hiện đầy vẻ hoang mang sợ hãi giống như bị người ta tóm lấy bím tóc nhà như cũng không ép buộc cô chỉ là lặng lặng nhìn cô hồi lâu thủy y mễ mới lên tiếng lần nữa cô nói đúng là tôi tự ti mặc dù tôi không hề để ý đến dáng vóc của mình không thèm để ý việc người nhà liên tục gây ra chuyện cười nhưng mỗi khi tôi ở một mình, thì tôi vẫn luôn ảo tưởng mình có một phong cách yêu nhã của thiên kim tiểu thư. Người nhà sẽ không phải luôn luôn gặp trường hợp làm chuyện cười cho người khác. Thủy y mễ nhẹ nhàng tự diễu cười. Nhưng mà tôi biết, đó cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Đồng Nhật Dương xuất thân tốt, tướng mạo năng lực càng tốt. Cô nói xem, người ưu tú như anh ấy làm sao có thể coi trọng tôi đây? Hiện tại, anh ấy rất tốt với tôi cưng chiều tôi có thể đó chỉ là nhất thời mê hoặc chỉ vì bên cạnh anh ấy chưa từng có cô gái nào giống như tôi cho nên mới phát sinh ra ảo giác thôi đứng sau rèm cửa đồng nhật dương cảm thấy hết sức kinh ngạc hắn chưa bao giờ nghĩ đến người phụ nữ nhìn như ngây ngốc đơn thuần thật ra thì về một mặt nào đó cũng sẽ có sự tinh tế nhạy cảm hắn cũng không biết trong đầu của cô thì ra là cũng ẩn giấu những ý nghĩ này còn tưởng rằng bất kỳ ở đâu cô cũng thật sự rất vui vẻ làm sao cô nghĩ như vậy nhan như không ngờ cô lại tự ti đến vậy cô không phải là đông nhật dương như thế nào lại có thể biết được suy nghĩ trong lòng anh ta đông nhật dương đứng phía sau cũng đồng ý với lời nói của nhan như không tự chủ được mà gật đầu mẹ và em gái của anh ấy đều không thích tôi cảm thấy tôi không xứng với anh ấy bọn họ là người một nhà suy nghĩ cũng không khác nhau nhiều đâu cái đầu ngốc kia của thì y mễ lại phát huy tác dụng chỉ là anh ấy và ba vì ngựa trù phường mới không có biểu hiện rõ ràng như vậy thôi đồng nhật dương nhìn cô gái nhỏ hoảng hốt trốn chạy trong lòng vừa giận vừa hờn nhà nhà đáng chết thế nhưng cho hắn một chiêu độc khó trách lúc gần đi cô ta lại nói như vậy thì ra đó cũng là trò hay cô ta bày ra cô ta đã sớm biết hắn bị thủy y mễ ăn cho nên mới nói lên yêu cầu như thế xem ra lần này hắn không phải thua trên tay nhan nhan mà thua trên tay thủy y mễ ngốc nghếch thủy y mễ xin phép tòa soạn nghỉ một thời gian để tập trung nghiên cứu thực đơn cho ngự chủ phường thùng thùng tiếng gõ cửa từ bên ngoài chuyển đến mời vào thủy mễ đang nằm lì ở trên giường đọc bản thảo bình luận về thức ăn ngon từ nhiều năm trước của mình cô ngẩng đầu lên nguyệt nha cô vội vàng từ trên giường bò dậy sao cô lại tới đây tôi là xem cô có sao hay không đông nguyệt nha không được tự nhiên nói thật xin lỗi tại sao lại xin lỗi tôi tôi không sao chuyện của nhan nhan với cô đông nhật dương cũng không nói ra cho nên Đồng Nguyệt Nha vẫn còn vì thế mà cảm thấy khó nghĩ. Là tôi gọi điện thoại cho chị Nhan Như, là tôi nói chị ấy trở về chia sẻ cô và anh tôi. Đồng Nguyệt Nha một hơi, nói ra mọi chuyện. Nguyệt Nha, cô có thể nói cho tôi biết, tại sao cô lại ghét tôi như vậy không? Thủy Y Mễ nhìn cô khó hiểu, hy vọng có thể biết được đáp án. Cô còn nhớ rõ Hà học trưởng không? Cuối cùng, đồng nghiệp nhà cũng đem nguyên nhân nói ra lúc mới vào đại học tôi rất thích anh ấy mọi thứ của cô không bằng tôi nhưng anh ấy lại thích cô điều này khiến cho tôi rất bị đả kích càng làm cho tôi ghét cô hơn chính là cô lại vì một cái bánh ngọt mà đồng ý với người khác sẽ không tiếp nhận học trường cô có biết lúc đó tôi hận cô bao nhiêu không người tôi phải rất cố gắng để có được thì trong mắt cô lại chẳng bằng mấy cái bánh ngọt tôi thật xin lỗi mặc dù cô đã không nhớ rõ người học trưởng kia mặt mũi thế nào rồi nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu đông nguyệt nha một lời xin lỗi ai chuyện như vậy giống như sau này lại cũng xảy ra mấy lần nhưng cô không ngờ như vậy lại gián tiếp mang đến tổn thương cho người khác nguyệt nha tôi thật sự là không biết như vậy sẽ làm cho cô bị tổn thương Thật đó. Thôi, thật ra thì chuyện đó cũng đã qua nhiều năm rồi. Tôi ghét cô, chỉ là bởi vì không muốn thừa nhận tôi thua cô. Đồng Nguyệt Nha trải qua chuyện này cũng đã nghĩ thông suốt. Bản thân cô thật sự lòng dạ quá hẹp hòi, không trách được. Anh trai lại tức giận đến như vậy. Về sau, tôi sẽ không nhằm vào cô nữa. Tôi thừa nhận cô là chị dâu của tôi rồi. Có thật không? Thủy y mễ vui mừng nhảy lên. Đừng vui mừng quá sớm, không phải tôi sẽ gọi cô là chị dâu. Như vậy nghe kỳ lắm. Họ rõ ràng cùng nam sinh. Cô thật sự không kêu như vậy được. Thật đáng tiếc nha. Thủy y mễ bĩu môi đáng tiếc nói. Chỉ cần cô nguyện ý tiếp nhận tôi, tôi cũng đã rất vui vẻ rồi. Vậy cô có thể nói với anh tôi, đừng có giận tôi nữa. Cũng không cần phải dọn ra ngoài ở, được không? Tranh thủ đánh rắn theo côn trường, đồng nguyệt nha vội vàng nhờ cô giúp đỡ không thành vấn đề tôi bảo đảm ngày mai anh ấy sẽ tươi cười với cô thủy y mễ vỗ ngực một cái lại đem ông xã bán đi hơn nữa chúng tôi cũng sẽ không dọn đi cô yên tâm vậy thì tốt biết rõ vị trí của thủy y mễ đối với anh trai cho nên khi có lời cam đoan của cô đồng nguyệt nha cũng không lo lắng mọi chuyện không thành hiểu lầm của hai người tiêu tan rất nhanh đã ngồi tán gẫu được cùng nhau vào một tháng trước đồng nhỏ dương nghe lời bà xã bảo bối đề nghị cho ngựa chủ phường ngừng buôn bán để tu sửa mà trong vòng một tháng này tùy y mễ cũng đã dẫu hết sức để tìm kiếm thực đơn thất truyền của ngựa chủ phường còn chạy đến ngàn dặm để tìm những thực thần đã rút khỏi giang hồ thuyết phục bọn họ rời núi đến để cùng nhau góp sức vực dậy ngựa chủ phường Trải qua sự cố gắng và nghị lực siêu cường của cô gái nhỏ đó, ngự chủ phường rốt cuộc cũng tổ chức xong được một ngày khai trương thuận lợi. Nhìn ngự chủ phường người đông như chảy hội, Thủy Y Mễ cười đến nỗi, miệng không khép lại nổi. Mà ngoài cô ra, vui vẻ nhất phải là ba đâu rồi. Đây là chuyện ông lo lắng nhất. Mà nay, ngự chủ phường có thể hồng hồng hòa hòa, kinh doanh. Ông cuối cùng cũng không phụ tấm lòng của đông lão thái gia hà ông không nhịn được mà ở đáy lòng cười to chị không ngờ chị thật có thể bởi vì ăn mà tìm được một ông xã tốt thiền hạ thật là có đủ chuyện lạ nha một trong số những người của thủy gia được mời tới thiếu gia thủy gia thủy cao lương đi tới bên cạnh cô lành lạnh trêu ai nói muốn nói cái gì đây chuyện máu chó như vậy mà thằng ngốc đó cũng có thể nói chị nó chỉ có thể nói do ông trời đặc biệt thương yêu những người khác thôi. Thối cao lương, làm sao em lại có thể cười nhạo chị đây? Thủy y mễ vỗ cái đầu dưa của em trai một cái. Chị đây là có mị lực có được hay không? Cô gái nào đó ưỡn ngực, dương dương hả hê. Thủy cao lương trợn trắng mắt, khỏe mắt liếc thấy có người đang từ từ đi tới. Liền nói với chị gái mình, có lúc ngu ngốc cũng là một niềm hạnh phúc cũng chỉ có anh rể mới có thể chấp nhận được chị thôi phải biết quý trọng đó không nên trở về bắt nạt em nói xong hắn gật đầu với người vừa mới tới một cái liền nhường không gian lại cho bọn họ tỷ cao lương chị mới không cần em nuôi cô giờ nắm đấm lên vai với em trai thị uy được rồi nó đi xa rồi đông nhật dương đi tới kéo quả đấm của cô xuống cười chán an không cần nói nuôi em bởi vì nuôi em là trách nhiệm của anh anh không cho phép người khác cướp đi công việc này bên trong hết bận rồi sao nhìn thấy giờ này đáng lý ra ông xã mình nên bận rộn thủy y mễ nghi ngờ có cha ở đây ông ấy luôn ước gì có thể bận rộn như vậy đấy hắn cười đến ôn nhu dị thường bàn tay ở trên mái tóc của cô nhẹ xoa tất cả đều là nhờ em là em làm cha có thể vội vàng bận rộn Em chỉ là muốn giúp một tay mà thôi. Em là vợ của anh không phải sao? Lần đầu tiên được hắn tán dương, Thủy Y Mễ ngượng ngùng đỏ mặt. Cảm ơn người, bà xã yêu quý. Đồng Nhật Dương nâng tay cô lên, đặt ở bên môi khẽ hôn. Một câu hai nghĩa nói, anh sẽ thưởng cho em thật xứng đáng. Hả? Cô không hiểu ngẩng đầu nhìn về hắn, lập tức bị dục vọng nồng đậm trong mắt hắn dọa sợ. Anh không thể nào không phải là như cô nghĩ chứ bảo bối chính là như em nghĩ đông nhật dương mặt không đỏ hơi thở không gấp thẳng thắn nói hôm nay là ngày hết kỳ hạn một tháng em cũng đã hoàn thành hứa hẹn dứt lời đông nhật dương liền đem cô tới phòng nghỉ ngơi riêng ách nhật dương bây giờ còn là ban ngày thủy y mễ ngăn cản trời ạ à, bên ngoài còn có nhiều khách như vậy bọn họ lại đang ở nơi này cô không muốn sống nữa. Bà xã, em yên tâm, nơi này có thiết bị cách âm tốt nhất. Đồng Nhật Sương khóa cửa, chậm rãi đi về phía cô. Thủy Y Mễ không nhịn được, mà nuốt nước miếng cái ực, có chút mong đợi. Ồ, cô cũng biến thành sắc nữ rồi. Không đợi đến lúc cô lấy lại được tinh thần, hắn liền cúi xuống, hùng hăng hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, cuồng nhiệt mút lấy đôi môi đỏ mọng non mềm của cô. Dường như muốn đem sự ẩn nhẫn của một tháng này thả hết ra ngoài, càng lúc càng thâm nhập, môi lưỡi linh hoạt cho khoang miệng cô ngập tràn hơi thở của hắn, chỉ chốc lát sau liền đem cả cái miệng nhỏ hôn đến mức vừa đỏ vừa sưng. Thủy Y Mễ cũng cảm thấy dục vọng của mình vừa vội vàng lại mãnh liệt, hai người đã lâu không hoan ái, giống như đất khô hạn gặp phải mưa, liều chết hấp thu hơi thở của đối phương ai cũng không thể phân rõ trong miệng mình là hơi thở của ai hắn buông cái miệng hồng nộn nhỏ nhắn ra đưa ra cánh tay dài để ngang thân cô đi đến ghế rửa to cẩn thận mà đem cô đặt ở đó đồng nhật dương vừa nôn môi vừa đưa tay cởi ra nút áo trên người cô ngay sau đó thăm dò vào bên trong cách lớp áo ngực bắt đầu xoa nắn à cái miệng nhỏ của thủy y mễ khẽ mở ra tiếng rèn rỉ không ngừng truyền đến hắn đầy áo ngược ra ngón tay vuốt ve nhụy hoa của cô làm chúng đứng thẳng lên tiểu hãnh ừ um, dương khoái cảm tê dại từ người của cô dâng lên không để cho cô co rúm thân thể lại bụng dâng lên một loại cảm giác trống rỗng muốn hắn tới ôm cô đồng nhật dương giống như thấu suy nghĩ của cô đưa tay mò lên đem cô ôm lấy bàn tay thôi đi xuống mơn trớn bụng mềm phẳng của cô. Hắn làm cho tốc độ từ từ dần nhanh lên, cô cả ngày càng không cách nào nhịn được. Đôi tay níu lấy ống tay áo của hắn, hy vọng hắn có thể nhanh lên một chút, kết thúc chuyện hành hạ mệt nhọc này. Chờ một chút, dục vọng của bọn họ quá cường liệt, hắn sợ quá nhanh, sẽ làm cô bị thương. Bảo bối, anh nhẫn nhịn đã lâu rồi, những thứ này đều là anh nên được, biết không? ngoan gọi anh anh thích tiếng kêu của em đồng nhật dương khẽ liếm vành tai mượt mà của cô hấp dẫn cô ngay sau đó từ từ liếm đến môi của cô sau đó là cái cổ trắng nõn tiếp theo là hai bên ngực đầy đặn hắn ngậm lấy nhụy hoa phấn hồng hình như cố ý muốn đem cô bước điên a à, ừ cô rốt cuộc nhịn không được mà ngâm hô lên một tiếng thân thể đầy đặn mềm mại ở trong ngực hắn không ngừng rãy rủa huyết dịch của cả người giống như cũng tràn đầy tia lửa sắp thiêu đốt cô đến chết đi cô sẽ chết mất nếu còn tiếp tục như vậy nữa cô nhất định sẽ chết đấy không cho phép trốn anh vẫn chưa đủ Chỉ để cảm thụ hắn đang tồn tại trong cơ thể cô tùy y mễ cảm thấy tìm vọt lên một gỗ nóng rực cô đưa ra hai cánh tay với hắn tựa như đứa bé muốn hắn ôm Đông Nhật Dương không đợi cô mở miệng, cũng đã hiểu van xin trong đáy mắt cô. Hắn buộc chặt hai lực cánh tay, đem cô vững vàng ôm vào trong ngực. "Tiểu Mễ." Hắn giọng trầm thấp, ở bên tai của cô khẽ gọi. "Dương, yêu em." Cô khàn khàn giọng, gần như cầu xin nói, "Được." Cô điềm đạm đáng yêu làm hắn hơi động lòng, càng làm hắn nghĩ muốn hung hăng thương yêu cô. Hắn hôn lên môi của cô cánh tay ôm lấy cô thật chặt tăng nhanh đoạt lấy tốc độ của cô đột nhiên một cỗ lửa nóng từ lưng hắn chui lên hắn đem lấy chính mình thật sâu vùi sâu vào trong nơi mềm mại của cô gầm nhẹ bắn ra một luồng nhiệt năng đồng nhật dương ôm chặt cô ở bên tai của cô nhẹ nhàng nói anh yêu em cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện nhớ like ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình se để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nha. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Cô ấy không cần em thừa nhận, anh thừa nhận là được rồi. Đồng Nhật Dương phát ra âm thanh tàn khốc mà nói với cô. Nếu như không lập tức nói xin lỗi, em đừng mong lấy được dù chỉ là một xu tiền tiêu vặt tháng này. Anh... Đồng Nhật Nha không thể tin được, anh trai cô, thế nhưng vì Thủy Y Mễ mà đối xử với cô như vậy. Thôi đi, Nhật Dương. Thủy Y Mễ ở bên cạnh, cảm thấy làm như vậy có chút hơi quá. Em không nghĩ gì đâu, anh bỏ qua đi. Em là chị dâu, nó phải tôn trọng em, chứ không được phép xỉ nhục em. Đồng Nhật Dương quyết tâm dạy dỗ em gái hắn một lần. Cô không cần giả bộ tốt bụng. Đồng Nguyệt Nha trợn mắt lên, giận dữ nhìn Thủy Y Mễ. Nếu không phải là bởi vì cô ta, thì cô cũng sẽ không bị anh trai mắng. Đồng Nguyệt Nha, đồng già nuôi dạy em thế này sao? Thái độ của em gái khiến cho hắn vô cùng tức giận, đôi mày nhíu lại. Hừ, em không xin lỗi, có chết cũng không. Gào xong, đồng Nguyệt Nha khóc xoay người chạy lên lầu. Đồng Nhật Dương vẫn đang trong cơn giận dữ, lạnh lùng phân phó với quản gia. Hôm nay, không ai được phép đưa cơm lên cho nó ăn, ai dám trộm đưa lên tôi sẽ đuổi việc ngay lập tức anh không cần tức giận thủy y mễ vừa nghe đến mệnh lệnh của hắn gấp gáp nếu lấy ống tay áo của hắn làm sao có thể không để cho cô ấy ăn cơm đây ở trong mắt thủy y mễ ăn là một việc lớn không có gì sao ăn là trọng yếu hơn đồng nhật dương cúi đầu nhìn chằm chằm ống tay áo bị hai bàn tay trắng bập nắm lấy tức giận lập tức tiêu tán hết không cho nó một chút giáo huấn về sau nó sẽ càng ngày càng vô pháp vô thiên. Vậy cũng không cần trừng phạt nặng như vậy. Ăn cơm là chuyện liên quan đến sinh mạng nha. Chỉ có em cảm thấy ăn ít một bữa là chuyện lớn, không chừng với nhà đầu kia lại là một cơ hội giảm cân đấy. Đồng Nhật Dương bị bộ sáng khẩn trương của cô chọc cười. Cô chính là như vậy, phản ứng hồn nhiên thẳng thắn, khiến cho lòng hắn nảy sinh tình cảm khác thường. Vậy, em nói giúp nó, bạn em tối nay cũng không được ăn cơm đồng nhật dương bắt lấy nhược điểm của cô mà uy hiếp cô đồng nhật dương vội vàng che miệng sợ mình không khống chế được lại nói ra lời gì không nên nói ngoan đồng nhật dương hài lòng cười gật đầu đưa tay ra lại đầu tóc đang rối bù của cô nghe quản gia nói mấy ngày nay anh đi công tác em ngày ngày đều hỏi đến anh em mới không có phủ nhận quá nhanh làm cho người ta cảm thấy nàng trột dạ rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi chứ sao hả đồng nhật dương về mặt tiếc nuối anh còn tưởng rằng là do người khác quá mức nhớ anh thì ra là không phải nha đáng tiếc anh còn nghĩ trở lại liền lập tức đưa em đến ngựa chùa phường ăn bữa tối xem ra là không cần thiết rồi đợi chút ngựa chủ phường bà chữ này giống như là có ma lực đem lý trí của thủy y mễ trở lại hết đúng á à? em là ngày ngày đều hỏi quản gia á vì ngự chùa phường mặt mũi đều không quan trọng thật đồng nhật dương dáng vẻ không tin mới vừa rồi là ai trả lời rất nhanh là không có ai nha mà à, kệ tối nay anh phải dẫn em đi thủy im hễ dẫm chân ôm cánh tay của hắn vội vàng lai động khỏe miệng đâu ra không ngừng mở rộng nụ cười chẳng mắt đen thoáng qua từng tia ánh sáng tốt lắm hiện tại liền dẫn em đi vậy được rồi chứ trong giọng nói đông nhật xương hàm chứa sự cương chiều mà ngay cả hắn cũng không biết oa đông nhật xương anh thật là một người tốt thủy y mễ hết sức hưng phấn nhảy lên dùng sức ôm lấy hắn khỏe mắt đông nhật xương giật giật hiện tại anh chính là người tốt rồi hả mới vừa rồi là ai còn thở phì phò kêu anh là siêu cấp bại hoại chứ ngài đại nhân có đại lượng xin không cần cùng tiểu nữ từ này sao đo quá cô dùng hai cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng lay động cánh tay của hắn làm một bộ dáng kiểu mị đáng yêu làm nũng với hắn hắn cúi đầu liền nhìn thấy bộ dáng cô đang chua cái miệng nhỏ nhắn để lấy lòng hắn lòng của đông nhật sương chợt rung động cái cảm giác rung động đó lại xông lên đỉnh đầu mấy ngày này thời gian trung đụng cùng thủy y mễ càng dài loại cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt rõ ràng cô không phải mỹ nhân tuyệt thế lại càng không thông minh tài trí hoàn toàn không giống như suy nghĩ lựa chọn bạn đời của hắn nhưng hắn lại cứ khăng khăng chọn cô hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện tròn a à, lúc nào thì đông nhật dương hắn lại vì cái tình cảm trai gái này mà bị khổ nhiễu rồi hả đi thôi đông nhật dương lắc lắc đầu đem tất cả nghi ngờ quảng sạch xoay người đi tới cửa chính. Chờ em một chút. Thủy y mễ đuổi theo phía sau hắn, vừa chạy vừa kêu, chỉ sợ hắn không mang theo mình. Sau một tiếng, hai người bọn họ xuất hiện ở cửa ngựa chủ phường. Thủy y mễ ngẩng đầu, ngắm tấm biển cổ kính, tâm tình cực kỳ kích động. Mặc dù khách của ngựa chủ phường chủ yếu là nhân sĩ thượng lưu, nhưng nếu lấy tài lực của thủy gia cô, vẫn là có thể đi vào để thưởng thức chỉ là từ trước đến giờ, cô luôn lấy nguyên tắc giữ tâm tình vui vẻ để dùng cơm. Đối với những quy củ của ngựa chủ phường, thật sự không cách nào tán thành. Hừ, cái gì gọi là chỉ tiếp khách quý, những người không phải khách tiếp thì không tiếp đãi, đây quả thật là kỳ thị chứ sao? Thế nào? Đồng Nhật Sương nghiêng đầu, thấy vẻ mặt cô đầy cam phẫn, cảm thấy có chút kinh ngạc. Tầm tầm niệm niệm, muốn tới ngựa chủ phường, thế mà khi đến đây lại bày ra vẻ mặt tức giận thật là khiến người ta không hiểu nổi đồng nhật Sương đầu óc mơ hồ đồng nhật Sương người chủ phường các anh có kỳ thị thủy y mỹ đơn thuần thẳng thắn không chút suy nghĩ liền đem suy nghĩ trong đầu nói ra hả lúc này đồng nhật Sương có thể cảm nhận được chuyện ly kỳ có người nói qua người chủ phường cao nhã cổ kính liền tiếp ca ngợi từ xưa tới nay chưa từng có ai từng nói với hắn lời bình luận kỳ quái người chủ phường có kỳ thị này em nói xem thế nào là có kỳ thị hả người chủ phường chỉ tiếp người đặt trước hơn nữa còn phải là khách vip mới được đặt trước nói đến đây cô không nhịn được oán trách nhớ ngày đó cô liều lĩnh mạo hiểm đi tới nơi này nghĩ nếm thử một chút cái này để cho thỏa chí tò mò về món ăn thất truyền nổi tiếng ai ngờ bị chặn ngoài cửa Điều này thật sự là quá khinh thường. Anh nói, đây không phải là kỳ thị thì là cái gì? Cô nắm chặt quả đấm kích động mà cua đi cua lại trước mặt hắn. Nếu là chỗ ăn cơm thì sao phải phân cấp bậc đây? Đối với thức ăn thì ai ai mà chẳng như nhau. Khuôn mặt mỉm cười của đông nhật xương đột nhiên cứng đờ. Lời của cô giống như xối nước lên đầu hắn. Đúng vậy, hắn tại sao không có nghĩ đến điểm này nhỉ? Ngự chủ phường ngay từ đầu đã được định vị là phục vụ xã hội thượng lưu nó coi thường đám người đại chúng có mức tiêu dùng khổng lồ này thức ăn thì không nên phân biệt đẳng cấp như vậy sẽ chỉ làm cho mọi người sinh ra cảm giác xa cách cuối cùng sẽ mất đi suy nghĩ muốn thưởng thức và ca ngợi bọn họ ngựa chủ phường chính là ví dụ tốt nhất lúc ban đầu được mọi người truyền miệng nhưng rồi càng lúc càng phát triển bắt đầu chọn lựa khách thiết lập cấp bậc vì không cho phép khách hàng bậc trung được đến nên hôm nay mới dẫn đến tình trạng suy bại như thế này không còn phồn hoa náo nhiệt như xưa nữa bảo bối em nói quá đúng đông nhật sương cười ôm lấy cô nâng tay của cô lên bờ môi khẽ hôn quả nhiên thủy ra là cứu tinh cứu vớt người chủ phường anh nói lung tung cái gì đấy thủy y mễ mơ mơ hồ hồ hỏi không có gì đề nghị của em nghe sát được về sau sẽ bảo bọn họ thay đổi. Đồng Nhật Sương cười một tiếng, không thèm để ý chút nào đối với việc cô mờ mịt không biết gì. Cái này đúng rồi nha, không có những hạn chế này, bảo đảm nơi này có không muốn náo nhiệt cũng không được. Hiện tại ở đây, ngay cả một bóng người cũng khó gặp, yên tĩnh đến mức, không chút nào giống như là nhà hàng cả. Vào đi thôi, chúng ta không nên đứng ở cửa, ảnh hưởng đến việc buôn bán. Đồng Nhật Dương dịu dàng nhìn bộ dáng của cô đang nói sẵn nói bậy, độ cong của khóe môi càng thêm lớn. Lúc này, Thủy Y Mễ mới ngoan ngoãn khép miệng lại, đi theo hắn vào ngựa chủ phường. a à, ngựa chủ phường ơi, ta tới đây. Đáy lòng Thủy Y Mễ kích động mà hô lớn. Ngựa chủ phường sử dụng lối kiến trúc cung đình cổ đại, cả ngựa thiện phòng của hoàng gia cổ kính với đèn lồng u nhã tĩnh mịch, tản ra mùi vị xa xưa. Đại thiếu gia, cậu đã tới vị quản lý của ngụ chủ phường khi biết đông nhà dương đến liền vội vàng chạy tới ừ đây là đại thiếu phu nhân đông nhà dương giới thiệu Thủy y mễ với quản lý lần sau nếu cô ấy tới thì liền đưa cô ấy đến phòng riêng của tôi dạ chào đại thiếu phu nhân quản lý cung kính hành lễ với thủy y mễ không cần khách khí về sau tôi sẽ thường xuyên đến quấy giày Thủy Y Mễ khoát khoát tay với quản lý, không khách khí nói ra mục đích trong tương lai của bản thân. Đông Nhật Dương nghe được cách nói không hề khách khí của cô, cười khẽ một tiếng. "Em thật là không có chút khách khí nào cả." "Đó là đương nhiên, đây chính là lý do em đồng ý gả cho anh mà." Thủy Y Mễ đem nguyên nhân ban đầu khiến cô đồng ý gả cho Đông Nhật Dương nói ra. Đột nhiên, vẻ môi đang mỉm cười của Đông Nhật Dương thu lại, trong mắt đen nhíu lại nhất thời làm cho người ta cảm thấy từng tia lạnh lẽo hắn phân tay bảo quản lý rời đi đem thủy y mễ kéo vào trong phòng riêng em nói em gả cho tôi là vì ngự chủ phường hắn mặt không thay đổi nhỏ giọng hỏi dĩ nhiên nếu không có ngự chủ phường thì em gả cho anh làm gì không nhận ra được không khí nguy hiểm nên thủy y mễ vẫn thở giải đáp ngự chủ phường có nhiều món ăn thất truyền như vậy người bình thường không có cơ hội được thưởng thức nhưng nếu là đông gia đại thiếu phu nhân thì lúc nào cũng có thể thưởng thức chứ đông nhật sương không biết mình bị làm sao chỉ biết là mỗi câu nói của cô gái trước mắt này đều làm cho hắn thấy mình có cảm giác tức giận xưa nay chưa từng có cô lại là vì ăn mới gả cho hắn dầu gì hắn cũng là bởi vì gặp qua cô rồi cảm thấy cô thú vị đáng yêu nên mới quyết định cưới đấy nghĩ đến mình lại không bằng những món ăn kia đồng nhật dương không khỏi cảm thấy tức giận thật sao thì ra là vị trí đông gia đại thiếu phu nhân rất tốt chính là có thể để cho em tùy ý ra vào ngựa chủ phường để ăn món ăn ngựa thiện thất truyền sao lần đầu tiên lương nhật dương thay khuôn mặt luôn luôn mỉm cười với cô bằng vẻ tối tăm lạnh lùng lúc này tùy y mễ cuối cùng cũng chú ý tới chồng mình có gì đó không thích hợp anh tức giận. Cô cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Em nói tiếp đi. Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại. Dùng đôi tròng mắt đen tĩnh mịch nhìn chằm chằm cô. Thủy y mễ bị hắn nhìn chăm chú thì có chút trột dạ lắp bắp nói. Em... Em làm sao biết? Nhìn bộ dáng vô tội của cô, Đông Nhật Dương đang giận dữ, cuối cùng cũng cảm thấy vô lực. Hắn thế nào lại quên cô gái này có bao nhiêu ngu xuẩn? chuyện quá phức tạp như vậy cô căn bản xoay không kịp nói cho cùng đều là một mình hắn ở chỗ này ăn năn hối hận mà cô căn bản là không hề biết gì hết thôi ở đáy lòng thở dài một hơi thật sâu có lúc ngủ ngốc cũng là một niềm hạnh phúc thủy y mễ khó hiểu mọi người đều nói phụ nữ rất hay thay đổi theo như cô thấy thì đàn ông cũng thay đổi nhanh không kém nha muốn ăn cái gì thì tự mình gọi đi Đồng Nhật Dương đưa thực đơn cho cô, sau đó dùng chuông kêu quản lý đi vào. Thủy Y Mễ nhận lấy thực đơn, nhanh chóng nhìn lướt qua, sau đó đem thực đơn khép lại, để ở một bên. Thế nào? Đồng Nhật Dương thấy cô đem thực đơn để một bên. Em không muốn ăn hay sao? Thử em muốn gọi trên thực đơn này không có. Thủy Y Mễ nhìn hắn, nghiêm túc nói. Hả? Là cái gì? Đồng Nhật Dương nâng khóe miệng lên, hứng thú nhìn cô. Thỉnh dương Nga nổi, phượng tê hà, ngựa dùng Phật nhảy tường, hoàng muộn vây cá, thành cùng vạn phúc thịt. Cô liệt kê tên từng món ăn xa, sắc mặt của quản lý đứng bên cạnh, liền khó coi một phần. Đây, nếu không phải là những món ăn thất truyền đã lâu, thì cũng là món cực kỳ chân quý. Hiện nay, rất ít người có thể làm được. Tuy nói ngựa chủ phượng bọn họ đã từng có người làm được những món này, nhưng đó đều là chuyện của vài chục năm trước rồi. Đại thiếu phu nhân có phải muốn tới hủy đi công việc kinh doanh của nhà mình hay không? Nghĩ tới đây, quản lý không khỏi thoát mồ hôi hột đầy chán. Trong lòng đông nhật xương, mặc dù kinh ngạc khi cô, thế nhưng lại biết về những món ăn này. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, tự nhiên như ngày thường. Làm sao em biết những món ăn này? Nếu như không có nghiên cứu kỹ về đồ ăn, thì một người bình thường sẽ không thể nào biết đến được tên những món ăn này. Ừ, những thứ này đối với em mà nói là quá đơn giản người ta đã đạt được huy chương vàng dành cho nhà phê bình ẩm thực nếu những thức ăn này cũng không biết vậy thì không cần ở đây lan lộn cô nói khoác mà không biết ngượng tự tin vỗ ngực đồng nhật dương nhỏ giọng cười nói đúng vậy anh thế nào lại quên đây ông đi chuẩn bị những thức ăn mà đại thiếu phu nhân vừa nói đi hắn quay đầu phân phó quản lý nhân cơ hội này để biết năng lực ngự chủ phường đến đâu. Sau 2 giờ, những thức ăn mà Thủy Y Mễ gọi cũng lục tục được đưa lên. Thời gian mặc dù đã lâu, nhưng cô vẫn đầy mong đợi mà nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn. Nếu về sắc và hương mà nói, những món ăn này căn bản có thể đạt tới tiêu chuẩn của ngự thiện. Cầm đôi đũa lên, quét mắt một vòng đánh giá thức ăn mặt bàn. Thủy Y Mễ đưa ra bình luận khách quan, nhưng không biết mùi vị như thế nào nếm thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Đông Nhật Dương ý bảo cô động đũa. Thủy Y Mễ bắt đầu thưởng thức, từ hoàng muộn vây cá, mỗi một món ăn, cô đều nếm trước một ít. Như thế nào? Trong lòng của Đông Nhật Dương, cũng không khỏi có chút hơi khẩn trương. Có thể nói lời nói thật sao? Thủy Y Mễ cẩn thận hỏi. Nói đi. Nghe thế, hắn mơ hồ hiểu ý cô. Chẳng ra sao cả, Cô biểu lộ vẻ mặt nghiêm túc mà chuyên nghiệp. So với tưởng tượng của em thì kém quá nhiều. Mà dù em chưa từng ăn những thức ăn này, nhưng mà em lại tin tưởng mùi vị của chúng sẽ không bình thường như thế. Khoảng muộn vây cá không đủ trơn nhẵn, hầm trong nồi thời gian không đủ, vạn phúc thịt thì không đủ hương. Tóm lại, em có chút thất vọng. Mùi vị căn bản không phải như em muốn, thậm chí còn không bằng những nhà hàng khác em đã ăn. Đây không phải là nói ngựa chùa phường không đủ tiêu chuẩn, mà là do đầu bếp ở đây, tay nghề không đủ sâu, phương pháp nấu ăn không đúng. Thủy Mễ không nghĩ tới, nhưng món ăn mình vẫn luôn muốn được thưởng thức, lại là như vậy. Cảm thấy thất vọng không dứt. Cô đã từng xem qua tài liệu, trên đó có rất nhiều các nhà bình luận ẩm thực tầm cỡ, đánh giá rất cao ngựa chùa phường. Nhưng hôm nay, ăn được những thứ này, cảm giác sao chúng lại có thể bình thường như thế tuy nói tài liệu là chính xác nhất, nhưng vẫn là bị tác động qua rồi. Không ngờ, cô có thể nhận xét đâu ra đó như thế, mới nếm mấy món ăn mà đã chỉ ra được vấn đề của ngựa chủ phường rồi. Hắn còn là có chút xem thường nàng, vốn tưởng rằng nàng chỉ là chọn ăn, thích ăn, thận miệng đưa một hai câu bình luận mà thôi. Có lẽ, ngựa chủ phường có thể vực dậy lần nữa, trên tay cô cũng nên. Trên đường về nhà, Thủy y mễ an tĩnh khác thường. Đồng Nhật Sương cũng biết, nội tâm của cô giờ phút này bị đánh thẳng vào, cho nên không có lên tiếng quấy giày cô đang trầm tư. Cho đến lúc vào phòng, Thủy y mễ mới đưa tay kéo hắn. Ngựa chủ phường thế nào lại biến thành như vậy? Cô thế nào cũng không thể tin được, nhà hàng truyền thừa hàng trăm năm lại làm ra những thức ăn mùi vị bình thường như thế kia. Như vậy thì hôm nay không phải là ngày đầu tiên không có khách. Không ngờ trừ An ra, em đối với những chuyện khác cũng nhạy cảm như vậy. Đồng Nhật Dương ôn nhu cười, giống như đây không phải là món chuyện ghê gớm gì. Đồng Nhật Dương, em đang hỏi ngươi chuyện đứng đắn, làm sao lại có thể làm ra vẻ như mình không liên quan đến chuyện này vậy? Cô tức giận nhìn hắn chằm chằm. Đây chính là chuyện không liên quan đến anh. Tiện tay tháo cả vạt ra, lười biếng nằm tựa vào ghế mây. ngửa chủ phường là do cha phụ trách kinh doanh, chứ không phải anh. Hắn rất bận rộn, công việc ở tập đoàn Đông Thị do một tay hắn phụ trách. Hắn nào có thời gian ở không, mà đòi trông nom một ngựa chủ phường nho nhỏ như vậy. Nếu như không phải là cha của mình, thì hắn đã mặc kệ ngựa chủ phường, muốn biến thành cái gì cũng được rồi. Anh, làm sao anh có thể nói như vậy đây? Thủy y mễ đối với hắn, chẳng hề để ý thì vô cùng tức giận ngự chủ phường là sản nghiệp được truyền lại từ đời của một đông gia nó không phải là tài phú nhưng nó được lịch sử của đông gia chứng kiến làm sao anh lại có thể không thèm để ý chút nào như vậy đông nhật sương ngẩn người nhìn cô tức giận đến nỗi mặt đỏ lên như lòng đỏ trứng thật lâu vẫn không rời được ánh mắt đi từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn được giáo dục là làm như thế nào để quản lý cả tập đoàn đông thị cho tới bây giờ cũng chưa có xuất hiện qua ba chữ người chủ vườn này trong nhận thức của hắn đây chẳng qua là nhà hàng nho nhỏ có cũng được mà không có cũng không sao vậy mà hôm nay một cô gái mới gả vào đông gia so với bất kỳ một người nào trong đông gia đều quan tâm đến gia sản đông thị trong nháy mắt lại khiến hắn cảm thấy xấu hổ chỉ là một cô gái cao một trăm sáu mươi cm nhưng trong xương lại chứa đựng sự nhiệt tình to lớn vì ngự chủ phường cô cam nguyện đánh đổi hôn nhân của mình vì ngự chủ phường cho dù đối với thức ăn có chút thất vọng nhưng vẫn còn dõng dạc dạy dỗ hắn cảm ơn mặc dù không là vì hắn nhưng hắn vẫn ở từ đáy lòng cảm kích cô thủy y mỹ đột nhiên bị hắn kéo vào trong ngực dựa vào đó yên lặng lắng nghe tiếng tim đập trong ngực hắn không cần cảm ơn cô theo bản năng bật thốt lên ha ha đồng nhật dương cất tiếng cười to cô gái nhỏ này đáng yêu quá đi mất anh đồng nhật dương dịu dàng ôm cô đưa tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mái tóc của cô Trước kia đúng là ngựa chủ phường hiển hách một thời nhưng đến thế hệ của ông nội thì thành tựu dần dần xuống dốc rồi ông nội vì khuất trương tập đoàn đông thị trên bản đồ mà dần dần coi thường ngụ chủ phường thế nên nó chỉ kinh doanh sơ sài nhưng là nó dù sao cũng là gia nghiệp tổ truyền có sao thì cũng muốn duy trì được nó cho nên đây cũng là nguyên nhân tại sao nhiều năm như vậy nó ở trong tay ba kinh doanh không tốt nhưng vẫn nhất định lưu lại nó dù chỉ còn lại cái danh tiếng nếu muốn duy trì nó vậy tại sao không tìm ra biện pháp cải thiện nó ngược lại còn mặc cho nó tiếp tục như vậy cô không hiểu như vậy thì kết quả sau cùng chỉ có một chính là tịch thu nó đúng vậy nếu không cải thiện nó thì sẽ tiếp tục đi xuống như vậy đông nhật dương khe khẽ thở dài hiện tại giấy ẩm thực cạnh tranh ngày càng kịch liệt nếu như không có sáng ý cùng thức ăn ngon nhất thì sẽ rất khó giữ được khách hàng chú cùng mấy cô của anh có lẽ là cũng đã đề nghị ông nội buông tay ngựa chủ phường nhưng đã bị ông bác bỏ rồi ông nội nhất định là rất trân trọng gia nghiệp tổ tông ông không muốn ngựa chủ phường biến mất trong tay mình cô khẳng định không sai cho nên lần này ông nội mới có thể ngầm cho phép anh nhúng tay vào chuyện của ngựa chủ phường đông nhật dương mỉm cười mà lần này người chủ phường có cứu được hay không tất cả đều dựa vào em em biết rồi còn không phải là dựa vào gạo của nhà em hay sao thủy y mễ mặc dù đơn thuần nhưng không phải là ngu ngốc em biết. Hắn còn tưởng rằng Thủy Gia sẽ không nói ra nguyên do đấy cho cô biết. Hừ, em cũng không phải là ngu ngốc. Cô hừ nhẹ nói, em cũng không phải là tuyệt thế đại mỹ nữ, điều kiện của đâu ra các anh so với nhà em mạnh hơn nhiều như vậy, làm sao vô duyên vô cớ lại muốn kết hôn với em đây? Ngoại trừ vì gạo của nhà em ra, thì không thể còn nguyên nhân nào khác rồi. À, em không tự tin như vậy sao? Đông Nhật Sư mỉm cười, vuốt về mái tóc của cô. Chẳng lẽ em sẽ không cho là anh bởi vì bản thân em mà cưới em hay sao? Làm ơn, em thể biết rõ bản thân mình. Cô mắt trợn trắng lên. Chẳng lẽ con mắt của anh lại mọc trên đỉnh đầu, làm sao có thể để ý đến em đây? Bảo bối, lời này cũng không đúng rồi. Nếu lúc đó anh không phải là coi trọng em, thì còn chấp nhận cưới em sao? tiếng cười êm ái từ trong miệng hắn bật ra. Anh cũng không phải là tự nguyện. Cô nhíu đôi mải thanh tú. Làm sao em biết, anh không tự nguyện. Thủy y mễ từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn hắn. Anh như thế thật sao? Đồng Nhật Dương nhẹ nhàng điểm một cái vào mũi thon thon của cô. Không nói cho em biết đâu. Đồng Nhật Dương, anh thật đáng ghét. Cô nặng nề đấm vào ngực hắn, sau đó thở phì phò thoát ra không để ý tới anh nữa. Nói xong, cô cầm áo ngủ bỏ chạy vào trong phòng tắm. Đồng Nhật Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn cửa phòng tắm đóng chặt. Không biết được, vào giờ phút này, trong lòng mình đang có tư vị gì. Ngay cả hắn cũng không làm rõ được tâm hắn đang có gì thay đổi. Chỉ là hắn cảm thấy càng ngày càng mê hoặc ảnh hưởng của Thủy Y Mễ đối với hắn hình như vượt qua khỏi tưởng tượng của hắn rồi toàn thân đông nhật xương không khỏi run lên một ý nghĩ đáng sợ đành úp vào đầu óc hắn phòng họp cao cấp đông thị hắc thế nào lại uống rượu một mình ông phàm đầy cửa đi vào để nhìn đông nhật Dương ngồi một mình một chỗ tới rồi để ly rượu xuống đông nhật xương liếc mắt nhìn bạn tốt thịnh thiên đâu đang trên đường tới ông phàm tùy ý ngã vào ghế sa lông nửa nằm nửa tựa nhìn hắn thế nào rất ít khi thấy cậu có bộ dạng này trên mặt đông nhật dương lúc này không có bóng dáng của nụ cười thường thấy nhưng hắn không chỉ không có nụ cười mà lại còn có một bộ dạng nặng nề đây thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao đồng đại thiếu gia cũng sẽ có loại cảm xúc đó trên mặt sao ha bộ dáng bây giờ của cậu thật là quá khả nghi rồi ông phàm hứng thú rồi rào chăm chú mà nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của hắn khẳng định không phải chuyện của công ty là chuyện trong nhà sao cho dù công việc có vấn đề lớn hơn nữa Âu Phạm cũng chưa từng thấy hắn nhíu lông mày một cái cho nên hiện tại bộ dạng nhan nhó này của hắn chắc chắn sẽ không là bởi vì công việc vậy cũng chỉ còn dư lại chuyện riêng rồi có gì chuyện trong nhà Thịnh Thiên vừa vào đến cửa để nghe thấy âm thanh hưng phấn của Âu Phạm cậu tới thật đúng lúc đang đến lúc đặc sắc nhất thì lại tới Người này đúng thật là may mắn Cái gì? Thịnh Thiên thắc mắc Mời xem mặt của Đông Gia Đại Thiếu Ông Phạm Vô Trương Chỉ về Đông Nhật Sương Thịnh Thiên theo hướng đó Nhìn đến chỗ ngồi của Đông Nhật Sương Rất nhanh đã nhìn ra đầu mối Cậu có chuyện gì? Thịnh Thiên trực tiếp hỏi Đông Nhật Sương Khó khăn lắm mới nhìn thấy Hắn uống rượu giải sầu Thật là ly kỳ Thế nào? Đông Nhật Sương nhướng mày ngọn núi nhẹ nhàng nhảy lên. Hôm nay, hai người các cậu thấy hứng thú với chuyện của tớ về sau. Mặc dù là tớ hẹn các cậu ra ngoài, nhưng cậu hôm nay cũng rất khác thường nha. Âu Phạm lạnh lạnh nói, vẫn ung dung nhìn chằm chằm hắn. Không phải là vì cái người mới nhậm chức bà xã của cậu chứ? Thịnh Thiên lớn mặt suy đoán. Lì rượu trong tay đông nhật xương khựng lại giữa không chung mấy giây. Ngày sau đó, nhanh chóng bị đưa đến bên miệng, uống một hơi cạn sạch khuôn mặt vốn đang nặng nề giờ lại càng trở nên thâm trầm Chẳng mắt đen ra vào từng tia sáng lạnh thấu xương hồi lâu đồng đại thiếu gia mới chậm rãi mở miệng nói với hai người đang ngồi tò mò nhìn hắn tớ đối với thủy y mễ cảm thấy rất mê hoặc cậu vừa mới nói cái gì âu phàm suýt nữa từ trên ghế xa lông rớt xuống hắn không phải là nghe lầm đi tính cách đông nhật dương xưa nay luôn vững như bản thạch giờ này sẽ vì phụ nữ mà đau đầu sao? Người xa lạ lần đầu tiên nhìn thấy Đông Nhật Dương luôn luôn bị nụ cười ôn hòa của hắn lừa gạt. Chủ quan mà cho rằng hắn là người đơn giản, người dễ đối phó. Vì vậy đối với hắn sẽ nới lòng đề phòng. Cuối cùng bị ăn hết cả xương không kịp oán thán. Không ai biết, Đông Nhật Dương mặt ngoài. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình SE. Hôm nay, Mai Hà xin gửi tới các bạn câu chuyện hôn nhân giao dịch của phó tổng của tác giả lương hải yến nhớ like ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình se để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nha ba con muốn đổi tên bé gái 5 tuổi vừa mang cặp sách nhỏ chạy vào nhà vừa khóc lóc nói với ba mình con gái yêu làm sao vậy ba thủy đang ngồi tính toán tiền bạc khẽ từ đống tiền gần đầu lên liếc nhìn con gái một cái đang yên đang lành, tại sao lại muốn đổi tên? "Ba, con không muốn tên Thủy Y Mễ nữa, tất cả các bạn trên lớp đều gọi con là Ngọc Mễ, con không muốn bị gọi là hạt ngô đâu." Hừ, cái môi nhỏ nhắn của bé cong lên tỏ vẻ rất không vui. "Con gái ngoan của ta, Thủy Y Mễ chứ không phải là hạt ngô." Bà Thủy vội vàng xoa dịu con gái. "Nhưng nghe giống như là hạt ngô." Tất cả các bạn khác trong nhà trẻ đều gọi em như vậy, giống như bản thân mình đang mang một biệt hiệu riêng, nên em rất ghét. Con gái à, các bạn không biết Thủy Y Mễ là tên hay, cho nên chúng ta đừng để ý đến bọn họ có được không? Mà kệ, mà kệ, bà à, con muốn đổi tên. Hình ảnh việc bị bạn trong lớp cười nhạo lại lần nữa hiện lên trong đầu. Việc này đã trở thành một chuyện rất lớn đối với em. Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, bà thủy ôm con gái thế còn muốn đổi thành tên gì nào tiểu mễ hay đại mễ hay ngọc mễ nghe bà nói ra mấy cái tên còn khó nghe hơn cả tên này thủy y mễ càng khóc lớn hơn bà thủy sợ đến mức chân tay luống cuống không thể làm gì khác hơn đành phải gọi vợ ra ứng cứu bà xã mau ra đây mẹ thủy đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng chồng mình gọi ầm ĩ liền từ từ trong phòng đi ra anh gọi cái gì vậy? Mẹ Thủy vừa đi vừa đỡ cái bụng bầu, vừa ra đến nơi đã thấy con gái khóc, đến mức đỏ hoe cả hai mắt, rất đáng thương. Liếc về phía chồng một cái, bà Thủy hiểu ý, lập tức thì thầm vào tai vợ mấy câu, sau đó bày ra vẻ mặt bối rối. Đến đây với mẹ nào? Mẹ Thủy giang hai tay ra, đón Thủy y mễ. Hù, mẹ, con muốn đổi tên. Thủy y mễ vừa khóc, vừa chạy vào lòng mẹ. Ở nhà trẻ các bạn cứ chế nhạo tên của con. Tiểu Mễ, tên của con rất đẹp mà. Mẹ Thủy nhẹ nhàng giải thích với con gái. Nhà chúng ta kinh doanh gạo, lúc con sinh ra là lúc ba con mới trồng ra được loại hạt y mễ chất lượng rất tốt, bán được rất nhiều, cho nên mới lấy tên con từ loại lúa này để làm kỷ niệm. Không phải như vậy rất hay hay sao? Mẹ Thủy vừa ba hoa chiếc trẻ xong, không biết con gái nghe có hiểu hay không còn không muốn thủy y mỹ vẫn cường quyết không muốn như trước này bà thủy nhìn vợ y nói bà dùng biện pháp khác tiểu mễ mẹ cho con biết hạt y mễ có thể làm sao người ta trắng hơn biến thành xinh đẹp hơn bà đặt cho con cái tên này có ý nghĩa rất tốt mà mẹ thủy thấy con gái ngừng khóc thì tiếp tục dỗ chẳng lẽ con muốn làm đứa bé xấu xí sao con không muốn làm đứa bé xấu xí. Quả nhiên, bé con tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng thích được xinh đẹp. Y mễ có nghĩa là vừa trắng, vừa xinh đẹp sao? Mặc dù biết con gái chỉ nghe được một vài lời của mình, rồi hiểu theo suy nghĩ của nó, nhưng ba mẹ Thủy vẫn không hề đính chính lại, mà lại vui vẻ gật đầu xác nhận. Và cứ như vậy, từ lúc 5 tuổi, Thủy Y Mỹ đã bị cha mẹ mình lừa gạt, mãi cho đến lúc cô lớn lên vẫn luôn luôn oán trách cũng may em trai sau khi sinh ra lấy tên do cô chọn coi như cô cũng được một chút gọi là an ủi trong nhà hàng cao cấp nam phục vụ tuấn tú bảnh bao đang cố gắng giữ trên môi nụ cười chuyên nghiệp nhất nhẹ giọng nói xin lỗi tiểu thư cô thật sự gọi hết số đồ ăn này sao hắn khom lưng đem thực đơn ra trước mặt thủy y mễ nhằm xác nhận lại đúng chẳng lẽ nhà hàng của anh không có những thức ăn này thủy y mễ nhíu đôi mải thanh tú vậy sao những món này vẫn được ghi trên thực đơn không nhà hàng chúng tôi có tất cả các đồ ăn đã ghi trên chỉ là không nghĩ tới một người như cô lại có thể ăn nhiều đến vậy người phục vụ nghĩ thầm trong bụng vậy xin cô đợi cho một chút những thức ăn đó sẽ được đưa lên ngay người phục vụ nhìn sổ ghi chép có một dãy số dài các món ăn không khỏi thầm lấy làm lạ trên đời thật sự có người ăn được nhiều như vậy sao sếp anh tới đây để dùng cơm sao bạch thiên nhớ rõ sếp của mình không thích đồ ăn ở đây nghĩ đến đó hắn lại nhỏ giọng hỏi lại sếp một lần nữa dĩ nhiên đồng nhật sương cười cười chọn một vị trí sau đó liền ngồi xuống cậu cứ về trước đi nhớ buổi chiều có hội nghị lúc ba giờ vâng dù thế nào hắn cũng đã làm việc cho đông nhật dương suốt mấy năm ít nhiều cũng có thể hiểu được ý định của hắn lúc này trông thấy đông nhật dương cười cười trong ánh mắt lóe lên một tia xảo hoạt hắn cũng đoán được là sẽ có chuyện thú vị xảy ra đông nhật dương nhìn chăm chú và cô gái đang ngồi ở góc bên kia một cách đầy hứng thú tầm nhìn chuyển đến một bàn đầy thức ăn bên cạnh ý cười trong mắt ngày càng sâu thời đại bây giờ vẫn có cô gái dám ăn nhiều đến vậy sao? Hai, thật là thất vọng. Thủy y Mỹ mới đem thức ăn vào miệng, liền nhổ ra, vẻ mặt ủ rũ nói. Cứ tưởng đồ ăn ở đây ngon lắm, thì ra chỉ được cái vẻ hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Nếu không phải là thấy trên internet, người ta khen ngợi về nhà hàng này rất nhiều, thì cô sẽ không tò mò mà đến nếm thử. Đúng là làm người ta thấy quá thất vọng mà. Có lẽ, những thông tin trên mạng thì không thể tin hoàn toàn. Nghĩ thế, cô lập tức gọi phục vụ đến tính tiền. Tiểu thư, số đồ ăn cô gọi còn chưa vơi đi ít nào. Chẳng lẽ cô không hài lòng với đồ ăn của chúng tôi sao? Phục vụ thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên nên vội vàng hỏi. Để món ăn hạng nhất còn khó ăn như vậy, tôi nghĩ những món còn lại cũng không thể ngon hơn đâu. Nói xong, liền để mấy tờ tiền giá trị lớn xuống bàn, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Ha ha! Đồng Nhật Sương nhỏ giọng cười khẽ, thật thú vị. Không người nào đến ăn ở nhà hàng này lại dám nói thẳng ra những lời chê bai như thế. Mà cô là người đầu tiên. Bởi nhà hàng này là của đại tiểu thư tập đoàn Đông Thị. Cho dù đồ ăn có không ngon thật, thì bọn họ cũng sẽ hết lời khen người, chứ không ai đủ gan lên tiếng phê bình. Đồng Nhật Sương thấy kịch hay đã kết thúc, nên cũng không ngồi thêm mà lập tức rời khỏi nhà hàng. Chỉ là đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ có thể để lại ấn tượng cho đông nhật xương hắn. Buổi tối, tại phòng khách biệt thự đông ra, bầu không khí mang vẻ lạ thường. Hắn mặc một bộ quần áo ở nhà, trông rất thoải mái, nổi bật lên vẻ anh Tuấn hơn người. Ngồi trên ghế salon với vẻ mặt mỉm cười, hai cánh tay đàn trước ngực, bày ra một bộ dáng nhẹ nhõm, trông rất vô hại nhưng ba người ngồi đối diện hắn thì lại hoàn toàn đối lập ai cũng mang nét mặt khẩn trương nhìn rất chăm chú đợi câu trả lời từ hắn ba người đàn ông trung niên trước mặt hắn lập tức ngồi thẳng lưng dậy bà vừa nói muốn con kết hôn sau đồng nhật dương hỏi cha trên môi nở nụ cười vô cùng rực rỡ vậy mà ba đông lại cảm thấy như có một trận gió lạnh vừa quét qua người ông trên trán toát đầy mồ hôi hột. Hơ, đúng là như vậy. Tiếng trả lời càng ngày càng nhỏ, người ngoài không biết, còn tưởng rằng ông mới chính là con trai của hắn đấy. Mẹ! Đồng Nhật Dương quét mắt qua bên cạnh. Mẹ vừa nói, còn phải kết hôn với con gái thủy ra sao? Ha! Mẹ đông cười gượng hai tiếng, sau đó cúi đầu xuống, cẩn thận từng ly từng tí, nhìn về phía con trai mình, nhỏ giọng nói. Đúng vậy, đồng nhật dương mỉm cười, mắt nhìn chằm chằm cha mẹ một lúc lâu, sau đó đem ánh mắt bắn về phía người ngồi bên cạnh họ. Cô gái trẻ tuổi lập tức giơ tay lên nói lớn: "Anh à, em không có ý kiến gì đâu. Anh có nói em có nói gì không?" Quần mặt hắn vẫn cứ mỉm cười như cũ, nhưng trong mắt đen lại hiện lên một tia sáng bé nhọn, làm cho người ta dù có muốn cũng không dám coi thường. Vậy ý của con thế nào? Bà đồng cẩn thận hỏi lại con trai. Bà, không phải mọi chuyện, cha đã thay con quyết định rồi ư. Sao giờ lại ngồi đây hỏi ý kiến của con thế này? Đồng Nhật Dương vẫn duy trì nụ cười tuấn tú, giọng nói êm ái đến lạ thường. Ha! ha. Bà đồng bị hỏi ngược lại, liền trột dạ, nhanh chóng cười cười. Dù gì thì con cũng là người trong cuộc mà, không phải sao? Cảm ơn bà đã nhớ rõ, con là người trong cuộc, giọng nói nghe như rất ôn hòa nhưng thật ra thì toàn lời giễu cợt khiến ba đầu xấu hổ không thôi nhật dương thật ra thì cũng không thể trách ba con mẹ đông thấy chồng mình khó xử thì không nhịn được nên lên tiếng giải thích còn cũng biết đấy mấy năm nay ngựa chủ phường kinh doanh ngày càng kém ông nội con tin tưởng giao ngự chủ phường cho ba con quản lý mà nay lại như vậy thật sự là không ổn rồi bà đầu ngồi bên cạnh sắc mặt cực kỳ khó coi đang gật đầu liên tục thỉnh thoảng còn thở dài mẹ đông thấy nụ cười trên môi của con trai thoáng bột tắt liền vội vàng hỏi tiếp mấy ngày nay chú và các cô của con liên tục đem chuyện ngự chủ phòng nói về ông nội con làm cho ông càng thêm tức giận hạ lệnh bắt ba con phải ngay lập tức nghĩ ra cách cải thiện tình hình hiện nay nếu không ông sẽ thu hồi lại ngự chủ phường con à, ông nội con đã nói như vậy rồi. Nếu bà còn không làm được gì cho ngự trù phường, thì nhất định bà sẽ mất hết tất cả. Ông con là người nói được làm được đấy. Bà Đông mang vẻ mặt đáng thương nhìn con trai mình. Gạo của Thủy Gia rất nhiều nhà hàng muốn có, nhưng mỗi quý họ chỉ cung cấp một số lượng nhỏ cho một vài nhà hàng. Nếu như chúng ta có thể lũng đoạn nó, nói không chừng, tình trạng của ngự chủ phường sẽ được chuyển biến nói không chừng không phải biểu thị cho ý nói không chắc chắn sao đồng nhật dương không khỏi thở dài vì người ba quá ngây thơ của mình bà có thể lấy hôn nhân cả đời con để đi đánh cược cho một chuyện không hề chắc chắn như vậy có phải là quá mạo hiểm hay không con yên tâm bà đã nghĩ cả rồi nếu mọi chuyện không thành công thì con có thể ly hôn bất cứ lúc nào bà đồng tự cho biện pháp của mình là đúng đắn khiến đồng nhật dương không biết nói gì hơn Bà cho là người nhà thủy gia đều ngu ngốc nên chúng ta có thể tùy tiện lợi dụng phải không? Hắn bàn lại ba mình. Vậy, phải làm thế nào? Ba đông bày ra khuôn mặt khổ sở, nhỏ giọng hỏi lại. Cuối cùng thì đông nhật dương cũng thu lại nụ cười, khẽ thở dài. Ba, ngày mai, bà bảo người đem tất cả báo cáo tài chính của ngựa chủ phường đến cho con. Nhật Dương, con đồng ý kết hôn sao? mặt mày ủ ruột của ba đông khi nghe con trai nói như vậy lập tức sáng lên chính miệng hắn nói sẽ nhận hết mọi chuyện rắc rối này phải chăng hắn đã dao động chờ con xem xong báo cáo sẽ trả lời sau hắn nói xong liền đứng dậy đi lên lầu để lại ba người đang ngồi đó hết sức tập trung suy đoán ý tứ trong câu nói của hắn ba có phải ý của anh là đồng ý nhưng cũng chưa phải là đồng ý không đồng nguyệt nha nghi ngờ hỏi ba mình đôi lông mày nhíu chặt ba còn kiên quyết không đồng ý cho anh cưới cô gái con nhà giàu mới nổi như vậy về làm chị dâu của con đâu nguyệt nha thủy gia không phải nhà giàu mới nổi bà đồng lần nữa giải thích cho con gái hiểu thủy gia chỉ là có tổ tông xuất thân từ nông dân thôi bọn họ bây giờ cũng có công ty gia đình hơn nữa còn với con gái thủy gia không phải đã từng là bạn học thời đại học sao Ba, còn đúng là xui xẻo mới cùng. Thủy Ngọc Mễ, học chung một lớp. Hừ. Đồng nghiệp Nha nghĩ tới Thủy Y Mễ với thân hình tròn vo, trắng trẻo mập mạp, liền không nhịn được, cao mày. Cô ta rất béo đó. Trời ạ, à, cho một người cực kỳ ham ăn, béo ú, làm chị dâu cô, không bằng cho cô một đao đi cho xong. Là Thủy Y Mễ còn không được vô lễ với chị dâu tương lai như vậy. Bà đồng nhỏ giọng trách con gái. Nguyệt Nha, con phải nghe ba. Từ sau không được phép nói như vậy nữa. Mẹ đồng sợ con gái nói như vậy, mà đến tai của con trai thì nguy to. Hơn nữa, mẹ đã gặp qua cô gái đó rồi. Nó chỉ đầy đạn một chút, chứ không mập. Trông rất có phúc phận. Mẹ, có cần phải nói tốt cho cô ta như vậy không? Tóm lại, là con thả để cho chị Nhan Như làm chị dâu con, chứ không bao giờ chấp nhận cô ta đồng nguyệt nha khó chịu nói nguyệt nha mẹ đông vừa nghe vậy thì lập tức mở mắt những lời như vậy không cho phép con nói trước mặt anh con nếu như con còn dám nói thêm một câu như vậy nữa mẹ sẽ nói ba con khóa hết thẻ tín dụng của con lại biết chưa nhìn thấy mẹ tức giận như vậy đồng nguyệt nha vội vàng im miệng trong lòng tự máng mình trước mặt mẹ không nên mở miệng bình phẩm về nhân cách người khác. Vâng." Đồng Nguyệt Nha ngoan ngoãn gật đầu lại. "Được rồi, con mau về phòng đi." Bà Đồng lại vội vàng lên tiếng giải vây cho con gái. "Đồng Nguyệt Nha," vừa nhìn thấy ba lên tiếng giúp mình, lập tức nhảy dựng lên, chạy thẳng về phòng, chỉ sợ mẹ đã tiếp tục mắng mình. Trở về đến phòng, cô không quên mắng thủy y mễ, "Hừ, muốn làm chị dâu của cô ư?" không có cửa đâu. Ông tổ của đông gia là đầu bếp trong ngự chủ, là một người có tay nghề tuyệt thảo, được hoàng cung yêu thích. Tay nghề của người trong đông gia được ông tổ truyền lại, cho đến đời của cụ nội đông gia thì lấy ngự chủ phường, làm bảng hiệu cho quán ăn. Đông gia vì vậy mới trở nên phát đạt. Đến đời ông nội của đông Nhật Sương thì sự nghiệp càng phát triển lên các lĩnh vực khác. Tập đoàn đông thị ngày càng nổi tiếng không ai không biết đến. Đồng lão thái gia có hai con trai ba con gái. Vì coi trọng người con trai lớn là Đông Phong, nên ông đem gia nghiệp của tổ tiên là ngựa chủ phường giao cho hắn quản lý. Nào ngờ, Đông Phong không những không có tư chất để làm thương nhân, lại còn không có tài nấu nướng. Nên, người chủ phường sau khi vào tay hắn, thì kinh doanh ngày càng xa suốt. Vì vậy, hắn bị mấy người em trai em gái chê cười vô số lần cũng may trời cho hắn một người con trai thông minh anh tuấn như đông nhật sương ngay cả đông lão thái xa có rất nhiều con cháu cũng chỉ yêu thích một mình đông nhật sương nên từ nhỏ đã tự mình dạy dỗ đứa cháu này thậm chí còn không cho nó ở cùng hai vợ chồng đông phong hắn mãi cho đến khi nó trưởng thành mới để nó về sống cùng ba mẹ mà cũng bởi như thế đồng nhật dương rất nhanh trở thành phó tổng giám đốc của tập đoàn đông thị làm cho mọi người trên giới của đông gia vừa ao ước lại vừa đố kỵ hận không được thay thế chỗ của hắn lại nói về thủy gia đời đời đều vất vả với đồng ruộng quanh năm cài cấy trồng trọt ai ngờ được đến đời của thủy đạo lại quyết tâm không như tổ tông cả đời gắn liền với đồng ruộng sống kiếp ngựa trâu cho nên hắn mạnh dạn áp dụng những kinh nghiệm được tích lũy từ tổ tông để lại cùng với kinh nghiệm của bản thân mời chuyên gia đến ruộng nhà mình cùng làm thí nghiệm không ngờ thí nghiệm đó lại thành công có thể trồng ra loại gạo có chất lượng rất tốt từ đó thủy gia chính thức bước vào ngành sản xuất buôn bán gạo tuy nói là đã thoát khỏi thân phận nông dân nhưng thật ra thì gia đình buôn bán gạo thì không thể xa rời người nông dân hơn nữa thủy đạo lại chưa vượt qua được suy nghĩ của một người nông dân điều này thì chỉ cần nghe đến cái tên của con gái hắn thì có thể biết vì vậy thủy gia ở trên thương trường bị những người trong giới thượng lưu giễu cợt là gia đình lúa nước cái danh hiệu buồn cười này khiến người nhà thủy gia tức giận không thôi hắn thề cho dù thế nào cũng phải cho con gái mình gia nhập vào giới thượng lưu cũng bởi vì như vậy mà hai chị em thủy gia bắt đầu phải chịu một tuổi thơ đầy sóng gió cho đến lúc thành người Bà xã, bà nói xem định nghị vừa rồi của tôi như thế nào?" Bà Thủy đang đi qua đi lại trong phòng khách, muội vàng hỏi ý kiến vợ mình. "Ông xã à, cách đó tốt thì tốt thật." Mẹ Thủy dừng lại, do dự nhìn về phía chồng mình. "Nhưng tiểu mỹ có thể đồng ý sao?" "Nó có thể không đồng ý sao? Đây là chuyện quyết định chỗ đứng của Thủy gia trong giới thượng lưu, nó không có quyền từ chối." Bà Thủy cắn chặt sang quyết tâm nói. Chuyện này... Được rồi, ông đã nói như vậy, thì ông đi nói chuyện với nó đi. Mẹ Thủy chỉ có thể làm theo ý của chồng mình mà thôi. Sao có thể để tôi đi nói với nó được? Bà Thủy có chút trột xạ, cảm thấy những lời này rất khó nói. Bà xã ạ, à, là phụ nữ với nhau, nói chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi đi nói ư, mẹ Thủy cao giọng hỏi lại, nhưng... Không nhìn nhị gì hết, tối nay nó trở về, bà hãy nói chuyện với nó đi tôi và đông tổng đã bàn bạc xong rồi một thời gian nữa sẽ chọn ngày để hai đứa nó gặp mặt ăn một bữa cơm với nhau bà thủy dứt khoát nói ra khiến mẹ thủy không cách nào cự tuyệt được mẹ thủy thấy việc đã đến nước này không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đồng ý hai lần này biết nói thế nào với nó đây đàn thành tôi ở đây cánh tay trắng nõn giơ lên cao đang vẫy vẫy không ngừng. Tiếng gọi lớn đã thu hút sự chú ý của mọi người. Cô gái vận một bộ váy tuyết tha, giống như tiên nữ, bước ra từ trong tranh, nhẹ nhàng ngồi đối diện với người có cánh tay trắng nõn đó. Thủy tiểu mễ, cậu đừng có lớn tiếng như vậy được không? Sở đan thanh nhíu chặt đôi lông mày kẻ đen, cánh môi đỏ khi đóng khi mở, nhẹ giọng nói. Môi hồng trúng chím, cánh tay thon mềm, đan thanh, cậu thật đẹp đó. Ai? thủy mễ là một người cực kỳ yêu thích những thứ xinh đẹp nên mỗi lần thấy bạn mình cô đều khó tránh khỏi xúc động mà cảm thán đàn thành à đúng là cậu sinh nhầm thời đại rồi nếu như cậu sống ở thời cổ đại thì nhất định cậu sẽ là mỹ nữ độc nhất vô nhị mà hại nước hại dân đó cậu ít nguyền rủa tớ đi cậu chưa từng nghe qua câu hổng nhàn bạc mệnh hay sao sở đàn thành vừa nói vừa vẫy tay gọi phục vụ ừ nhỉ Thủy im mễ như bình tình lật gật đầu cậu hẹn tớ ra đây có phải là lại tìm ra món gì ngon để ăn không sở đan thanh vừa thong thả uống cà phê phục vụ vừa mang lên vừa nói đan thanh người hiểu ta quá Thủy im mễ cười hì hì nói tôi thấy trên internet người ta bảo rằng đồ ăn pháp ở đây rất tuyệt cho nên mới mời cậu đến đây cùng ăn thử xem sao cậu cậu là chuyên gia phê bình ẩm thực ở đây rồi thì tớ làm sao có cơ hội lên tiếng đây? Cô và Thủy Y Mễ đều làm ở một tòa soạn chuyên về ẩm thực. Cô là trợ lý cho xã trưởng, còn Thủy Y Mễ chuyên về phê bình thức ăn. Công việc chính là tìm nơi nào có thức ăn ngon và thưởng thức, sau đó sẽ cho họ vài ba câu phê bình. Mà thật sự những loại thức ăn đó nếu nàng nói là nó ngon thì cũng sẽ được mọi người đồng tình. Ngược lại nếu nàng bảo không ngon thì tuyệt đối sẽ không người nào ăn những món đấy nữa trời ạ à, cậu hiểu rõ đồ ăn pháp như vậy tớ không tìm cậu thì tìm ai sở đan thanh sinh ra ở Pháp đến năm 15 tuổi mới cùng ba mẹ về nước định cư vào học cùng lớp với cô nói đến đây cũng thật kỳ lạ đối với người từ trước đến nay đều là lạnh lùng như sở đan thanh cô mỗi lần thấy Thủy Y Mễ đơn thuần cố chấp một cách ngu ngốc hoặc bị người khác chê cười thì lại thấy bực mình thay cô ấy. Xem ra, mọi thứ đã được định đoạt sẵn. Cô cả đời này là bạn tốt của Thủy Y Mễ ngốc nghếch này rồi. Buổi tối, sau khi Thủy Y Mễ bị sở đan thanh kiên quyết, ép về nhà, thì cũng ngoan ngoãn dừng ngay hành động ăn uống điên cuồng của mình lại, mà đứng lên. Khi cô vừa tới cửa nhà, thì đã thấy có một người đang ngồi ở ghế sofa. Có thể nào lại là người em trai rất khó gặp mặt của cô, xưa này không bao giờ ăn cơm tối ở nhà, hôm nay lại phá lệ. Thủy Cao Lương, em đã biết về nhà rồi sao? Cô nghi ngờ hỏi, hôm nay làm sao vậy? Thủy Cao Lương ghét nhất là khi nghe chị gái hắn gọi tên hắn, cặp lông mày dính chặt lại với nhau, nhưng ở trước mặt ba lại không dám lên tiếng bác bỏ cái tên này, đành phải chịu khó nhẫn nhịn. Hừ. Thủy Cao Lương khoanh hai tay trước ngực, lắc lắc đầu, không thèm để ý đến cô. Bà, hôm nay có chuyện gì sao? Thủy y mễ không thèm để ý việc em trai xem thường mình, đi đến ngồi bên cạnh mẹ mình. À, bà Thủy do dự, không biết phải mở miệng như thế nào. Tiểu mễ à, năm nay con cũng đã 25 tuổi rồi, cũng đã trưởng thành rồi, thế con đã có bạn trai chưa? Bà Thủy lòng vòng, thử thăm dò con gái một lượt, muốn xem cô phản ứng thế nào rồi mới tính bước tiếp theo. Thủy Y Mỹ không hiểu gì cả, không biết sao tự nhiên bà lại quan tâm đến chuyện tình cảm của bản thân. "Ba, tự nhiên bà hỏi con chuyện này làm gì? Còn không phải con đã đến tuổi kết hôn rồi, mà đến một người bạn trai cũng không có đưa về cho chúng ta xem mặt sao?" Bà Thủy làm bộ như con gái đang mắc phải lỗi gì nghiêm trọng lắm. "Còn có đưa bạn trai về rồi nha." Thủy im Mỹ vội vàng biện minh cho mình. "Chị à, mấy người đó thật sự là bạn trai của chị sao thủy cao lương xỉ mũi phản bác có cô gái nào lại coi thức ăn quan trọng hơn cả bạn trai như chị không đừng trách em nhắc lại chuyện xấu của chị bạn trai trước của chị không phải đã bị chị bán cho liễu tình chỉ bằng một khối bánh ngọt sao trời ạ à, hắn không nghĩ trên đời này lại có một người không tin không phổi như cô nếu đó không phải là chị gái hắn thì hắn sẽ bằng mọi giá ngăn cản cô không cho cô hạ thấp giá trị của đàn ông bọn hắn như thế. nghĩ đến người sắp trở thành anh rể mình, hắn không khỏi thở dài. thật là đáng thương. thủy cao lương, chuyện này xảy ra từ rất lâu rồi. thẹn quá hóa giận, thủy im mễ trợn mắt lên với em trai của mình. đủ rồi, không nói những chuyện này nữa. bà thủy trừng mắt với con trai, không cho hắn nhắc lại chuyện xưa. thủy cao lương không thể chống lại, nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im lặng. Tiểu Mễ, bà nói là hiện tại kìa. Bà Thủy quay đầu lại, tươi cười rạng rỡ với con gái. Còn bây giờ không phải là không có bạn trai sao? Chả biết một người là con trai của một người bạn của ba. Vừa anh Tuấn giỏi giang, lại là người trong giới thượng lưu. Còn gả cho nó thì sẽ trở thành thiếu phu nhân rồi. Chờ một chút. Thủy y mễ đột nhiên hô to. Sau đó lại hạ thấp giọng mình, hỏi ba. Ba, bà mới vừa nói gả con đi, như thế không phải là quá nhanh sao? Bà Thủy lần này mới ý thức được mình lỡ miệng, không thể làm gì khác hơn là đành nói rõ ràng với con gái mình. Tiểu Mỹ, bà đã đồng ý với đề nghị của đông gia cho con và con trai họ kết hôn rồi. Thủy im Mỹ ngây ngốc tại chỗ, đầu óc ngưng trệ, sững sờ nói. Con ư, kết hôn ư. Đúng vậy, là con kết hôn. Bà Thủy dùng sức gật đầu. ba kết hôn không đơn giản chỉ là chuyện mở tiệc rượu. Làm sao, cha lại có thể tự ý quyết định, không thèm hỏi ý kiến con như vậy. Thủy y mễ trợn tròn mắt, hai gò má trắng mịn vì tức giận, mà đỏ hồng lên, vô cùng dễ thương. Tiểu mễ, đồng Nhật Dương là một thanh niên tài tuấn, hiếm có. Nếu bỏ lỡ hắn, con sẽ không tìm được ai như vậy đâu. Bà Thủy vội vàng nói thêm bà là do người ta nhìn chúng loại gạo đặc biệt của thủy ra nên mới có thể đề nghị cưới chị không thì làm sao có thể đến lượt chị con đây thủy cao lương ngồi một bên chăm chọc chỉ cần suy nghĩ một lúc là có thể nhìn ra bộ dạng tròn vo của thủy y mễ sẽ không có người đàn ông nào thích mặc dù ngũ quan không tệ nhưng ở cái thời đại mọi người đều chú trọng vào hình thể này thử hỏi có ai thích nổi một cô gái thân hình tròn vo núp ních như cái bánh gạo thịt như thế kia không huống chi chị hắn lại còn rất ham ăn nữa tiểu tử thối cầm miệng cho ba bà thủy lớn tiếng trách móc con trai thủy y mễ trầm mặc không nói gì vẻ mặt trước sau như một không hề bị lời nói ác độc của em trai làm ảnh hưởng tiểu mễ còn đừng nghe nó nói hưu nói vượn. bà thủy chỉ sợ con gái vì tức giận mà từ chối. Đồng gia là một gia tộc lớn, làm sao có thể đem hôn nhân ra làm trò đùa đây? Bọn họ là thích con, mới có thể đề nghị kết thân. Hơn nữa, ba, thì im mễ cắt đứt lời ba mình. Đồng gia, có phải có nhà hàng ngự trù phường hay không? Hả? Bà Thủy nhất thời không phản ứng kịp. Không sai, nhà ăn, ngựa trù phường, chính là nghiệp tổ của đông gia để lại. Nghe con gái hỏi vậy, Mẹ Thủy liền đoán được suy nghĩ của cô Nên vội vàng trả lời Đôi mắt đen nhánh của Thủy y mễ lóe lên Giống như ngay sau đó Sẽ lập tức biến thành một kẻ siêu cuồng an vậy Thủy Cao Lương thấy bộ dáng của chị mình như vậy Cũng biết Mong muốn gia nhập xã hội thượng lưu của ba mình Có hy vọng rồi Chị hắn là một người có thể vì ăn Mà hy sinh tất cả Huống chi Ngự trù phường là nhà hàng lâu năm bên trong có thức ăn ngon nhiều không đếm xuể đây không phải là từ huyệt của thủy y mễ hay sao lúc này bà thủy cũng nhìn ra đầu mối con gái hắn đối với ngựa chù phường có hứng thú không ít luôn muốn tìm cơ hội để tìm hiểu đến cùng bây giờ cơ hội dâng tới trước mặt sao có thể không dao động được đây tiểu mễ đồng nhật dương không chỉ là phó tổng tài tập đoàn đông thị bà của hắn còn là người quản lý ngựa chù phường đấy Bà Thủy tiếp tục tăng thêm dụ dỗ, phải làm cho cô đồng ý ngay mới được. Có thật không? Có là người ngu đần cũng biết, đây là chuyện tốt hiếm có khó tìm nha. Bà Thủy quyết định lấy lui làm tiến. Nếu không thì trước tiên còn có thể gặp qua Đông Nhật Sương rồi hãy quyết định, có được hay không? Vậy, được rồi. Từ chối một hồi, Thủy Y Mễ vẫn là gật đầu đồng ý. Bà Thủy từ trước đến nay là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Này còn bày sẵn âm mưu, chờ con gái ngoan ngoãn nghe theo, để trải sẵn đường đi cho mình. Thật là hết nói nổi. Một cuộc thuyết phục như vậy, lặng lẽ hạ màn, mà nam nữ chính trong vở kịch này lại không hề ý thức được. Tương lai còn rất nhiều chuyện vui đang chờ đợi bọn họ. Mỗi người vẫn đang đắm chìm trong tưởng tượng của chính mình. Đồng Nhật Dương ngồi trong phòng mình đang không ngừng lật qua lật lại báo cáo tài vụ cẩn thận xem xét bình thường hắn ở trước mặt người khác luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng mà bây giờ một mình ở trong phòng cũng như vậy chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả xám xịt xem ra những năm gần đây bà hắn có thể giữ cho ngựa chủ phường không ngã đã là tài giỏi lắm rồi nếu không phải nhờ có mấy vị tiền bối mà ông nội an bài trèo trống thì ngự chủ phường đã sớm không trụ nổi rồi. Không ngờ, nhà hàng đã kinh doanh hàng trăm năm, lại xuống dốc. Cho nên, bà hắn mới phải xuất ra chiêu bài cuối cùng này để ép hắn. Thật làm hắn khó nghĩ mà. Đông Nhật Dương ở trong lòng thở dài, hắn biết rõ, mà mình không phải là người có thể liệu trước được mọi việc trên thương trường, nhưng vẫn nhịn không được mà hối hận một chút. Lại nhìn cô chú hắn ai ai cũng là con người khôn ngoan, giảo hoạt, trong khi ba hắn lại hiền lành chất phác, đến một chút sự hôn khéo của con cháu đông gia cũng không được thừa hưởng. Hai, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, đồng nhật dương khép bản báo cáo lại, hai hàng lông mày nhíu chặt. Một hồi lâu sau, hắn mới cầm điện thoại lên, ấn một dãy số. Thịnh thiên, cậu giúp tôi điều tra một người. Người đàn ông ở đầu dây bên kia tức giận nói, đồng đại thiếu gia à cậu muốn điều tra người nào thì đề nghị nên thuê thám tử tư tôi là luật sư của cậu chứ không phải chân sai vặt cho cậu con gái thủy ra ngày mai hãy đưa tài liệu cho tôi đồng nhật dương làm như không nghe thấy lời oán trách của bạn tốt mà nói ra yêu cầu của mình sau đó rất không biết điều mà cúp điện thoại luôn người đàn ông kia nhìn cái điện thoại đang kêu bíp bíp giận đến mức muốn đánh người nhưng cuối cùng hắn vẫn từ trên giường lồm cồm bò dậy vì người khác mà bán mạng mà đông nhật dương sau khi cúp điện thoại cũng ra khỏi phòng gọi mấy người nhà đang chìm trong giấc mộng dậy nhật dương đã chế thế này rồi có chuyện gì thì để ngày mai nói không được sao bà đồng hai mắt chưa tỉnh ngủ đỡ vợ mình đến ghế sofa ngồi xuống anh trai có chuyện kinh thiên động địa gì à đồng nguyệt nha ngãi đầu tóc đang lung tung lộn xộn của mình vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía anh trai bà xem ra bà không có chút lo lắng nào cho ngựa chủ phường vậy thì chúng ta lại đi ngủ tiếp thôi đồng nhà Dương bày ra khuôn mặt tươi cười giọng điệu ôn hòa nói bà đồng lập tức tỉnh táo vội vàng lắc đầu không không tất nhiên bà phải lo lắng rồi nhìn bà vẫn ăn ngon ngủ yên không giống gì là đang lo lắng nha đồng nhật dương vẫn cười ôn hòa đến vô hại như trước nhưng lại khiến ba đông lo sợ nhìn con trai đang muốn tức giận trong lòng ba đông lo lắng bồn chồn nhật dương không phải là con có chuyện muốn nói với chúng ta sao ông vội vàng hỏi sang chuyện khác nếu không thì mọi chuyện sẽ thảm hại hơn đồng nhật dương thấy ba mình đã biết khẩn trương lo lắng thì không hù dọa ông nữa ba con đã xem qua báo cáo tài vụ của ngựa chủ phường nói đến đây hắn còn cố ý liếc mắt nhìn ba mình chuyện kết hôn với tiểu thư thủy gia thì sau khi con gặp mặt cô ấy sẽ trả lời ba có thật không vừa nghĩ tới tình trạng khó khăn của ngựa chủ phường sắp được giải quyết bà đồng đã vui mừng không thôi vậy bà sẽ sắp xếp để hai đứa gặp mặt nhau ngay khoan đã đồng nhật dương giơ tay lên cắt đứt hưng phấn của ba mình muốn gặp mặt ở đâu khi nào sẽ do con quyết định bà không cần quan tâm. Tối nay, con gọi mọi người chỉ để nói ra quyết định của con thôi. Giờ thì mọi người về phòng ngủ tiếp đi. Nói xong, Đông Nhật Dương cũng xoay người chuẩn bị trở lên phòng. Anh, em phản đối. Em không bao giờ đồng ý để anh cưới con bé ngọc mễ, mập ú đó. Đồng Nguyệt Nha vừa nghĩ tới Thủy Y Mễ có nguy cơ sẽ sớm trở thành chị dâu của mình liền lớn tiếng phản đối Cưới hay không cưới do anh quyết định không thèm quay đầu lại đồng nhật dương chỉ bỏ lại một câu nói như vậy rồi đi về phòng bà bà thật sự muốn cho anh cưới đứa con gái nhà giàu mới nổi đó sao đồng nguyệt nha dậm chân gắt giọng với ba mình được rồi chuyện này không cần con lo mau đi ngủ đi con trai khó khăn lắm mới đồng ý sao có thể để đứa con gái này phá hỏng đây đúng rồi đó con mau về phòng đi mẹ đông đứng về phía chồng mình vội vàng khuyên nhủ con gái hừ đồng nguyệt nhà tức giận khẽ hừ xoay người chạy về phòng dùng sức đóng sầm cửa phòng tỏ vẻ bất mãn bà đồng không thèm để ý mà ôm vợ trở về phòng tiếp tục ngủ cho đến khi mặt trời lên cao ha ha cuối cùng cũng không phí công vô ích bóng đêm phủ xuống cuộc sống về đêm nơi thành thị cũng vừa mới bắt đầu trên quầy rượu của một nhà hàng hạng sang ba người đàn ông mỗi người một khí chất khác nhau đang nhả nhã tự đắc nhấm nháp ly rượu ngon đây là thứ cậu cần thịnh thiên mặc bộ tây trang thẳng thớm vừa vặn đem một tập tài liệu ném về phía người đàn ông áo xám nho nhã nhật dương cậu nhờ thịnh thiên điều tra cái gì vậy người đàn ông mặc bộ quần áo thời trang ngồi dựa vào tường nhìn hắn tò mò hỏi tôi muốn điều tra đối tượng kết hôn vẻ mặt đông nhật dương ôn hòa bình tĩnh Giống như đây là một chuyện không hề quan trọng gì. đối tượng kết hôn ư? lì rượu trong tay âu phàm chấn động, thiếu chút nữa bắn hết ra ngoài. nói sẽ hiểu một chút thì là vợ tương lai của cậu ta. thịnh thiền tốt bụng giải đáp nghi ngờ cho hắn. hơ chuyện là thế nào vậy? Một kẻ thích chuyện bát quái như âu phàm đối với chuyện này rất tò mò. phải biết rằng nếu muốn gả cho một người khôn ngoan xảo trá như đông nhật dương thì phải có một trái tim sắt đá đã không biết cô gái được chọn kia có trái tim như vậy không đông nhật xương ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên trực tiếp mở túi rút số liệu bên trong ra ngay khi tầm mắt hắn nhìn đến trang đầu tiên thì đôi mắt hiếp lại thành một đường chính là cô ấy chính là cô gái kỳ lạ hắn gặp ở nhà hàng lần trước hắn nhanh chóng xem tiếp số liệu trong tay trong đầu từ từ hình thành một quyết định vẻ môi khẽ nhếch lên ngày càng rõ ràng trong mắt đen lấp lánh giống như là vừa phát hiện ra chuyện gì vui lắm à thật là thú vị đồng nhật dương nhỏ giọng nỉ non lộ ra vẻ mong đợi thịnh thiên cùng ông phàm đồng thời dùng mình một cái thấy đồng nhật dương bày ra nụ cười quỷ dị kia sợ đến già gà nổi rơi đầy mặt đất đồng nhật dương cậu có thể đừng cười như vậy có được không thấy hắn quá kỳ quái ông phàm cùng với bạn tốt đảo cặp mắt trắng dã chuyện gì có thể làm cho cậu hứng thú như vậy thân là một luật sư thịnh thiên rất nhanh đè xuống sự kinh ngạc hiện lên trên mặt tỉnh táo hỏi chẳng lẽ cậu rất mong đợi cùng thủy gia kết thân chuyện này thật là thiên đại kỳ văn rồi đồng nhật dương lại mang khuôn mặt tươi cười dịu dàng rất tự nhiên mà nói người chủ phường luôn cần loại gạo mới của thủy gia tùy hai nhà đã tính toán sẽ hợp tác lâu dài rồi nhưng vẫn cần một thứ có thể tin tưởng được để bảo đảm không phải sao như vậy thứ có thể tin tưởng được cậu nói là hôn nhân sao ông phàm lành lặn nói cậu sẽ không vì mấy hạt gạo kia mà bán thân chứ nghĩ như thế nào cũng đều là không thể tưởng tượng nổi cho tới bây giờ đồng nhật dương đều không phải là đứa trẻ ngoan mặc dù bề ngoài giả bộ trông rất giống nhưng bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là bọn tốt nhất của hắn, nên rất hiểu hắn là kẻ có tính cách thất thường như thế nào. Nếu là chuyện hắn không muốn làm thì cho dù có thế nào, hắn cũng nhất quyết không làm. Ngược lại, đã là chuyện hắn muốn làm thì không ai có thể ngăn cản được hắn. Cho dù đó chỉ là mấy hạt gạo bé nhỏ, nhưng cậu cũng phải dựa vào đó mới có thể sống được. Đồng Nhật Dương nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhấn mạnh, đó cũng là nền móng cho người chủ phường cậu nói quan trọng hay không? Đây có phải là ý của ông nội cậu không? Thịnh Thiên đoán trúng tim đen, liền chỉ ra nhân vật mấu chốt. À, ông ấy cũng không phản đối. Đồng Nhật Dương khẽ cười một tiếng, đáy mắt thoáng qua tia khó đoán. Tôi thấy, con mà cậu cũng không còn phản đối thì có. Thịnh Thiên tức giận châm chọc. Lúc Đồng Nhật Dương mới nhìn thấy tài liệu, trong mắt đã xuất hiện sự thay đổi rất nhỏ nhưng nó vẫn không qua được đôi mắt sắc bén của hắn. Không thể nào, Âu Phạm sợ hãi kêu lên. Là dạng người đẹp đến mức nào mà có thể làm cho người cam tâm tình nguyện, hy sinh tự do như vậy? Hắn cực kỳ hào hứng, liền nhanh tay đoạt lấy tài liệu, vừa nhìn thấy thì... Đông nhờ Sương, khẩu vị của cậu thay đổi từ khi nào đấy? Âu Phạm từ tập tài liệu ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn bạn tốt, trong hình là một cô gái đầy đạn mượt mà không hề giống với xu hướng người dây mà các cô gái hiện đại đang theo đuổi nhưng da thịt non mềm trắng trẻo trông mềm nhũn như cái bánh màn thầu này làm cho người ta không nhịn được mà muốn xông vào cắn một ngụm mặc dù cô gái nhỏ này có thể khiến người ta yêu quý nhưng chưa đủ để kích thích người ta tiến tới hôn nhân đây không phải là mẫu người cậu thích nha ông phàm vẫn chưa thể tin được cậu biết mẫu người tôi thích sao đồng nhật sương không trả lời mà hỏi lại hơ thật đúng là không biết người này đối với mọi phụ nữ luôn là ôn hòa lễ độ nhìn như phù hợp để ở bên nhau cũng là như giữ một khoảng cách không để người ta có thể đi vào cuộc sống của hắn cậu chắc chắn chứ thịnh thiên nghiêm túc hỏi bạn cậu cứ nói đi đồng nhật sương nhìn hắn trên môi nở ra nụ cười sáng lạn chúc mừng Thịnh Thiên không hỏi thêm nữa, nâng chén hướng tới hắn cụ ly. Này, bây giờ là thế nào? Âu Phạm nhìn hai người kia nâng chén liền hỏi, tự thật muốn kết hôn. Thịnh Thiên đã nói chúc mừng, còn có thể là giả sao? Đồng Nhật Dương nhún vai, mỉm cười nói, thôi. Âu Phạm cũng cầm ly rượu lên, cùng hắn cụng ly với hắn. Đến ngày đó, trang phục cô dâu sẽ do tôi chịu trách nhiệm, hoàn toàn miễn phí. Vậy thì cảm tạ. Đông Nhật Dương đem ly hướng về phía hắn đáp lễ, sau đó ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Vẫn chưa thể tiếp nhận được thực tế, Âu Phạm đi tới bên cạnh Thịnh Thiên, nhỏ giọng buôn chuyện không ngừng. Mà lúc này, Đông Nhật Dương cũng bắt đầu suy nghĩ xem khi nào thì sẽ gặp vợ tương lai của mình. Trong phòng nghỉ tòa soạn, Mỹ Thực đang tràn ngập một bầu không khí quái dị. Người đẹp sởi đan thanh đang dùng đôi mắt xinh đẹp, lạnh lùng, nhìn chằm chằm cái người đang không ngừng nhét thức ăn vào miệng kia. Đàn thanh, cậu đã chừng mắt nhìn tớ suốt 10 phút rồi đấy, không thấy mỏi mắt sao? Cái miệng nhỏ đang ra sức cắn miếng bánh xốp giòn, thủy y Mễ lộ ra vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn. ừm, trả chiều điểm tâm của nhà hàng này thật sự là quá tuyệt vời. Thủy tiểu mễ, sở đan thanh cao mày. Đan thanh, chúng ta biết nhau lâu như vậy mà cậu lại gọi sai tên của người ta. Cậu trả lời thế nào đây a? À? Trên miệng đầy mảnh vụn, Thủy Y Mễ cố ý coi thường sự tức giận của cô mà cố ý trêu ghẹo. Thủy Tiểu Mễ, cậu có thể vì mấy món ăn mà đem bán mình đi sao? Sở Đan Thành không để ý tới cô, đang bày ra dáng vẻ ngu ngốc, lạnh lùng nghiêm chỉnh chất vấn. Đó không phải là mấy món ăn bình thường, nghe nói là từ nhà bếp trong cung đình nhưng đã bị thất truyền nha thì im lễ không biết sống chết mà phản bác chỉ có người chủ phường có thể làm ra hơn nữa còn là chỉ có người của đông gia mới biết cách làm các món ăn đó đó chỉ là các món ăn nha sở đan thành cảm thấy vô lực cô gái này chỉ vì mấy cái bàn ăn nhỏ rách nát mà ngây ngốc đồng ý kết hôn với người không quen không biết chuyện này thật sự là quá hoang đường rồi cậu biết đông nhật dương sao Sở Đan Thành chắc chắn là cô không biết cái tên Đông Nhật Dương kia. Hắn là ai? Thủy Y Mễ từ nhỏ đến giờ, đầu óc chỉ để nhớ rõ hai thứ, đó là thức ăn ngon, cùng sách dạy nấu ăn. Những chuyện còn lại thì hoàn toàn không nhớ rõ. Là người đàn ông cậu sẽ kết hôn. Sở Đan Thành cán răng, nói từng chữ, từng câu. Cậu đến hắn là ai cũng không biết, vậy mà còn đòi gả cho hắn sao? Hai, có sao đâu, thời xưa khi mà các cụ kết hôn cũng không phải là không có gặp qua đối phương sau còn không phải như vậy cũng có thể sống tốt cùng nhau đến lúc đầu bạc thủy y mễ chẳng hề để ý mà nói cậu sao lại biết được họ sống hạnh phúc cùng nhau đến lúc đầu bạc sở đan thành Trợn lên đến mức lớn nhất chỉ vì toàn diễn như vậy thủy y mễ trả lời như đó là lẽ dĩ nhiên sở đan thành không đáp cảm giác chính mình là hoàng đế không gấp thái giám lại gấp tùy cậu thôi cô bỏ qua về sau đừng tới tìm tớ mà khóc lóc kể lể là tốt rồi đàn thành cậu suy nghĩ nhiều quá rồi thủy y mỹ cảm thấy thật sự là bạn tốt suy nghĩ quá nhiều chỉ là kết hôn thôi mà không có gì thay đổi cả cô vẫn là cô quan trọng là sau này cô sẽ được ăn món ăn thất truyền của nhà bếp hoàng cung rồi chỉ hy vọng như thế Sở Đan Thanh chân thành hy vọng nàng có thể vẫn đơn thuần như vậy. Không nói chuyện này nữa. Thủy Y Mỹ đưa giấy ăn lên miệng, lau xong thì đi tới bên cạnh cô, hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói. Tớ mới tìm được một nhà hàng ngon lắm. Sau khi tan ca, chúng ta đi thử một chút, cậu thấy thế nào? Sở Đan Thanh nghiêng đầu lướt xéo cô một cái, sau đó không nói câu nào, liền lướt qua cô đi thẳng ra ngoài. Này, Đan Thanh! Thủy y mễ vội vàng đuổi theo Tớ Âm thanh cùng người cùng nhau biến mất Ở khúc quanh Phòng nghỉ ngơi phút chốc trở nên an tĩnh Chỉ có trong không khí Một mùi vị ngọt ngào của bánh xốp trứng Đồng Nhật Dương không ngờ Lại có thể gặp Thủy y mễ nhanh như vậy Cô đang cùng một cô gái khác Đang ngồi ở một góc Giống như lần đầu tiên hắn gặp cô Vẫn là một bàn đầy thức ăn ở trước mặt Dĩ nhiên Số thức ăn đấy là do cô gọi rồi vì cô gái ngồi ở đối diện cô thần hình rất mảnh mai cho nên không thể là người ăn được nhiều như vậy ha xem ra thật là có duyên đông nhật sư ngồi xuống vị trí đối diện bàn của họ tâm tình cực kỳ vui vẻ tiểu mễ cậu nhất định phải ăn nhiều như vậy sao sở đan thanh lần nữa chỉ vào thức ăn trên bàn hạ thấp giọng hỏi lại thêm lần nữa trời ạ à, chẳng lẽ cô ấy sinh ra là sai lầm của thiên nhiên sao tình hình tròn chỉnh đầy đặn như vậy rồi còn không biết kìm hãm ngược lại còn ăn uống thả phanh đương nhiên rồi thủy im mễ múc một muỗng canh cá bỏ vào trong miệng đôi mắt híp lại trời ạ à, khổng hồ khi nổi danh là tống tẩu canh cá mùi vị thật khác lạ thủy tiểu mễ cậu ăn xong những thứ này sẽ nặng hơn một kg đấy sở đan thành tức giận nhắc nhở cô mỗi món chỉ nếm một chút thôi là được rồi không được, tại sao có thể lãng phí tâm sức của đầu bếp dành cho món ăn này được? Thủy y mễ không thèm nghĩ mà lập tức cự tuyệt ngay. Hai, cậu cũng biết là phía công cơ đấy. Sở đan thanh thở dài trong lòng. Cô không giống Thủy y mễ, trước giờ chỉ biết đến ăn, nên thực sự cô không thể hiểu được tại sao một cô gái lại có thể ăn nhiều đến trình độ như thế. Hai, ai bảo Thủy y mễ không phải là một cô gái bình thường, vậy nên sao có thể sử dụng suy nghĩ của người thường để nói chuyện đây sở đan thanh đang than vãn thì chợt nghe âm thanh từ điện thoại di động truyền đến mẹ à cô nhận thông điện thoại nhỏ giọng đáp được con biết rồi con sẽ về ngay sao thế thủy y mễ dừng đũa nhìn về phía cô tiểu mễ mẹ tìm tớ tớ phải đi trước đây sở đan thanh nhìn cô ái náy nói cậu ở à lại một mình không sao chứ ừ Cậu có việc thì cứ đi trước đi. Thủy y mễ nhìn cô, khuôn mặt tươi cười. Tớ thưởng thức xong chỗ thức ăn này, sẽ về nhà ngay. Vậy tớ đi trước. Sở đan thanh cầm túi sách lên, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không được ăn quá nhiều, nếu không buổi tối không thể tiêu hóa nổi đâu. Trước khi đi, cô vẫn không quên dặn dò Thủy y mễ, không bao giờ biết kìm hãm phong đồ ăn uống lại. Biết rồi biết rồi, cô vừa ăn vừa vẫy tay với sở Đan Thanh, cậu. Sở Đan Thanh bất đắc dĩ nhìn cô một cái, sau đó đi ra khỏi phòng ăn. Mà Đông Nhật Dương ở phía đối diện đã nghe hết đoạn đối thoại của các cô, nụ cười trên môi từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa hề tắt. Cô gái nhỏ này không phải là người có sở thích ăn uống bình thường nha. Nhìn một bàn đầy thức ăn ở trước mặt cô, thế mà mới không được bao lâu đã vơi đi một nửa rồi không chỉ thích ăn mà còn rất kén chọn thức ăn. Lần trước ở nhà hàng kia, mặc dù cô cũng ra gọi ra một bàn đầy thức ăn, nhưng chỉ ăn một miếng thì không động đến nữa. Còn lần này thì khác, từ đầu tới giờ, cái miệng nhỏ vẫn hoạt động không ngừng. Khẳng định là nhà hàng này hẳn là không tệ, nếu không, cô đã không ăn không ngừng như vậy. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại y phục, chuẩn bị tới làm quen với cô vợ nhỏ tương lai một chút. Lúc này, Thủy Y Mễ vẫn đang tập trung chiến đấu hăng hái với số thức ăn ngon trên bàn. Đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười rất nhỏ. Cô buồn bực ngẩng đầu lên, bất thình lình, đối mặt với một đôi mắt đen đang cười. Một người đàn ông yêu nhã như một vị hoàng tử đang cười với cô. Hơn nữa, còn là cười rất dịu dàng. Trong đầu Thủy Y Mễ bỗng chốc trở nên trống rỗng. Trước mắt xuất hiện vô số bong bóng màu hồng trái tim đập mạnh mẽ điên cuồng. Trời ạ, à, cô thật không dám tin. Đưa tay lên véo hai bên má phúng phính, một cái thật mạnh. Ô, thật là đau. Đồng Nhật Dương bị cử chỉ ngốc nghếch của cô chọc cười, đôi lông mày như ngọn núi khẽ lay động, đôi mắt đen cong thành hình trăng non. Thủy y mễ quá ngây thơ rồi, nhưng mà quả thật, hắn cười lên rất đẹp trai. Phải ngắm thật kỹ nha. Nàng không nhịn được bật thốt lên. Ha ha, đồng nhật dương cuối cùng cũng nhịn không được nữa cất tiếng cười to cô gái này thú vị như vậy chắc hẳn cuộc sống hôn nhân sau này sẽ không hề tẻ nhạt rồi hắn bắt đầu có chút mong đợi thủy mễ tỉnh lại đi hắn ngồi xuống đối diện cô cất giọng êm ái gọi đại tiểu thư thủy ra bị ánh mắt dịu dàng của hắn nhìn chăm chú thì cả khuôn mặt đỏ dần đây chính là chuyện xưa nay mới được gặp nha làm sao anh biết tên của tôi thật vất vả lắm mới lôi được lý trí quay trở lại Thủy y mễ kinh ngạc hỏi nếu ngay cả tên của vợ tương lai cũng không biết thì không phải anh rất không có trách nhiệm sao nụ cười trên môi vẫn được giữ nguyên như cũ nhưng ánh mắt thì lại chằm chằm nhìn thẳng đe dạ cô khủ Sổ thức ăn đang nằm trong thủy y mễ bị cô làm sặc anh anh là ngón tay trắng nõn mượt mà run run chỉ vào cái người đối diện đang cười đến dịu dàng ấm áp kia là cái gì hắn đặt hai tay lên trên mặt bàn thân thể khẽ nghiêng về phía trước hắn dựa vào cô rất gần gần đến mức thủy y mễ có thể ngửi được mùi nước hoa trên người hắn truyền đến đông đông gì nhỉ cô chỉ nhớ ngự chủ phường là của đông gia nhưng lại không nhớ rõ tên người đàn ông mình sắp sửa lấy làm chồng làm thế nào bây giờ Thời gian lặng lẽ trôi, hắn càng cười đến rực rỡ, nhưng không biết vì sao, cô lại cảm thấy da đầu mình đang từng hồi run rẩy, tê dài. Tiểu mễ, không phải là em không biết tên chồng tương lai của em chứ? Hắn ra vẻ tốt bụng nhìn tới, nụ cười trên môi lại không cho người ta một chút nào cảm giác ấm áp. Ngược lại, lại lộ ra từng tia rét lạnh. Ha! Không dễ bị bắt nạt, nhưng Thủy Y Mễ lại sợ cứng rắn, nên chọn giả mộ ngây thơ cười tôi đông nhật Sương hắn mỉm cười với cô gái trước mặt đang co lại như quả bóng nói đây là tên chồng tương lai của em ngoan ngoãn nhớ có biết không cánh tay duỗi thẳng đến tóc cô nhẹ nhàng xoa xoa cảm giác mềm mại lạ thường chuyển đến lòng bàn tay và các ngón tay khiến nụ cười trên mặt đông nhật Sương lại thêm sâu hơn một chút rất tốt cô lại có thêm một ưu điểm thủy y mễ gật đầu chấp thuận Cậu phải mất mạng cô cũng sẽ nhớ kỹ cái tên này chỉ mong hắn đừng bày ra với cô nụ cười khiến người ta câm như hến như vậy nữa trái tim bé nhỏ yếu ớt của cô không chịu nổi hắn dịu dàng đến khiếp sợ như vậy đâu hai ai bảo mình quá ham ăn giờ thì tốt rồi không muốn chạy đổi lại mọi việc cũng không có cách mà bản thân lại không đủ can đảm đối mặt với cái người về mặt thì dịu dàng hòa ái khi phát ngôn thì lại không cho người ta có quyền cự tuyệt nhắn trời sinh cô có trực giác cũng rất chính xác vừa rồi trong nháy mắt đã vịt vẻ đẹp dễ gần của hắn làm cho mê mẩn nhưng khi tỉnh táo lại trực giác nói cho cô biết người đàn ông này không hề giống như vẻ bề ngoài ôn hòa vô hại lần này phải làm thế nào đây có lẽ cô đã rước về cho mình một cuộc phiền toái to đúng rồi nha làm sao anh biết chỗ này hơn nữa còn gặp cô rất đúng lúc như vậy còn nhận ra cô nữa chứ thủy y mễ trong lòng lầu bầu cô nhớ rõ là chưa từng gặp mặt hắn bao giờ nha thậm chí ngay cả ảnh của hắn cũng chưa từng thấy nữa làm sao hắn có thể nhận ra được cô nhỉ ừ không phải vì quá nôn nóng muốn nàng có thể nhanh nhanh bước chân vào xã hội thượng lưu nên cha đã chủ động dâng ảnh ngọc của nàng đến cho hắn xem chứ Đúng rồi, việc này rất có khả năng. Quá ghê tởm. Nghĩ tới đây, Thủy Y Mễ tức giận, mật thốt lên mắng một câu. Nhìn cô đang chìm trong mạch suy nghĩ của mình. Đồng Nhật Dương lạnh nhạt, tự nhiên mà tựa lưng vào ghế ngồi, chăm chú thưởng thức vẻ mặt, ngày càng phong phú của ai đó. Cho tới bây giờ, hắn mới biết, hòa ra phụ nữ lại có vẻ mặt phong phú đến vậy. Trước kia, những người phụ nữ bên cạnh hắn đều có dáng vẻ cạch cỡm, khiến hắn vô cùng chán ghét. Nhưng Thủy Y Mễ trước mặt lại không như vậy, rồi cuộc là tại sao chứ? Lần đầu tiên, Đông Nhật Dương cảm thấy bị mê hoặc. Em vừa nói gì đấy? Một hồi lâu sau, hắn mới cố ý hỏi lại. Thủy Y Mễ lập tức định thần lại, liền vội vàng lắc đầu. Không có, không có gì. Chỉ là tôi đang muốn hỏi anh xem anh có muốn ngồi xuống ăn cơm cùng tôi không? Lời vừa ra khỏi miệng, cô lại hối hận không nên mời hắn tiếp tục ở lại nha phải lập tức đuổi hắn đi mới đúng chứ cô âm thầm đánh một cái vào đầu mình đúng là quá ngu ngốc rồi hừ đông nhật dương giống như là không nhìn thấy cô đang hối hận cười nói vậy anh liền cung kính không bằng tuân lệnh vậy nói xong hắn liền cầm đũa đặt trước mặt cô lên rất yêu nhã mà dùng cơm thủy y mễ nhìn chằm chằm đôi đũa trong tay hắn thấy hắn không chút do so dự mà bỏ vào trong miệng mình trong đầu lập tức oanh một tiếng vui chốc mặt đã đỏ bừng như tôm luộc hắn hắn thế nhưng đó là đồ đũa của cô đã dùng rồi nha đây là bữa ăn khó nuốt nhất mà từ trước đến nay cô gặp phải cô chưa hề có kinh nghiệm nha từ trước đến giờ cô luôn mang tâm tình vui vẻ khi ăn cơm không nghĩ tới nguyên tắc lâu nay của mình đã bị phá hỏng càng làm cho cô không thể tin được là bọn họ mới lần đầu tiên gặp mặt. Thế mà, cô còn chưa kịp ý thức về nguy cơ đang tiềm ẩn, đã nhanh chóng ngồi vào xe của hắn. Ếch, xin hỏi bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Thủy y mễ nắm chặt đai an toàn trên ngực, giả bộ chấn định, lễ phép hỏi. Một nơi mà hai chúng ta có thể thoải mái nói chuyện mà không bị làm phiền. Đồng Nhật Dương liếc xéo cô một cái, khỏe môi nhếch lên một nụ cười ôn hòa. Thủy Y Mỹ lại cảm thấy một hồi dùng mình, giống như người đàn ông dịu dàng đang ngồi bên cạnh này, trong nháy mắt, hóa thân trở thành một tên ác ma. Tôi... tôi muốn về nhà, nếu trở về muộn quá, sẽ không tốt. Thủy Y Mỹ đưa ra một lý do cực kỳ gượng gạo, ngay cả chính cô cũng cảm thấy lý do đó thật là ngu xuẩn. Nhưng... Đồng Nhật Dương lại không vạch trần lời nói láo của cô. Ngược lại, nụ cười trên môi lại càng mở rộng thêm. Nếu như vậy, thì anh cũng không miễn cưỡng. Hắn làm ra vẻ thông cảm mà lộ ra một nụ cười. Vậy sao, anh còn không quay đầu xe? Thấy tay cầm tay lái của hắn vẫn không có bất kỳ động tác nào, cô nhăn mày lại hỏi. Đây chính là đường trở về nhà em, không phải đến cái này, em cũng không nhận ra chứ. Hắn cười nhẹ ra tiếng, liếc cô một cái đầy hứng thú thủy y mễ nhất thời cứng họng ngượng ngùng xoay mặt không thể để cho hắn biết mình là một người bị mù đường căn bản là không biết đường đông nhật dương không có để ý về cô tùy hứng ngược lại còn có chút hưởng thụ bộ dạng xinh đẹp kiều mị của cô xe vững vàng dừng sát trước biệt thự thủy gia thủy y mễ vội vàng cởi dây nịt an toàn để xuống xe vào lúc tay nàng đặt lên cánh cửa chuẩn bị mở cửa xe thì bất thình lình cổ tay cô bị hắn bắt lấy kéo cô về đem ôm vào ngực không nói lời tạm biệt với anh sao giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến cô khẽ run rẩy một hồi buông buông tôi ra khuôn mặt cô trong nháy mắt bị nhuộm đầy một mảng màu hồng thủy mễ nằm trong lòng hắn nhẹ nhàng rẽ rủa cơ thể đầy đạn mềm mại đang ngọ ngoại trong lòng dù là liễu hạ huệ cũng không thể không động lòng nha Đồng Nhật Dương khẽ thở dài trong lòng Cô gái này đơn thuần quá mức Cô không hề biết Đàn ông đáng sợ thế nào sao Vậy nên hắn không thể làm gì hơn Đành phải dạy dỗ vợ tương lai này một chút Để cô sau này Không dám tùy tiện hành động như vậy nữa Tiểu y mễ Hắn cúi đầu xuống mỉ non bên tai cô Lẻ lưỡi nhậm vành tai láng bóng như trâu ngọc của cô a, à, Thình lình xảy ra thân mật cô bị dọa sợ đến mức muốn nhảy dựng lên chỉ tiếc đồng nhật dương lại ôm cô rất chặt làm cho cô không thể động đậy phải để mặc cho hắn giở trò hắn nhẹ nhàng nâng cảm cô lên cực kỳ bá đạo mà hôn cánh môi mềm mại đỏ mỏng trong nháy mắt đầu óc thì y mễ giống như là bị người ta san phẳng cô không ngờ sẽ bị hôn đôi môi của hắn thật ấm áp cảm xúc thân mật này vô cùng chân thật nhưng rồi lại không rõ ràng bởi vì cô vẫn không thể tin vẫn không cách nào chấp nhận cô đang bị hắn ôm hôn cuồng nhiệt rốt cuộc cô cũng hồi hồn lại vội vã tránh ra nhưng lại bị bàn tay của hắn giữ cái ót lại tiếp tục hôn sâu tựa như đang chiếm đoạt mồi lưỡi cô bị hắn triển miên cắn cắn mút mút khuấy động cả khoang miệng cứ một chút thời gian trôi qua thì tim cô lại đập càng mạnh mẽ bàn tay cô đánh vào bờ ngực sán chắc của hắn thì nhanh chóng bị hắn vững vàng tóm được cô thấy tâm ý hoảng loạn cảm giác bản thân mình nằm trong ngực hắn trở nên nhỏ bé yếu mềm cuối cùng giống như là nụ hôn này có mang theo ma lực khiến cô tự giác đắm chìm tự động đáp trả hắn một hồi lâu sau đông nhật dương mới thỏa mãn mà buông tha cho cánh môi sưng đỏ của cô hồn lễ của chúng ta sẽ được tiến hành vào tháng sau giống như là đang ban tuyên cáo âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng gõ từng cái vào trái tim cô thủy y mễ sững sờ xuống xe cô không biết mình đã đi như thế nào mà có thể vào đến cửa nhà chỉ biết vào lúc cô hồi phục được tinh thần thì đã thấy cha mẹ nhìn mình bằng ánh mắt vui mừng sao mọi người lại nhìn con như vậy cô đỏ bừng mặt không tự nhiên mà rời mắt mình đi nơi khác tiểu mễ chúng ta đã thấy mẹ thủy cười đến vô cùng mập mờ hai đứa ở trên xe hồn đến nhiệt tình như lửa nha mặt giống như bị lửa đốt thủy y mễ không biết nên giải thích thế nào khi mình mới vừa rồi cũng đắm chìm vào nụ hôn đó mẹ mẹ đừng có cười gian tả như vậy có được hay không tiểu mễ đồng đại thiếu gia có đồng ý cùng con kết hôn hay không đây mới là chuyện ba thủy quan tâm nhất Thủy Y Mễ nhớ đến vừa rồi, bản thân nghe được Đông Nhật Sương nói một câu rất quan trọng. Nhưng rốt cuộc là hắn nói gì đây? Còn không nhớ rõ. Cái gì? Bà Thủy giống to. Chuyện quan trọng như vậy, tại sao còn có thể quên đây? Không nhớ rõ, chính là không nhớ rõ. Thủy Y Mễ ăn vạ hô to, sau đó mặc kệ ba mình ở phía sau gào thét, nhanh chóng chạy thẳng về phòng của mình. Đứa nhỏ này, hai vợ chồng nhìn con gái biến mất chỉ biết nhìn nhau lẩm bẩm về đến nhà đông nhật sương trực tiếp nói cho cha mẹ hắn nguyện ý cưới thủy y mễ về phần tại sao hắn đột nhiên chuyển biến lớn như vậy thì một chữ cũng không nói mà ba đông cũng không quan tâm cái này hắn vui vẻ là vì ngựa chủ phường rốt cuộc được cứu rồi cho nên hắn hưng phấn không thôi vội vàng bảo bà xã nhanh chóng gọi điện thoại thông báo cho Thủy gia. Còn có người nắm quyền Đông gia là Đông lão thái gia nữa. Sau khi nhận được sự đồng ý, công tác chuẩn bị cho chi tiết buổi lễ được hùng hùng hồ, hồ hồ triển khai. Nhưng hai đường sự nhà mình thì lại làm như không có chuyện gì liên quan đến họ, cứ như bình thường mà tiếp tục đến công ty làm việc. Cho đến ngày tổ chức hôn lễ thì hai người mới gặp mặt nhau lần thứ hai thủy y mễ nhìn bữa tiệc đang cực kỳ náo nhiệt lại nhìn chằm chằm vào ảnh cưới cực lớn khỏe mắt không nhịn được mà co quắp kỹ thuật bây giờ cũng thật là quá lợi hại bọn họ không có đi chụp ảnh cưới nhưng bây giờ lại có bức ảnh của cả hai đang nhìn nhau vô cùng đám đuối a à, trời ạ à, nàng thật sự đã kết hôn đến giờ phút này cô mới nhận thức được thì ra là mình quá ngây thơ rồi thế mà lại vì để được ăn mấy món đồ ăn thất truyền mà đem mình chôn vào cái hố hôn nhân có phải là quá thiếu suy nghĩ hay không đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm cô cũng không có can đảm trước mặt bao nhiêu người như vậy mà đào hôn sợ sao thật vất vả lắm mới thoát khỏi đám người ngoài kia cứ bám lấy mình đồng nhật dương đi đến bên cạnh cô nếu như bây giờ tôi chạy trốn thì sẽ như thế nào Thủy Y Mỹ đối với ông xã mới nhậm chức của mình rất vô tư mà đùa cợt. Bà xã yêu quý, em nói sao cơ? Đồng Nhật Dương cười đến rất nhẹ, nhưng là trong mắt, lại tản mát ra ánh sáng bé nhọn. Thủy Y Mỹ bị dọa dạ sợ tới mức, lồng tóc đều dựng đứng. Ha, đừng nóng giận, tôi chỉ đùa thôi mà. Cô vội vàng lấy lòng hắn, mà cười gượng mấy tiếng. Em yêu, thay vì ở chỗ này suy nghĩ lung tung, không bằng thay ông xã của em đi kính khách hứa mấy ly rượu đi. Hắn nói xong, liền dắt tay cô đi thẳng đến đám khách kia. Thủy y mễ tự biết, mình đuối lý, đành để mặc cho hắn lôi đến đám người, đang uống rượu, vừa tán gẫu kia. Vừa đi hết một vòng, mặt của Thủy y mễ đã trở nên đỏ bừng, đầu có chút chóng váng. Cô kéo cánh tay của Đông Nhật Dương, dựa hoàn toàn vào người hắn. Tôi không đứng nổi nữa cô nhỏ giọng cầu cứu hắn Còn nên uống nữa không đầu bắt đầu đau cô nhíu chặt cánh tay chồng mình năn nỉ nói mau nghĩ biện pháp đi đông nhật sương nghiêng đầu nhìn thấy cô say đến mặt đỏ như quả cà chua không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra hiệu với phù rể để hắn tới đây tiếp rượu sau đó đỡ thủy y mễ rời khỏi đại sảnh tổ chức bữa tiệc bảo tài xế đưa bọn họ trở về đông ra mới vào đến cửa nhà Thủy Y Mễ liền chạy tới phòng tắm, ói đến thất điên bát đảo. "Em có sao không?" Đồng Nhật Dương đứng ở cửa phòng tắm, nhìn dáng vẻ khó chịu của cô thì cảm thấy lúc trước mình nhất quyết kéo cô đi mời rượu là một quyết định không sáng suốt. Hồi lâu, Thủy Y Mễ cảm thấy đầu không có đau đớn như trước nữa thì chậm rãi đứng dậy, cặp mắt mông lung nhìn hắn nũng nịu. "Tôi muốn tắm, anh đi ra ngoài đi." Nói xong, còn đẩy mạnh hắn đi ra ngoài, không khách khí chút nào, đóng sầm cửa lại. À, xem ra đã say đến mức hồ đồ rồi sao? Mẳng không, sao có thể đẩy mạnh hắn ra ngoài như vậy? Đồng Nhật Sương buồn cười, xoay người đến một gian phòng tắm khác để rửa sạch mình. Nửa giờ sau, hắn ra khỏi phòng tắm, thì lại không nhìn thấy Thủy Y Mễ đâu. Thủy Y Mễ, em vẫn còn ở bên trong sao? Hắn gõ nhẹ nhẹ cánh cửa phòng tắm bên trong chuyển đến ừng ực ừng ực âm thanh mơ hồ không rõ em đang nói cái gì đồng nhật dương gọi thêm lần nữa đợi cô mãi vẫn không thấy lên tiếng thì lấy tay giật mạnh cửa phòng tắm anh vào nha em rốt cuộc đồng nhật dương nhất thời ngây ngẩn cả người thân thể đầy đặn trắng đoãn của cô ở trong bồn tắm không hề che giấu gì mà bày ra trước mắt hắn thủy y mễ nằm ở trong bồn tắm ngủ ngon lành môi đỏ mọng khẽ mở ra rồi lại khẽ đóng lại hô hấp có quy luật đồng nhật dương cảm giác hô hấp của mình cũng trở nên gấp rút bụng thoát ra một cỗ nóng sực không ngừng đốt cháy lý trí của hắn của gái ngốc này đồng nhật dương nhịn không được mà mắng rút khăn tắm trên người mình ra tiến lên đem cô từ trong nước bế lên dùng khăn tắm bao lấy thân thể mềm mại của cô cũng không sợ ngã bệnh hắn lầu bầu ôm lấy cô rời khỏi phòng tắm. Ừm, sao vậy? Đột nhiên bị lay động, khiến Thủy Y Mễ mở mắt ra, nói lầm bầm, đây là ở đâu? Thì ra, cô gái này quên, hôm nay là ngày mình kết hôn. Đây là phòng của chúng ta. Đồng Nhật Sương tức giận trả lời, hắn cắn răng, điểm tần hồn của hai người, biến thành lúc hắn phải phục vụ cô thật tốt. Ừ, lầu bầu một tiếng, cô lại an tâm dựa vào bộ ngực hắn, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Em cứ như vậy mà yên tâm về anh sao? Hắn nhìn gương mặt, ngủ không chút đề phòng của cô, tự nhủ. a à. Nửa đêm, Thủy Y Mễ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bàn tay nhỏ bé mập mạp, dùng sức đẩy người đang ngủ rất say bên cạnh. Tôi muốn uống nước, uống nước. Đồng Nhật Dương bị cô đánh thức, nên ngồi dậy nhìn cô một lúc. Thấy cô càng ngày thét không ngừng, lồng mày ngọn núi càng thêm nhíu chặt. Sau khi hít sâu một hơi, hắn đành chấp nhận xuống giường, đi lấy nước cho cô. Uống xong thì không được náo loạn nữa. Người đàn ông chịu đựng tâm tình khó chịu, dùng ngữ điệu uy hiếp nói, cũng không cần biết cô có nghe được hay không. Thủy y mễ đưa ly nước lên miệng, uống ừng ực, không còn kịp nuốt xuống, nước từ khóe miệng chảy xuống, theo bản năng, nửa lưỡi màu hồng phấn ra liếm liếm. Đồng Nhật Sương cả buổi tối phải chịu nghẹn một bụng thức giận, bây giờ lại thấy một màn kích thích như vậy, thì tiện tay đem nước đặt lên tủ ở đầu giường, cúi xuống, ngậm đôi môi đỏ hồng nhuận của cô. A, à, Thủy Y Mễ bất thình lình bị hôn, nên lập tức tỉnh hẳn, khẽ dãy rùa. Ưng. Ừ. Nhẹ nhàng cạy cánh môi mềm mại ướt át, đầu lưỡi của hắn như một con rắn mà chui vào khoang miệng của cô, nhẹ nhàng liếm liếm thành miệng, từ từ câu dẫn cái lưỡi non mềm của cô. Hắn không ngại phiền phức khi lặp đi lặp lại một động tác khiến người dưới thân liên tục thở gấp. Đồng Nhật Dương khẽ nâng tròng mắt đen lên, cúi đầu nhìn xuống cô gái kiểu mị trong ngực đã trở nên ý loạn tình mê. Đôi môi non mềm của cô khiến hắn lưu luyến không dứt, mà cô lại đem thân thể đầy đàn mềm mềm dán chặt vào hắn, không chút kẽ hở, khiến bụng dưới của hắn chịu không được, mà phóng tới một cỗ nhiệt bừng bừng thiêu đốt. Bàn tay tham lam ở chân thể mềm mại, trượt lên trượt xuống không ngừng, khiến Thủy Y mễ khẽ run một hồi. Những cái vớt ve dịu dàng và say lòng người, khiến người giờ mới biết được tình dục như cô, cảm thấy sợ hãi. Không khỏi vung tay, muốn thoát khỏi tình chiều mê người này. Đồng Nhật Dương làm sao tha cho cô dễ dàng như vậy được, huống chi đây là đêm tân hôn của bọn hắn, làm sao có thể cho cô chạy trốn đây? Hai cánh tay vững vàng, nhốt chặt không cho phép cô chạy trốn. Chiếc lưỡi nóng bỏng càng tăng thêm mãnh liệt mà khuấy động, hấp thù hết dòng suối ngọt ngào trong miệng cô, làm cho hơi thở của cô nhiễm đầy mùi vị của hắn. Ưm. Uhm. Tiếng rền rỉ từ khóe môi của Thủy Y Mễ bật ra, cho dù là âm thanh rất nhỏ, nhưng lại ở căn phòng yên tĩnh nên vang vọng cực kỳ rõ ràng một bàn tay của hắn nhẹ nhàng linh hoạt tuốt khăn tắm từ trên người cô xuống thân thể trắng nõn ngay lập tức xuất hiện trần chuồng trước mắt hắn ngay từ lúc trong phòng tắm hắn đã biết được cô có một đôi gò bồng đào đầy đặn mượt mà màu trắng tuyết nhưng hắn không nghĩ tới bây giờ chúng đang trong tay mình nảy lên cảm giác đó trần thật đến mê người tiểu mễ em thật sự rất đẹp đồng nhật dương khẽ đưa hai tay nắm trọn hai bầu ngực của thủy y mễ chậm rãi mà xoa nắn hô hấp của cô theo đó mà ngày càng trở nên rồn rập a à, cô thét chói tai đôi mắt trong sáng bởi vì tình dục mà từ từ bệ che phủ bởi một tầng sương mỏng lờ đãng liếc nhìn hắn một cái lại thấy hắn cúi đầu xuống nhìn cô bằng ánh mắt si mê chăm chú ánh nhìn kích thích thần kinh của thủy y mễ thân thể trần trụi nháy mắt, mỉ bao phủ bởi một mảng phấn hồng. Cái miệng nhỏ nhắn của cô hé mở, ngầm ngà một tiếng kêu kiểu mị chết người, không ngừng trêu chọc thân thể đang hừng hực đốt cháy của đông nhật xương. ưm, um, a à, không. Cô thở gấp, muốn lên tiếng ngăn lại động tác của hắn, vậy mà nghe như đang cầu khẩn nũng nịu. Bảo bối gọi anh là xương. Mùi của hắn thoáng rời khỏi đầu nhũ non mềm, nói nhỏ bên tai cô. Tay cùng môi lần nữa đánh úp tới nơi ngọt ngào mềm mại kia. Dương! Tay Thủy Y mễ không tự chủ được mà giơ lên đầu hắn, luồn vào lớp tóc đen dày, giống như là muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không kiềm chế được mà đưa nhẹ lên đỉnh đầu. Bảo bối, không phải sợ, cảm thụ của ta đi. Đồng Nhật Dương giống như cảm nhận được sự lo lắng của cô, đôi tay rời khỏi bộ ngực mềm mại vòng qua phần lưng trắng nõn, bế cô lên dính vào trong ngực mình. A, à, ừm, bộ ngực đầy đặn bị dồn ép vào lồng ngực trần trụi của hắn, làm cho toàn thân cô trải qua cảm giác dùng mình. A, à. đồng nhật dương phát hiện cô rất nhạy cảm, liền ôm sát cô vì cô mà tiếp tục giày vò xoa bóp. Dương, không cần. ngực trướng đau khiến ý thức của thủy im mễ càng trở nên mông lung chỉ cảm thấy cả người nóng gian, khó chịu. Theo sự xoa bóp của hắn, mà thân thể mềm mại không ngừng rãy rùa. Ơ, cô tích cực phối hợp, khiến đồng nhật xương suýt nữa, đầu hàng tại chỗ. Bảo bối, không nên gấp, từ từ đi. Trời ạ, à, cô làm sao lại quyến rũ như thế? Nếu không phải đây là lần đầu tiên hắn được yêu thương cô, thì hắn nhất định sẽ hung hăng, bất chấp tất cả mà chiếm hữu cô. Thủy y mễ giang hai tay, ôm cổ của hắn, môi đỏ mọng khẽ nhếch, ưm, a, à. ông trời ơi, em thật là tuyệt vời. Trải qua sự dạy dỗ vừa rồi của hắn, cô đã hoàn toàn buông lỏng toàn thân, phản ứng nhiệt tình như lửa, khiến hắn hài lòng cực kỳ. Dương, em thật khó chịu. Trong cơ thể nóng gian, mà cô lại không thể nào phát tiết, chỉ có thể tựa sát hắn để giải tỏa nhiệt độ của mình. Bụng không ngừng dâng lên một cảm giác trống rỗng, khiến người không có kinh nghiệm như thủy y mễ cực kỳ khó chịu dùng sức sẽ ruộng thân thể hy vọng hắn có thể giải quyết vấn đề này ai ngờ càng động thì sự khó chịu trong cơ thể lại càng tăng lên ô em khó chịu không cần nhiều đứa bé đang ăn vạ ngón tay trên lưng hắn càng tăng thêm lực đảo ngoan chở một lát nữa đồng nhật dương hôn mí mắt cô rồi tiếp tục một đường đi xuống cho đến cánh môi đỏ của cô Đông Nhật Sương từ từ dẫn dắt cô cảm thụ giây phút thăng hoa trong tình yêu. Bang bang, tiếng vang ầm ầm từ cửa truyền đến, người trên giường nhanh chóng lật người lăn một vòng, đem cả tấm chăn cuốn lại trên người mình, giống như một con tằm. Thủy ý mễ, mặt trời chiếu đến cái mông rồi, cô vẫn còn đang ngủ sao? Đồng Nguyệt Nha liều chết ở ngoài cửa lớn tiếng. ưm ừ. cô gái ở trong chăn vẫn còn đang buồn ngủ, mơ mơ màng màng đáp mệt quá, không cần gọi tôi. Ngoài cửa, đồng nghiệp nha đã đập cửa đến bàn tay có cảm giác đau, thế mà người bên trong vẫn như cũ, một chút động tĩnh cũng không có. Cuối cùng, cô vẫn phải vô cùng không cam lòng mà bỏ cuộc. Hừ, thủy y mễ đáng chết này, cô cho là sao ai như vậy là có thể khiến ta ngoan ngoãn chấp nhận sao? Đồng nghiệp Nha ở ngoài cửa cắn răng tức giận nghĩ cho rằng là Thủy Y Mễ cố ý không đáp lời cô. Thủy y mễ chậm rãi mở mắt ra, mở mịt nhìn lên trần nhà một lúc lâu, đầu óc mới dần tỉnh táo lại. Toàn thân đau nhức, không dứt, giống như là bị xe cán qua người mình vậy. Tất cả sườn cốt trở nên rời rạc. À, đau chết tôi rồi. Thủy y mễ nhẹ nhàng nhếch người, vẻ đau đớn này làm cho cô nhếch môi, oa oa kêu to lên. Đáng ghét, thì ra là kết hôn, là chịu tội như thế này a à? Hai, sau này, cô không bao giờ kết hôn nữa không có chút nào hạnh phúc ngọt ngào giống như trên tivi diễn trên tivi đều nói sau tân hôn ngày thứ hai khi tỉnh lại vài nam chính sẽ dịu dàng vì nữ chính chuẩn bị bữa ăn sáng nhưng cô khi tỉnh lại thấy hoàn toàn là u ám cô nhìn lại phía đầu giường đồng hồ báo thức biểu hiện đã là 3 giờ chiều rồi được rồi là cô dậy trễ nhưng là không thể trách cô nha không có bữa ăn sáng, nhưng tối thiểu cũng phải ở lại bên cạnh cô nha. Nhưng vừa tỉnh lại, đã thấy trong phòng trống rỗng, loại cảm giác đó thật là tệ hại hết biết rồi. Thủy y mễ có chút mất mát, vén chăn lên rời giường, chẳng biết tại sao lỗ mũi cảm thấy chua xót, ê ẩm, ghét, tả ghét đông nhật dương. Cô chịu đựng đau nhức mà đi tới phòng tắm, nước nở nói. Đợi cô chuẩn bị xong, từ trong phòng tám đi ra đã là sau một tiếng chợt nhớ tới hôm nay là ngày đầu tiên mình đến đâu ra liền vội vội vàng vàng mà đi ra khỏi phòng cô dạy trễ như thế không biết bố mẹ chồng có tức giận hay không thủy y mễ vừa đi vừa tự lẩm bẩm nếu họ thật sự tức giận thì nên làm cái gì đây giờ khác này nàng lại hy vọng đồng nhật dương ở bên mình nếu như hắn ở đây thì bản thân cô sẽ không lo lắng đến vậy nghĩ tới đây tâm tình khẩn trương nhất thời trở nên dối dám hơn ai nhà là ai đây à đông nguyệt nhà đang ngồi ở trên ghế sa lông kinh miệt nhìn thủy y mễ đang từ trên lầu đi xuống mặt trời sắp sửa xuống núi rồi cô lại có thể để mọi người chờ đợi mỗi mình cô thật sự là khiến người ta phải nề mặt nha thủy y mễ cúi đầu xấu hổ đi tới trước mặt vợ chồng đông ra cha mẹ thật xin lỗi không có việc gì tân hôn mà khó tránh khỏi dậy trễ một chút bà đồng đối với cô dịu dàng cười cười không để cho cô phải khó xử hử ừ, nhật dương sáng sớm đã phải đến công ty đi làm việc ngụ ý là người làm vợ như cô lại có thể ngủ một mạch đến lúc mặt trời xuống núi thật chẳng ra làm sao cả sắc mặt đông mẹ cực kỳ khó coi vốn là không hài lòng với nàng dâu này bây giờ còn có biểu hiện kém như vậy càng làm cho bà vì con trai mà ấm ức anh ấy thì phải vất vả người khác lại được ăn ngủ như vậy cũng thật tốt số a đồng nguyệt nha cũng giễu cợt nói thủy y mễ ngoan ngoãn cúi đầu không phản bác trước khi kết hôn mẹ đã ngàn căn vạn dặn cô quyết không được cùng mẹ chồng và cô nhỏ lớn tiếng họ nói gì thì cứ im lặng mà nghe là được rồi hai nhưng thật là khó khăn nha cô bây giờ đang rất đói bụng mặt nàng im lặng không được nói câu nào thật sự là cha tấn nàng quá sức rồi ứng ừ, ực đột nhiên từ trong bụng Thủy Y Mễ phát ra một tiếng kêu khiến mọi người nhất thời cũng ngần cả người ha ha Thủy Y Mễ cười gượng hai tiếng gãi đầu nói thật xin lỗi cha, mẹ trước hết có thể để con ăn cơm được không ạ à? mẹ đông cùng đông nghiệt nha xanh cả mặt chỉ có ba đồng lộ ra khuôn mặt tử ái tươi cười dĩ nhiên còn đã bao lâu không có ăn cái gì rồi nhất định là đói bụng lắm nói xong bà đồng quay đầu phân phó quản gia bảo phòng bếp đi chuẩn bị đồ ăn cảm ơn cha cô cúi đầu cảm ơn với ba đồng một cái sau đó lại ngoan ngoãn cúi đầu đứng tại chỗ trong chốc lát quản gia liền đem thức ăn đã chuẩn bị xong lên còn nhanh ăn đi bà đồng đối với cô dịu dàng nói cũng ý bảo quản gia đưa cô đi trước. Thủy Y Mễ gật đầu với mọi người một cái, sau đó liền theo quản gia đi đến phòng ăn. Ồ, rốt cuộc cũng có thể ăn cơm, bụng cô đói đến kẹp lép rồi. Ông xã, mẹ đông gọi chồng mình với giọng điệu không vui. Ông làm sao có thể bình vực cô ta như vậy? Ba, chả việc gì phải đối xử với cô ta như vậy. Đồng nghiệp nhà cũng rất bất mãn đối với thái độ của cha mình đối với Thủy Y Mễ mà kệ như thế nào Con bé cũng đã được gả vào cho nhà ta rồi đã là đông gia đại thiếu phu nhân rồi bà đồng lại nói tiếp tôi thấy con bé là một cô gái hiền lành hai người không nên làm khó nó như vậy ông xã ba hai mẹ con đồng thời lên tiếng không được nói nữa chẳng lẽ các người muốn cho nhật dương buông tay mà kệ ngự chu phường sao bà đồng hùng ác nói nếu như nhật dương bị các người náo loạn như vậy mà phiền lòng nói không chừng liền thật mặc kệ ngự chu phường đấy mẹ đông cùng đông nguyệt nha khi nghe xong lời này thì lập tức im bặt sợ những lời ba đông nói sẽ thành sự thật đến lúc đó sẽ thê thảm thế nào mà tất cả mọi người lại đều ở đây cả vậy vừa vào cửa đồng nhật dương liền nhìn thấy tất cả mọi người đều ở trong phòng khách nhật dương còn vẫn còn ở trong thời kỳ tân hôn đó làm sao lại đi làm ba đông thấy trên tay con trai cầm túi đựng công văn, một bộ dạng mới vừa tan làm. Cha, người mới kết hôn cũng không phải là cha, vậy sao cha lại ở nhà? Đồng Nhật Dương mặt mỉm cười. Ách, bà Đồng cứng họng, còn không phải là chờ các ngươi kính trà. Thế mà hai đứa sáng sớm đã không thấy bóng dáng ở đâu rồi. Đồng Nhật Dương cười một tiếng, tiểu mỹ đã dậy rồi sao? Hừ, anh, cụ ta mới làm vợ anh, thế mà đã lên mặt rồi, để ba mẹ đợi đến mặt trời cũng xuống núi mới dậy đến bây giờ vẫn chưa kính trà cho cha mẹ đấy đồng nguyệt nha nhân cơ hội bồi nhọ thủy y mễ thật sao đồng nhật dương cười yếu ớt gương mặt tuấn tú không có một tia chỉ trích ngược lại trên mặt còn biểu hiện mọi chuyện không có gì là to tát cả như vậy thì ba mẹ chờ một chút chúng con sẽ cùng nhau kính trà ba mẹ nói xong hắn nghiêng đầu phân phó người giúp việc đi chuẩn bị trà thế cô ấy đâu rồi đông nhật dương lại hỏi cô ta kiểu đói bụng giờ đang ở phòng ăn đấy vẻ mặt mẹ đông đầy ghét bỏ thật là một chút lễ phép cũng không có ba mẹ hai người cũng chuẩn bị một chút đi chúng con lập tức tới ngay nụ cười trên môi đông nhật dương đột nhiên có thêm một tia lạnh lẽo ngay sau đó xoay người đi tới phòng ăn đông nhật dương đi vào phòng ăn liền nhìn thấy cô gái đó đang ngồi trước bàn ăn mà vùi đầu nhiệt tình chiến đấu hăng hái tại sao mỗi lần hắn nhìn thấy cô luôn là bên cạnh một bàn đầy thức ăn nhỉ hắn nhỏ giọng cười mấy tiếng đi tới bên cạnh kéo ra một cái ghế ngồi xuống xem ra vận động tối hôm qua cộng thêm sáng nay làm cho em tiêu hao không ít thể lực nha đồng nhật sương nhàn nhạt trêu đùa khủ khủ đang nghiêm túc ăn cơm Thủy Y Mỹ đột nhiên nghe được giọng đàn ông quen thuộc, bị dọa đến bị sặc, nghiêng đầu, trừng lớn đôi mắt. Anh... làm sao anh lại ở đây? Đồng Nhật Dương dịu dàng vỗ vỗ sau lưng cô, bàn tay ở lưng cô qua lại vuốt ve. Ăn chậm một chút, không ai dành với em đâu. Giống như là... không thấy trong mắt cô đang hoảng sợ. Đồng Nhật Dương vì cô mà múc thêm một chén canh gà nhân sâm nữa. Uống chút canh cho hết sặc, hắn cười đến ôn nhu dị thường hơn nữa còn gian sóc mà đem chén bưng lên đặt vào miệng cô đây chính là món canh gà nhân sâm cách thủy chỉ có người của ngự chủ phường mới biết cách làm thôi đấy bên ngoài không có đâu em nếm thử một chút đi cả người thủy y mễ run lên cuồng quyết đoạt lấy chén canh tôi tự uống wow, thật sự là uống rất ngon tuyệt không có dầu mỡ hỗn hợp nhân sâm thịt gà vừa đủ cực kỳ ngon cô không nhịn được uống thêm vài hớp nữa sau đó để canh nằm lại ở trong miệng dùng đầu lưỡi từ từ cảm thụ mùi thơm nồng nặc kia hương vị canh gà ở trong miệng được nguyên vẹn tỏa hương như thế nào đồng nhật sương hiếp đôi mắt đen lại nhìn chằm chằm điều hồ lộ hạnh phúc trên mặt cô mùi vị cực tốt cảm giác không có dầu mỡ hơn nữa lại có mùi thơm nồng nặc dùng xa oa hầm cách thủy từ từ đưa cô gà hỗn hợp cùng nhân sâm hai mùi vị trộn lẫn vào nhau tạo thành nhất thể mùi vị cực kỳ tuyệt vời thủy y mễ vừa thưởng thức vừa kiềm lòng không được nói ra nguyên lý trong đó khiến đôi mắt đen bóng của đông nhờ xương không khỏi tàn mát ra một cỗ ánh sáng tán thưởng không ngờ cái người này lại rất sành ăn cô khiến hắn kinh ngạc đó là đương nhiên tôi chính là nhà phê bình ẩm thực của tạp chí ái mỹ thực không có tôi thủy y Mễ trở tỉnh táo vội vàng ngừng cái miệng đang không ngừng thao thao bất tuyệt của mình lại không còn gì nữa sao khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lúc đang đàm luận đến thức ăn thì tàn ra vẻ tự tin sáng rỡ làm cho hắn cơ hồ không rời mắt được ha không có gì cô khoát tay áo không dám nhìn đôi mắt dịu dàng nhưng cũng chứa đầy nóng bỏng kia đành cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình đồng nhật dương không làm phiền tới cô chỉ lặng lặng ở một bên chờ đợi thủy y mễ cảm thấy hai má mình nóng san lên màu hồng từ từ nhiễm cả khuôn mặt rồi xuống đến cái cổ nhỏ đầu của cô cúi xuống càng ngày càng thấp mặt cơ hồ muốn vùi vào trong thức ăn cúi xuống chút nữa là đầu đụng đến thức ăn đó đồng nhật dương thấy quá khó coi liền đưa tay ra đem cái đầu nhỏ của cô giơ lên kịp thời giải cứu khuôn mặt sắp gặp nạn của cô. Khuôn mặt màu hồng hồng của Thủy Y Mễ dần biến thành ửng đỏ. Ồ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cô đây? Chẳng qua là bị hắn nhìn chằm chằm một chút, thế nhưng lại đỏ mặt. Thủy Y Mễ âm thầm ảo não trong lòng, hận bản thân mình, thật không có tiền đồ. Mà nụ cười trên khóe môi của Đông Nhật Sương lại càng sâu. Cô gái này quá đơn thuần, tất cả tâm tư đều biểu lộ hết ở trên mặt muốn không biết cũng khó khăn. Ăn no chưa? No rồi. Thì y mễ lập tức thả đôi đũa trên tay xuống, đôi tay ngoan ngoãn, đặt ở trên đầu gối. Bây giờ thì đi thôi, cô dâu mới về nhà chồng, ngày đầu tiên thì phải đến kính trà cho bề trên. Nói xong, hắn dắt tay của cô đi tới phòng khách. Nhìn đông nhật xương cầm tay của mình, Thủy y mễ cảm thấy trong lòng chợt ấm áp. Tay của hắn thật ấm, môi anh đào không tự chủ sơ lên đôi mắt chăm chú nhìn bàn tay đang nắm tay mình không buông thế nào đồng nhật sương đi ở phía trước quay đầu lại nhìn thấy cô hơi giật mình không có không có gì cô ngượng ngùng mà lắc lắc đầu chỉ sợ hắn nhìn ra tâm tư của bản thân đồng nhật sương nhìn thoáng qua cô một cái không nói gì tiếp tục dắt tay cô đi tới phòng khách vợ chồng đông gia đã sớm ngồi ngay ngắn ở đó quản gia vẫn còn ở bên cạnh bưng trà chờ thủy y mễ tới thủy y mễ thấy thế liền buông tay đông nhật xương ra tiến lên nhận trà từ trong tay quản gia sau đó cung kính đi đến trước mặt ba đông kính trà ba mời uống trà ba đông cười ha hả nhận lấy uống một hớp sau đó đem một bao lì xì tiền đặt vào tay cô hảo hảo chúc phúc cho các con cảm ơn ba ngoan ngoãn nhận lấy bao lì xì mà ba đông đưa cho sau đó lại đem một ly trà khác cho mẹ đông mẹ mời uống trà mẹ đông không có đưa tay ra đón chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm cô một lúc lâu mới chậm rãi nhận lấy trà uống một ngụm trà cho có lệ đồng gia chúng ta với thủy gia các người không giống nhau không phải là những tiểu môn tiểu hộ cho nên cô phải học thêm chút quy củ tránh cho người khác nói đại thiếu phu nhân đông gia là kẻ không có giáo dục biết không mẹ đông tiện tay đưa cho cô một bao tiền lì xì dùng giọng điệu khinh miệt mà dạy dỗ cô vâng trong lòng thủy y mễ nháy mắt trầm xuống chả cũng đã uống qua rồi vậy chúng ta trở về phòng đông nhật dương lên tiếng kéo tay thủy y mễ thong xong rời khỏi phòng khách vợ chồng đông gia cùng đông nguyệt nha cùng nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ rời đi đầu cũng lái ra cùng một ý niệm. Hỏng rồi, hắn tức giận. Anh đang tức giận sao? Trở về phòng. Thủy mễ liền đứng cách xa hắn, cẩn thận hỏi. Không có. Hắn cố ý lộ ra nụ cười với cô như trước. Còn nói không có, cười đến vặn vẹo như thế, ngay cả người chậm chạp như cô còn có thể cảm nhận thấy hơi thở lạnh lùng của hắn. Thật không có sao. Cô chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục hỏi lần thứ hai. Nói không có là không có. Hắn tét miệng, nghiến răng nói từng chữ từng câu. Chẳng lẽ em hy vọng tôi tức giận? Không, dĩ nhiên không. Thủy y mễ vội vàng khoát tay lắc đầu. Không sao, vậy anh đi tắm rửa trước. Nói xong, hắn lưu loát xoay người đi tới phòng tắm. Đồng Nhật Sương dùng sức tháo cà vạt. Hắn rất muốn tự nói với mình rằng hắn không có tức giận. Nhưng hắn biết trong lòng mình có một luồng hỏa ở tán loạn hắn không hiểu tại sao khi nghe mẹ mình nói với thủy y mễ những lời đó thì lại tức giận hắn rất không thích mẹ mình dùng giọng điệu khinh miệt như thế nói chuyện với cô mà lúc trước hắn cũng đã nghe mẹ cùng em gái hắn dùng chính cái giọng điệu đó để nói về thủy y mễ khi đó hắn lại không có bất kỳ cảm giác gì tại sao bây giờ hắn lại không thoải mái như vậy đáng chết từ trước đến giờ ở trước mặt người khác luôn sắm vai một người dịu dàng tao nhã như hắn nay lần đầu tiên phát ra ngôn từ bất nhã như vậy lúc này bên ngoài phòng tắm tùy y mễ đang buồn bực xa tóc kỳ quái hắn rõ ràng tức giận tại sao nói không có đây đàng yên đang lành sao nói tức giận là liền tức giận chứ tóc đều bị sắp bị kéo cho sụng hết mà tùy y mễ vẫn là suy nghĩ không ra nguyên cớ cả đêm, Thủy Y Mễ cũng cảm nhận được hơi thở không vui của Đông nhà Sương. Mặc dù hắn tắm xong, lúc đi ra vẫn cười cười với cô, nhưng cô biết hắn là đang tức giận. Hắn nói có công chuyện phải làm, vào thư phòng liền một mạch không hề đi ra, mà bây giờ cũng đã 11 giờ đêm, thế mà hắn một chút dấu hiệu ra ngoài cũng không có. Nhiều lần, Thủy Y Mễ cũng lặng lẽ đem lỗ tai dính vào cửa thư phòng nghe lén, cuối cùng cô vẫn cả buổi tối ở trên giường lăn qua lộn lại cho đến khi chu công tìm tới cô thì mới dừng lại hôm sau thủy y mễ mang đôi mắt quầng thâm tới tòa soạn đi làm thời dịp thời gian nghỉ ăn bữa trưa sở đan thanh chạy nhanh tới quan tâm cuộc sống tân hôn của bạn tốt thủy tiểu mễ cậu có hay không nên giải thích một chút sở đan thanh trêu đùa nói cậu xem mắt quầng thâm nặng như vậy rõ ràng thiếu ngủ thủy đại tiểu thư mặc dù hai người mới kết hôn nhưng là phải biết kiềm chế một chút được không cậu ở đây nói nhằng nói quậy gì đó thủy y mễ đỏ mặt nhỏ giọng gắt giọng mọi chuyện không phải như cậu nghĩ tớ nghĩ như thế nào cơ sở đan thanh cố ý trêu chọc nói không thèm để ý tới cậu nữa thẹn quá thành giận thủy y mễ quay mặt không thèm đếm xỉa đến cô được rồi không làm khó cậu nữa sở đan thanh tiến gần đến hỏi làm sao? Cậu lại không xin thêm mấy ngày nghỉ. Nhanh như vậy đã đi làm. Chồng cậu không đưa cậu đi hưởng tuần trăng mật sao? Mặc dù cả tòa soạn, chỉ mình cô biết Thủy Y Mễ mới kết hôn. Thế nhưng, cái người này cũng không thể qua loa với tân hôn của mình như vậy nha. Ai? Đừng nói nữa. Thủy Y Mễ từ trước đến giờ vẫn luôn đơn thuần, lạc quan, cũng không nhịn được than thở. Đồng Nhật Dương sau ngày kết hôn đã phải đi làm, từ đây ngày thứ ba mới đi thế là tốt lắm rồi cái gì sở đan thanh nhíu lông mày cải đen lại đồng nhật dương làm như vậy thật quá đáng thôi thì y mỹ bất đắc dĩ thở dài hắn lấy tớ cũng không phải là tự nguyện vào đêm trước ngày kết hôn mẹ đã nói rõ ràng với tớ đồng nhật dương đồng ý lấy tớ là bởi vì ngự trù phường cần sự hỗ trợ của gạo thủy gia. bọn họ cần cái này để cứu vớt ngự trù phường Ngựa chủ phường thế nào sở đan thanh không hiểu nói nghe nói bố chồng ta mấy năm nay kinh doanh ngựa chủ phường đều là nhập bất phu xuất cho nên bị đông lão thái gia mắng cho một trận thủy y mễ vừa nghĩ tới động lực ban đầu làm cho mình chịu gả cho đông gia cứ như vậy xuống dốc trong lòng một hồi đau thương đan thanh tớ còn chưa được ăn thức ăn của ngựa chủ phường trong truyền thuyết nó nếu như vậy mà đóng cửa vậy tớ sẽ thua lỗ lớn. Nói nhảm, cậu dĩ nhiên là bị thua thiệt. Cậu vì muốn ăn đồ ăn của ngự thiện phòng mới nguyện ý gà. Ăn không được, có thể không thua thiệt sao? Sở đan thành mắt trợn trắng đối với bản tốt. Vậy làm sao bây giờ? Thủy y mễ không khỏi sốt ruột. Gấp cái gì, cậu bây giờ cũng coi là đông gia đại thiếu phu nhân rồi. Chẳng lẽ đi ngự chủ phường ăn ngự thiện cũng không được sao? Đúng nha, tớ tự mình đến ngựa chủ phường tìm đầu bếp nơi đó làm cho ta ăn cũng được a à? thủy y mễ bừng tỉnh hiểu ra vỗ vỗ trán của mình đần sở đan thành nhẹ nhàng phun ra một chữ như vậy mình cậu đến đó thì người ta biết mà làm cho cậu ăn sao tại sao lại không thủy y mễ không hiểu nhìn về phía cô người ta không biết cậu cậu cùng lắm kết hôn cũng làm kín đáo như vậy có thể có mấy người biết vậy làm sao bây giờ bắt đồng nhật xương tự mình dẫn cậu đi ngụ trừ phường như vậy không được sao cậu nói đúng đồng nhật xương đưa tớ đi chắc chắn sẽ được thủy y mễ hít mắt trong đầu không ngừng nghĩ tới ngựa thiện giống như bọn họ đang ở trước mắt một dạng thủy tiểu mễ nước miếng chảy ra kìa sở đan thành vỗ vỗ đầu cô đưa tay vuốt be gương mặt thèm thuồng của cô thủy y mễ theo bản năng giơ tay lên lau khóe miệng phát hiện mình bị mắc lừa thối đàn thanh cậu lại lừa tớ ai bảo cậu lộ một bộ dáng sắp chảy nước miếng ghê tởm như thế sở đan thanh nhún vai một cái một chút ai náy cũng không có hừ không để ý tới cậu nữa trở về làm việc đi nói xong cô liền cầm lên trái nước bộ mặt đầy mong đợi trở về bàn làm việc của mình sở đan thanh nhìn bạn tốt sáng vẻ ngây thơ không khỏi có chút lo lắng cô ở trong hôn lễ cô gặp qua đông nhật sương một lần cũng biết mặc dù hắn rất đỗi dịu dàng nhưng không phải là người đàn ông đơn giản hy vọng cô gái ngốc kia sẽ người ngốc có phúc ngốc a à. mà thủy y mễ quay về đến chỗ ngồi thì lại nghĩ tới làm như thế nào mới có thể làm cho đông nhật sương mang cô đi ngựa chùa phường phải làm sao đây Cô vốn là tâm tình hưng phấn, lập tức bị cái vấn đề hiện thực này dập tắt. Đồng Nhật Sương làm sao có thể ngoan ngoãn mang cô đi nha? Nếu như đi cầu xin bố chồng lên tiếng, thì vẫn còn có một chút khả năng. Về phần mẹ chồng cùng Đông Nguyệt Nha, thì không dám trông mong vào rồi. Ai? Thật khổ não. Buổi tối, Thủy Y Mễ ở trước cửa thư phòng, không ngừng bồi hồi. Còn nên đi vào hay không đây? Cô nhỏ giọng tự nói, do dự có nên gõ cửa hay không bảo bối em tìm anh sao cánh cửa thư phòng không biết từ bao giờ lại đột nhiên mở ra thủy y mễ giật mình lui về phía sau ách anh làm sao anh không lên tiếng gì cả thế cô vỗ vỗ ngực không tự chủ gắt giọng với hắn em ở trước cửa đi tới đi lui có phải là tìm anh có việc gì không đồng nhật dương mặc mỉm cười hai tay khoanh trước ngực thoải mái mà tựa vào cạnh cửa mắt cũng không hề chớp chăm chú mà nhìn cô khi hắn mỉm cười nhìn sau mói thủy y mễ cảm giác mình cử động vừa rồi giống như là cô bé đang cố tình gây sự có chuyện muốn nói với anh sao thấy dáng vẻ quẫn bách của vợ mình đồng nhật dương không có ý tốt mà tiếp tục trêu chọc cô phải là có chuyện cô ấp úng có chuyện muốn nhờ anh giúp một tay trong mắt đen của đông nhật sương nhíu lại thật là kỳ lạ kết hôn đến nay cũng đã một đoạn thời gian rồi thái độ của mẹ và em gái đối với cô hắn đều biết nhưng cho tới bây giờ không nghe thấy cô oán trách dù chỉ một câu hoặc là có yêu cầu gì chuyện có thể làm cho cô mở miệng nhờ giúp chắc là khó khăn không nhỏ a à. chuyện gì trong khoảng thời gian này hắn chỉ lo chuyện của ngự chủ phường mà bỏ quên cô vì đền bù Bất cứ việc gì, hắn cũng có tận lực làm cho cô vui lòng. Người chủ phường Âm thanh từ trong miệng của cô, nghe nhỏ giống như mũi kêu vậy. Cái gì? Đồng Nhật Dương mỉm cười, cái môi cương cứng một chút, làm như không nghe thấy lời cô nói. Em muốn đi ngựa chủ phường. Thủy im mễ nhắm mắt lại, hướng hắn hô to. Ha ha! Đồng Nhật Dương ngẩn người một chút, thật lâu sau mới cất tiếng cười to. Tuy rằng, hắn đối với người luôn là mặt mỉm cười, thế nhưng đó đều là mặt nạ. Mà mỗi lần ở trước mặt cô gái này, hắn đều không tự chủ được mà cởi mặt nạ xuống, dùng bộ mặt chân thật nói chuyện với cô. Cổ rốt cuộc có ma lịch gì mà khiến cho hắn mê mẩn tâm hồn như vậy? Thủy y mễ ngợ ngùng chừng hắn, dám cười đến làm cả như vậy. Hồi lâu, đồng nhật xương mới ngưng cười, hứng thú mà nhìn bộ dáng giận mà không dám nói gì của cô. Tại sao muốn đi ngựa chủ phường? Đông Nhật Dương nện bước ưu nhã, đi tới bên giường, sau đó tùy ý nằm lên giữa giường. Ngựa chủ phường không phải là do tổ tiên đông gia truyền lại sao? Thủy Ý Mễ giả bộ chán định, hất cảm lên nghiêm túc nói. Em là vì thân phận đông gia đại thiếu phu nhân, mà quan tâm nhà hàng của gia đình chồng, có cái gì không đúng sao? Đồng Nhật Dương đưa đôi tay gối ra sau đầu, trong mắt đen lườm cô một cái ngay sau đó lại đem tầm mắt nhìn lên trần nhà là không có cái gì không đúng hắn chậm rãi nói nhưng nhưng mà cái gì hắn cố làm ra vẻ huyền bí khiến thủy y mễ gấp gáp tiến tới bên giường hỏi thấy con người cô tròn vo tới lúc gấp rút mà nhìn hắn với bộ dáng đáng yêu tìm của hắn chợt rung động hôn anh rồi anh sẽ nói cho em biết trong mắt đen của đông nhật dương mỉm cười dù đã tối lại nhưng vẫn ung dung chờ cô cái gì đề tài thế nào đột nhiên lại chuyển đến như vậy đầu óc đơn thuần của cô nhất thời theo không kịp tiết tấu của hắn em nghe thấy rồi không phải sao hắn nâng môi lên làm tiếng cười từ bên trong cổ họng của hắn chậm rãi bật ra sắc mặt thủy y mễ nháy mắt trở nên đỏ bừng anh anh hắn tại sao lại có thể như vậy cha không phải đã nói đồng đại thiếu gia tao nhã lịch sự là nhất đẳng thân sĩ nhưng bây giờ hắn nằm ở trên giường bổ sạng mặt tươi cười theo cô thấy hắn giống như là tên vô lại mới đúng nếu như em không đồng ý vậy anh cần phải nghỉ ngơi nha thấy mặt cô kinh ngạc lấy lòng hắn hắn có ý xấu tiếp tục trêu chọc cô về phần chuyện ngựa chủ phường chờ lúc anh rảnh rỗi sẽ nói với em. Vừa nghe hắn nói như vậy, Thủy Y Mễ liền nóng này, mãi mới chờ đến lúc đến tối, hắn có chút rảnh rỗi, đợi lần sau hắn rảnh rỗi thì không biết phải chờ tới lúc nào đây. Chờ một chút a. À. Cô không tình nguyện mở miệng gọi. Hả? Đông Nhật Dương trong lòng đã sớm cười đến ruột cũng sắp vỡ ra. Cô thật sự quá thú vị, cho dù trong lòng cô không hề muốn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn giống như con mèo thủy y mễ vô cùng không tình nguyện đỏ mặt cúi xuống hôn lên mặt hắn một cái sau đó chạy đi rất nhanh đông nhật dương nhanh tay lẹ mắt đem cô kéo trở lại bà xã em ăn bớt ăn xé nguyên vật liệu nhiều quá rồi nói xong hắn một tay ấn cô vào trong ngực hùng hăng hôn đôi môi mềm mại của cô bất chấp cô dãy giụa mà thưởng thức hết tư vị ngọt ngào của cô một bàn tay của hắn nắm lấy cái ót, đưa đầu lưỡi nóng sực dây dưa cùng đầu lưỡi thơm tho. Chỉ trong chốc lát, đã làm cánh môi son non mềm của cô hôn cho sưng đỏ. Giống như qua một thế kỷ, hắn mới lưu luyến rời khỏi cánh môi mê người này. Bảo bối, đây mới gọi là hôn. Giọng nói hùng hậu vang lên bên tai cô. Anh! Gương mặt ửng đỏ, cái miệng nhỏ hé mở không ngừng thở gấp. Đồng Nhật Dương nở nụ cười hết sức rờ rỡ, hài lòng đưa mắt nhìn phía môi mềm sưng đỏ còn người bỗng trở nên tối tăm hơn sâu không lường được như vậy như vậy là được rồi chứ Cổ nũng nịu gương mặt đỏ ửng vẫn không dịu bớt có thể đồng nhật sương cười vậy ngày mai em có thể đi ngựa chủ phường rồi nghĩ tới đây chuyện xấu hổ vừa rồi cũng không cần so đo với hắn nữa anh nói em có thể đi ngựa chủ phường lúc nào Đồng Nhật Dương cố giả bộ kinh ngạc, nhìn về phía cô. Nhưng, anh mới vừa nói. Cô cố gắng nhắc lại, nguyên lời hắn vừa nói. Bảo bối, em là hỏi anh, nhưng mà là cái gì? Mà anh cũng không đồng ý sẽ dẫn em đi ngựa chủ phường nha. Hắn đứng dậy, tiến tới trước mặt cô, đưa ngón trỏ ra trước mặt cô nhẹ nhàng lắc lắc. Đồng Nhật Dương, anh lại còn ăn vạ. Thủy Y Mễ cực kỳ tức giận, hy sinh nụ hôn lại không được như mình muốn đúng là thua thiệt lớn không thể nói lung tung được nha hắn cười đến hết sức rực rỡ lộ ra hàm răng trắng toát anh bây giờ có thể nói cho em biết nhưng mà cái gì rồi có muốn nghe hay không đây em không muốn nghe nhưng mà cái gì em muốn đi ngựa chủ phường thủy y mễ tức giản giảm chân hùng tợn chừng hắn vậy coi như xong hai tay hắn xoa xoa vào nhau gương mặt đầy tiếc nuối. Anh! Vốn là mặt đỏ vì thẹn, thì giờ đã biến thành vì giận mà đỏ bừng. Cuối cùng, không đấu lại được thế lực ác ma, đành rũ hai vai xuống, bộ mặt tức giận. Nhưng mà cái gì? Không đi được ngựa chủ phường, nhưng cũng muốn biết mình bỏ ra nụ hôn kia đổi lấy cái gì. Nhưng ngày mai, anh còn phải đi có việc, không thể dẫn em đi ngựa chủ phường được. Chờ anh trở lại sau đó, sẽ dẫn em đến đó xem một vòng. Sau khi nói xong, hắn như không có chuyện gì, thay áo ngủ xong, liền ván chăn lên nằm xuống. Hồi lâu, Thủy Mễ mới lấy lại được tinh thần. a à, Đông Đồng Nhật Dương che lỗ tay, hưng phấn nhìn cô nàng hét to, khỏe môi không tự chủ được lần nữa cong lên. Đồng Nhật Dương, anh đùa bỡn em, đáng ghét. Sau khi thét chói tai, ý thức được tất cả đều là hắn dụ mình mở tâm Thủy Mễ giận đến mức vội vàng cầm cái gối ôm nơi ghế tựa ném về phía hắn anh quá ghê tởm đồng nhật dương nghiêng đầu tránh cái gối cô ném tới sau đó thong thả ung dung nói bảo bối là tại em không muốn nghe hết câu nói của anh nha nếu không phải là anh cố ý nói giỡn thì tại sao em lại như vậy chứ cô cực kỳ tức giận cảm giác từ đầu tới đuôi mình giống như con chuột bạch bị hắn chơi đùa anh oan uổng quá cô làm ra vẻ uất ức đông nhật dương hứng thú ngẩng cao đầu học theo cô mà náo động anh cô nói không lại hắn hử không thèm để ý đến anh nữa em tức giận bỗng dưng hắn đứng dậy duỗi tay một cái kéo cô ngã vào giường hử cô nặng nề hử tức quay đầu đi không thèm nhìn hắn anh đi công tác bao lâu còn chưa có định đấy hắn cũng không gấp mà lại nhạt nói nếu như tâm tình không tốt sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc có lẽ 10 ngày nửa tháng cũng không về được còn nếu tâm tình tốt có thể hai ba ngày lên làm xong công việc và nhanh chóng trở về Thủy Y Mễ vừa nghe thấy thế liền trột dạ cái này không thể được cô đã chờ lâu như vậy mà bây giờ còn phải chờ thêm nửa tháng nữa cô không đủ kiên nhẫn đâu nha được rồi em không tức giận cô lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười vội vàng lấy lòng đại lão ra ông xã anh phải trở về sớm chút nha sau đó đôi tay vẫn còn ở trên bả vai của hắn vội vân vê bóp bóp cố gắng thu phục hắn mà đông nhật dương rất không khách khí hưởng thụ hai vai để cô xoa bóp đối với nụ cười lớn nhưng vẻ mặt không cam lòng của cô làm như không thấy thủy y mễ bị hắn ăn triệt để bàn về thủ đoạn của căn bản không phải là đối thủ của đại hồ ly đông nhật xương hắn bàn về thông minh trong đầu nhỏ của cô chỉ chứa có thức ăn thông minh lấy đâu ra mà nhiều nói tóm lại tiểu bạch thỏ nếu muốn thắng hồ ly giảo hoạt thì còn non lắm thủy y mễ mãi mới chờ được đến ngày đông nhật xương trở lại không cần suy nghĩ liền trốn việc về nhà quả ra đại thiếu gia trở về chưa mới vào cửa nhà cô đã hỏi ngay quản gia. Đại thiếu gia gọi điện thoại nói, cậu ấy từ phi trường trực tiếp thẳng về công ty rồi, buổi tối mới trở về ăn cơm. Quản gia cung kính trả lời, cái gì? Cô thất vọng kêu lên, tại sao như vậy? Thủy mễ, anh tôi chỉ là đi công tác có mấy ngày, cô liền hỏi lung tung này kia mấy ngày, cô có hay không lo quá nhiều chuyện rồi. Đây là đông gia, không phải là thủy gia nhà giàu mới nổi, không được láo xược Đông Nguyệt Nha từ trên lầu đi xuống liền vừa lúc trông thấy cô hỏi han gấp gáp rất là khó chịu Thủy Mễ không phải ngu ngốc cô biết Đông Nguyệt Nha vẫn luôn có địch ý với cô chỉ là rất buồn bực tại sao mình chưa từng đắc tội với Đông Nguyệt Nha và từ đại học đến bây giờ cô ấy luôn cam thủ cô Nguyệt Nha, cô tại sao lại ghét tôi vấn đề này cô đã giấu trong lòng rất lâu rồi rốt cuộc không nhịn được nữa Đồng Nguyệt Nha vẻ mặt đột nhiên có chút không tự nhiên, nhưng rất nhanh, cô khôi phục dáng vẻ cao ngạo điêu ngoa. Hử, cô chọc người khác ghét, còn cần lý do sao? Nguyệt Nha, tôi thật đáng ghét như vậy sao? Thủy Y Mễ, khổ sở nhìn cô. Nói thế nào, chúng ta đều là người một nhà, không thể cùng vui vẻ sống chung sao? Người nào với cô, chúng ta là người một nhà. Đồng Nguyệt Nha thẹn quá hóa giận, cô ngay cả một chút cũng không sánh bằng chị nan như thủy mập béo đồng Nhật nha một tiếng gầm giận dữ từ cửa truyền đến đồng nhật sương bình thường với người khác luôn là mỉm cười chào đón giờ phút này đang lạnh mặt khiển trách em gái mình lập tức nói xin lỗi thủy y mễ vốn là rất đau lòng nhưng bị sự tức giận của đông nhật sương làm cho hoảng sợ mà tan thành mây khói đôi mắt tròn trịa thẳng tắp dõi theo từng bước, từng bước của hắn đi về phía các cô. Em, em không nói sai. Đồng Nguyệt Nha lần đầu tiên thấy anh trai có vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc như thế, trột dạ giải thích. Còn nói xạo, gương mặt Đông Nhật xương càng lạnh lẽo. Gia sư của Đông Gia chính là dạy cho em nói những lời vũ nhục chị dâu mình. Em không thừa nhận cô ta là chị dâu của em. đông Nguyệt Nha tùy hứng mà hướng hắn hô lớn.